Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Mục Trang, mấy vị trưởng lão biến sắc mặt, đóa hoa này chính là lúc Mục Bạch Vanh khiêu khích Lý Vân Tiêu, bị Khôi Lỗi Thần Luyện Cương một đấm đánh bầm đầu cũng xuất hiện đóa hoa nhỏ màu trắng này. Đóa hoa to còn hơn lúc Khôi Lỗi Thần Luyện Cương đánh ra. Mục Trinh lần thứ ba gặp được, lần đầu tiên là trong tay Linh Mục Địch, lòng luôn nặng chịu ám ảnh về ngọn lửa này. Đây rốt cuộc là lửa gì mà khủng bố như vậy? Trên đảo La Phù, Tiểu Hồng tức giận sắc mặt âm trầm, hai tay kết ấn đánh ra băng sát tâm diễm, vỗ tới trước. Hữu Cầm Phi nhướng mày nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ, lòng nổi lên cảm giác kỳ lạ, khó nói rõ là ở đẻm nào. Nhìn như uy lực không lớn nhưng Hữu Cầm Phi cảm giác nó không đơn giản. Ha ha ha, tiểu muội muội còn biết khống hỏa. Phu Thánh Kiệt cười to bảo. Đáng tiếc tuyệt kỹ của ca ca là khống thủy. Phu Thánh Kiệt đơn giản bắt chỉ quyết, một con thủy long hiện ra trong lòng bàn tay. Để ca ca tắm rửa cho tiểu muội muội, ha 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 ha. Một trường đánh hướng ngọn lửa. Ầm 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 ầm. Hai lực lượng vừa tiếp xúc, ánh sáng trắng chói mắt bừng lên đâm đau mắt người. Phu Thánh Kiệt, Tiểu Hồng bị lực lượng đó nuốt vào. Trên đảo La Phù bị đóa hoa ánh sáng to lớn bao trùm nở rộ dưới đất. Mọi người xoe tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm. A! À, ba người Thiên Tiệm nhai há to mồm đủ nuốt một trái dưa hấu. Bọn họ cách quang hoa gần nhất, càng có thể cảm nhận nhiệt độ cháy bỏng, uy lực mênh mông khủng bố. Nhiệt độ cực cao nướng lại làm ba người thấy toàn thân lạnh lẽo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong Bích Lạc Tông cũng rộ lên tiếng kinh kêu. Ân Chỉ vụt ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tức giận quát. Phi Long Tông chết tiệt, dám xuống tay ác vậy với Tiểu Hồng. Trưởng lão đứng sau lưng ngơ ngẩn nói. Cái kia, không, không phải, Tông Chủ đại nhân, đây là... Trưởng lão ấp úng khó nói rõ. Ân Chỉ nạt. Là gì mà là, không phải ta đã dặn các ngươi trông chừng đàng hoàng sao? Trưởng lão toát mồ hôi chán, ngại ngùng nói. Cái đó, người hiểu lầm, vụ nổ là Tiểu Hồng làm ra chứ không phải Phi Long Tông. Ân Chỉ ngây người, lửa giận xẹp ngay biến thành ngơ ngác. Ân Chỉ kinh ngạc hỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, ngươi vụ nổ là Tiểu Hồng làm ra chứ không phải Phi Long Tông. Trưởng lão nghe hỏi không nói nên lời, bản thân cũng thấy khó tin, kỳ lạ, chẳng lẽ mắt thấy ảo giác. Trưởng lão cố gắng nhớ lại cảnh vừa rồi, ngu ngơ nói. Hình như đúng vậy. Ân Chỉ phớt lờ trưởng lão, vội vàng nhìn ra bên ngoài. Sau khi băng sát tâm diễm nổ bừng lên ánh sáng chói mắt, thần thức cũng bị cắn nuốt, làm người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Lát sau có bóng người lộ ra. Tiểu Hồng đứng trên đảo La Phù, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng chảy mồ hôi. Phu Thánh Kiệt đã biến mất. Người đâu? Mọi người xoe tròn mắt, dụi mắt liên tục, cho rằng mình nhìn lầm. Thang Huy dạ, các đệ tử Phi Long Tông giật mình chưa lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngu ngơ hóa đá. Thánh Kiệt đâu rồi? Rốt cuộc Thang Huy dạ nhúc nhích ngón tay hoàn hồn lại, nhưng vẻ mặt vẫn mờ mịt, thần thức và ánh mắt quét qua lại trên đảo La Phù tìm kiếm. Thang Huy dạ suy ngẫm. Một kích vừa rồi kinh thiên động địa, thực lực của Thánh Kiệt khó tránh thoát được, dã trốn đi đâu? Ba người Thiên Tiệm nhai nhìn nhau, thấy kinh sợ, kinh khủng trong mắt nhau. Hữu Cầm Phi lau mồ hôi chán nói. Phu Thánh Kiệt của Phi Long Tông đã thành cho, không còn một cọng lông. Tiểu Hồng của Bích Lạc Tông thắng. A, à, kết quả này một lần nữa làm mọi người giật mình. Không còn một cọng lông là khái niệm gì? Bình thường nói thành cho bụi ít ra còn thịt vụn, tệ hơn là còn rúm cho. Giờ không có một cọng lông tức là bị đốt cháy sạch sẽ, hoàn toàn, hóa thành mây khói. Thang Huy giả. Chấm. Tiểu Hồng mừng rỡ. Hoan hô, ta thắng rồi, ta thật sự thắng. Tiểu Hồng vui vẻ vỗ tay, hoa tay múa chân lớn tiếng nói. Tông chủ đại nhân, Vân Tiêu đại ca ca, các ngươi nhìn thấy sao? Ta thắng. Tiểu Hồng vui mừng nhảy lên thật cao, bay vào chiến hạm Bích Lạc Tông. Tim Lý Vân Tiêu run lên, cười khổ nói. Nàng vẫn còn nhớ ta sao? Xem vừa rồi Tiểu Hồng thể hiện lực lượng là thực lực thật sự của nàng. Dù là loại tu vi nào, thân nghê hồng của Tiểu Hồng khống chế chiêu băng sát tâm diễm đủ càn quét tất cả cường giả. Hiện tại đế giả thế nào? Vì sao Tiểu Hồng đến Bích Lạc Tông? Trong lòng Lý Vân Tiêu tràn đầy thắc mắc, suy nghĩ tìm cơ hội hiểu rõ ràng.
Người Mục gia lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đã khác lạ. Mục Trang hỏi, Vân thiếu gia, tiểu cô nương kia gọi người là ca ca, Vân thiếu gia là ca ruột của nàng ta. Lý Vân Tiêu chảy mồ hôi ròng ròng, xấu hổ nói. Đương nhiên không phải, chỉ có một đoạn duyên kết bạn, sau này nàng bị người xấu bắt cóc mất tích. Ta cũng thấy là tại sao nàng sẽ ở đây. Tâm tình người Mục gia nặng trịch. Tiểu Hồng lợi hại đúng như Lý Vân Tiêu nói, vậy Ngô Đại Thành của Long Nha Sơn Trang thật sự đúng là siêu cao thủ rồi. Mục Trang trầm ngâm nói. Cáo giả ân chỉ đó dám che giấu sâu như vậy, ta suýt bị hắn lừa. Mục Trang không biết rằng lúc này ân chỉ giật mình hơn gã gấp trăm lần. Trong Bích Lạc Tông, mọi người ngơ ngác nhìn Tiểu Hồng, biểu tình coi rẻ, khinh thường đã chuyển hóa thành giật mình và sợ hãi. Tiểu Hồng hưng phấn hơ nắm tay, nói. Ta thắng, tông chủ đại nhân cũng thấy phải không? Người ân chỉ run rẩy, lấy lại tinh thần, mắt nhìn Tiểu Hồng từ trên xuống dưới mấy lần. Nàng thật sự là tu vi vũ quân. Ân chỉ lắp bắp hỏi. Ngọn lửa mới rồi là sao? Tiểu Hồng đáp. Ta cũng không biết, hễ ta tức giận là trong người sẽ rất táo bạo, có một hỏa hao màu trắng hiện ra. Người Bích Lạc Tông hết hồn, nghe giọng điệu của Tiểu Hồng dường như là một loại thể chất rất đặc biệt, có thể tùy theo cảm xúc dao động mà tự động sinh ra ngọn lửa đáng sợ. Ân chỉ hỏi. Lúc Tiểu Hồng không giận thì có thể thi triển ra hỏa diễm không? Tiểu Hồng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Ta thử rồi, đôi khi được, nhưng xác suất thành công không cao. Ân chỉ đại khái đã hiểu, Tiểu Hồng có thể chất tiềm năng cực kỳ đáng sợ, nhưng không thể tùy ý khống chế. Hèn gì vị đại nhân kia muốn Tiểu Hồng tham gia vũ quyết, có lẽ vì để nàng không ngừng trưởng thành. Tiểu Hồng còn trong trạng thái hưng phấn, hôn nắm tay tính toán. Chỉ cần thắng thêm một lần là sẽ tiến vào 12 cường. Tiểu Hồng cố gắng, Tiểu Hồng cố lên. Mọi người nhìn nhau, thầm nghĩ, uy lực chiêu vừa rồi của ngươi thì trận tiếp theo khỏi đánh, đối thủ sẽ trực tiếp nhận thua. Chiêu thức kinh thiên của Tiểu Hồng làm tất cả thí sinh lòng bàn tay mướt mồ hôi. Chiêu thức khủng bố như vậy ai dám bảo đảm đỡ nổi, né thoát. Dù may mắn đỡ được một chiêu thì có qua được chiêu thứ hai, thứ ba không? Mấy trận vũ quyết tiếp theo hai bên thí sinh sắc mặt âm trầm, không nói cười. Tiếng cười quái dị của Vu Thánh Kiệt dường như còn quanh quẩn đâu đây trên đảo. Rất nhanh đến lượt Lý Vân Tiêu ra sân, hắn đứng trên đảo La Phù hấp dẫn vô số ánh mắt sùng kính, cảm kích. Ba người Thiên Tiệm Nhai cũng mỉm cười chắp tay ra hiệu. Đối thủ kia cười khổ trực tiếp nhận thua, không lên đảo. Lý Vân Tiêu cười cười phất tay chào mọi người, bay về cơ khôi di động. Mục Trang cười nói, mấy trăm người nương cơ hội Vân Thiếu ra đột phá mà được thăng cấp. Thu hoạch lòng người rất lớn. Vũ quyết lần này sẽ được truyền thành giai thoại thiên cổ. Về sau cảnh thất, ngạo vô tâm, Trình Thanh Ti đều không chiến mà thắng, trực tiếp thăng cấp. Mục Trinh nghiêm túc nói. Ngô Đại Thành kia lên sân. Người Mục gia căng thẳng nhìn sang. Lúc trước Tiểu Hồng kinh thế biểu diễn đã làm mọi người kinh sợ, lần này mắt không chớp cái nào nhìn Ngô Đại Thành đăm đăm. Con người Lý Vân Tiêu co rút. Một vòng phù văn kỳ lạ chậm rãi trong con ngươi như hai trận pháp nhỏ khảm trong mắt hắn. Lý Vân Tiêu muốn thấy rõ ràng mỗi động tác của Ngô Đại Thành. Ngô Đại Thành vẫn là bộ dáng nhà giàu mới nổi, kênh kiệu, mặt lạnh tanh chừng đối phương. Ngô Đại Thành quát to. Hừ, có bản thiếu gia ở đây mà ngươi cũng dám đứng ra chiến, thật là chán sống. Vũ giả này là Bách Lý Phú của Thần Phong Cốc, cười khẩy nói. Xin lỗi. Ở trong lòng bổn tọa thì Vân Tiêu công tử chỉ có vị bên Mục gia, hàng giả nhà ngươi để bổn tọa giải quyết đi. Tiếc cho đôi tỉ muội Long Nha Sơn Trang bị ngươi làm hỏng. Ngô Đại Thành tức giận quát. Chết tiệt, dám khinh thường ta vậy sao? Hãy xem bản thiếu gia cho ngươi biết mùi. Ngô Đại Thành bộc phát khí thế, phụ đế đỉnh thất tinh, mạnh hơn lúc gặp trong thành Vĩnh Tương một chút. Năm ngón Ngô Đại Thành thành chảo chộp hướng cổ họng Bách Lý Phú, chiêu thức rõ ràng là miệt thị. Bách Lý Phú nổi giận, lắc người đá một cước, mũi chân lóe tia sáng lạnh. Bốp! A! À, móng vuốt của Ngô Đại Thành đá văng ra, bàn tay đau đớn rụt về, bộ dạng tàn nhẫn biến thành la làng. Người Mục gia chán nổi gân xanh. Mục Trinh nhíu mày nói. Một cước cùng dai mà đá bay đi chảo hắn dốc sức đánh ra, bộ dạng đau đớn đó hoàn toàn không phải giả vờ. Lý Vân Tiêu thấy rõ hơn. Thậm chí là dao động nguyên lực quanh thân hai người phô bày ra trước diệu pháp linh mục của hắn.
Mới rồi chân Bách Lý Phú đúng là đá văng phòng ngự trong chưởng của Ngô Đại Thành, lực lượng cực mạnh tập trung vào một điểm, khi tứ chi tiếp xúc thì bùng nổ. Khí kình ồ ạt rót vào lòng bàn tay Ngô Đại Thành làm gã bị đau, cánh tay hơi tê. Những chi tiết này tuyệt đối không phải giả vờ, tức là thực lực hiện tại của Ngô Đại Thành đúng là chỉ có vũ đế đỉnh thất tinh, thậm chí không tới. Vì Bách Lý Phú chỉ là vũ đế trung giai thất tinh, vậy mà sức chiến đấu đã thắng Ngô Đại Thành. Mục Trang cực kỳ tin tưởng Lý Vân Tiêu, nói. Cứ yên lặng xem đi, lúc trước lực lượng của Tiểu Hồng chưa từng vượt qua vũ quân, chẳng phải cuối cùng cũng chiêu chiến thắng sao. Người Mục gia gật gù, tiếp tục quan sát cuộc chiến. Bách Lý Phú một cước đá văng ra Ngô Đại Thành thì phỏng đoán ra thực lực của đối phương, lòng mừng thầm. Bách Lý Phú vốn sợ kém nửa cảnh giới không đánh lại, bây giờ thì gã to gan tấn công. Thừa dịp bàn tay Ngô Đại Thành bị đau, Bách Lý Phú vọt lên liên tục đá mấy bước, mỗi lần đều đá trúng chỗ hiểm. Ngô Đại Thành giật nảy mình vội dùng tay bảo vệ thân dưới, mấy cước đá trúng mắt, cổ họng, trái tim, đầu gã. Mây vị trí đó phun máu ra. Nhiều chỗ hiểm bị thương, Ngô Đại Thành cảm giác máu tuôn ra từ cổ họng, gã cố nuốt ngược xuống, vội bay lùi về. Bách Lý Phú cuồng cười. Ha ha ha, muốn đi. Bách Lý Phú bay lên cao, thân như lốc xoáy lao tới. Ngô Đại Thành vừa kinh vừa giận, vội vàng xoay người, dưới chân đạp mấy luồng sáng xanh chợt lóe trốn hướng trung tâm đảo. Ầm 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 ầm. Đòn công kích của Bách Lý Phú đánh hụt, chấn đảo La Phù vỡ nhiều đá vụn. Bách Lý Phú nghi ngờ, quát to. Đừng hòng đi. Bách Lý Phú bay lên đuổi theo. Mọi người nhìn ngây ra, cuộc chiến thấy chạy trốn khi vũ quyết. Lý Vân Tiêu ngây ngẩn, Ngô Đại Thành trốn thật sự, hắn thấy rõ gã bị đánh thương, không có sức chiến đấu nên mới trốn. Lý Vân Tiêu hoang mang. Chuyện gì đây? Hòn đảo tuy lớn nhưng đối với vũ đế cao giai thì chẳng là gì. Hai người rất nhanh rượt đuổi trên đảo La Phù. Không biết Ngô Đại Thành dùng thân pháp gì mà dưới chân luôn có đoàn sáng xanh. Mặc cho Bách Lý Phú công kích cỡ nào cũng không trúng gã được, mỗi lần đều kém mấy phân. Bách Lý Phú đánh đến phát cuồng, dù công kích cỡ nào cũng luôn chệch một ly. Bách Lý Phú chửi ầm lên. Đừng chạy, là đệ tử dự thi của Long Nha Sơn Trang mà cứ chạy tới chạy lui không thấy mất mặt sao? Ngô Đại Thành lạnh lùng nói. Liều mạng mà không đánh trúng bản thiếu gia, làm đệ tử thần phong cốc, ngươi không thấy mất mặt sao? Ngươi! Bách Lý Phú rất bực mình, động tác chậm lại, nhưng phát hiện vẫn cứ chệch mấy phần, nỗi lòng trở nên bình tĩnh. Điều này chứng minh đối phương chưa thi triển hết sức thân pháp, cho nên Bách Lý Phú công kích cỡ nào vẫn bị ung dung né tránh. Lý Vân Tiêu rất giật mình, hắn nhìn ra Ngô Đại Thành dư sức né tránh, thầm nghĩ chẳng lẽ gã dựa vào bộ thân pháp này chạy ra thành Vĩnh Tương. Mục Trang nghiêm túc nói, thân pháp này thật cao minh, bổn tọa hoàn toàn không nhìn ra manh mối. Lý Vân Tiêu nói, mỗi bộ pháp nhìn như tùy ý đạp thật ra ẩn chứa pháp tắc thiên địa phức tạp, mỗi bước đều là vị trí tốt nhất. Mục Trang giật mình kêu lên, Vân Thiếu gia nhìn ra lai lịch của bộ pháp này sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói, ta có chút nghiên cứu về thân pháp, nguyên tắc sáng lập bất cứ thân pháp nào đều là để thân thể di động đạt tới kết quả tối ưu, nên phải phù hợp pháp tắc thiên địa. Bộ pháp này là bộ pháp phù hợp quy tắc nhất ta từng thấy. Trong đầu Lý Vân Tiêu không ngừng thôi diễn tính toán bước chân của Ngô Đại Thành, cảm thấy cực kỳ phức tạp, đầu óc không theo kịp tốc độ. Đột nhiên trong đầu Lý Vân Tiêu vang giọng Sa Vưu tràn ngập kinh sợ nói. Là chân long pháp thân. Lý Vân Tiêu sửng sốt. Chân long chẳng phải là cường hóa thân thể biến hình rồng sao? Sa Vưu nói. Đó là thế nhân hiểu lầm. Chân long là tinh hoa thiên địa dựng dục sinh ra, bản thân chính là quy tắc ngưng tụ. Chân long pháp thân thật sự không chỉ thân thể cường đại, về mặt công kích, phòng ngự, tốc độ đều phù hợp đại đạo thiên địa nhất. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy tại sao mỗi lần ngươi thi triển chân long pháp thân chỉ có cơ bắp trướng căng, thân hình hóa rồng? Sa Vưu nổi giận, ngươi đang giễu cợt ta sao? Nếu chân long pháp thân của ta có thể đại thành, chẳng phải là trực tiếp hóa long, thần chắn giết thần, lão tử sẽ giết ngươi trước tiên. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Xem ra đời này ngươi không thể đại thành. Sa Vưu hừ mạnh. Nhưng kỳ lạ, thân thể của tiểu tử này rất yếu, sao bia chân long pháp thân tinh diệu vậy được? Lý Vân Tiêu nói. Có lẽ tên này chỉ học được bộ pháp. Sa Vưu châm học.
không hiểu thì đừng nói bậy bạ, không ai xem ngươi ngốc. Pháp trong pháp thân ý chỉ pháp tắc thiên đạo, bộ pháp của tiểu tử này là quy tắc chứ không phải thần thông. Trên đời này trừ Ma Kha cổ tự đã từng xuất hiện ra còn thứ có thể truyền thừa quy tắc sao? Lý Vân Tiêu giật nảy mình. Ý ngươi là hắn có được truyền thừa Ma Kha cổ kinh văn? Sa Vưu nói. Rất có thể, còn một khả năng khác người này cũng là hậu duệ huyết mạch chân long, thức tỉnh năng lực nhất định, tự động lĩnh ngộ bộ pháp này. Lý Vân Tiêu nói. Xem bộ dáng của hắn không giống hiểu Ma Kha cổ văn, hơn phân nửa là khả năng sau. Sa Vưu cười lạnh nói. Sai, ngươi lại tự cho là thông minh. Nếu thông qua lực lượng huyết mạch lĩnh ngộ quy tắc, vậy thì huyết mạch của hắn phải đậm đến trình độ nhất định, thậm chí không dưới ta. Nhưng ngươi nhìn xem trên người hắn có long uy hay khí long tức không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ hắn thông qua Ma Kha cổ văn truyền thừa, đương thời trừ Hải Hoàng Ba Long ra còn người có thể phân biệt thông thiên cổ kinh văn sao? Dù là Hải Hoàng Ba Long cũng có mấy trăm chữ không biết. Sa Vưu trầm ngâm nói. Nên mới bảo người này kỳ lạ. Lý Vân Tiêu mắng. Ai không biết hắn kỳ lạ, còn cần ngươi nói sao? Sa Vưu đốt chát lại. Đồ ngu, ít ra biết hắn kỳ lạ ở chỗ nào. Ngươi thậm chí không biết hắn kỳ quái như thế nào. Lý Vân Tiêu nói. Nếu bộ pháp của hắn lợi hại như vậy, thế thì chẳng phải là không ai đánh gục hắn được sao? Sa Vưu hầm hừ. Dĩ nhiên là không, chỉ cần khóa không gian lại là được. Nhưng trong cùng giai e rằng không ai có thể đánh chúng hắn, trận vũ quyết hoặc là hắn thắng hoặc đánh ngang tay. Lý Vân Tiêu đăm chiêu. Ngô Đại Thành rất kỳ dị, cho Lý Vân Tiêu cảm giác không chỉ là bộ pháp còn có bí mật che giấu rất sâu. Chợt có tiếng hét thảm vang lên, Bách Lý Phú bị Ngô Đại Thành đánh trúng lồng ngực, phun ra ngụm máu bay ra ngoài. Mọi người giật bắn, chừng muốn lồi mắt. Cái gì? Lý Vân Tiêu hết hồn. Lão Long, người thấy rõ động tác vừa rồi của hắn không? Sa Vưu nói. Đang bận nói chuyện với ngươi làm sao ta thấy? Ngươi luôn thi triển lực lượng nguyệt đồng mà cũng không thấy. Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Tán gẫu hỏng cả cuộc đời. Lý Vân Tiêu xoay người hỏi. Mục Trinh trưởng lão có thấy Ngô Đại Thành ra tay như thế nào không? Mục Trinh cũng thi triển diệu pháp linh mục quan sát kỹ, chưa từng mất tập trung. Mục Trinh suy nghĩ một lúc. Cũng không có gì kỳ, thì đánh ra một đấm, trúng ngực Bách Lý Phú. Không có gì đặc biệt, cú đâm nhẹ nhàng, nhưng... Quá bình thường không quan trọng làm ta không thấy có gì lạ, ngược lại vì thế mà nó lạ. Mục Trăng nghiêm túc nói. Cú đấm kia nhìn như bình thường nhưng thật ra không hề bình thường, cường đại đã qua rèn rũa trăm ngàn lần mới đánh ra cú đấm, bình thường không có gì lạ, như vậy. Lý Vân Tiêu và Sa Vưu rung động, thầm hét lên. Chân Long Pháp Thân. Sa Vưu trầm giọng nói. Chân Long Pháp Thân dung hợp mọi mặt lực lượng, công kích, phòng ngự, tốc độ. Chắc vừa rồi hắn thi triển công kích quy tắc gần, có thể nắm giữ công kích và tốc độ trong chân long pháp thân đã là vô địch cùng giai. Lý Vân Tiêu nói, có khi nào hắn nắm giữ luôn hai mặt khác không? Sa Vưu nói, tuyệt đối không, ngươi, không thấy ban đầu hắn bị đánh người đầy máu sao? Lực lượng và phòng ngự đều rác rưởi. Mắt Sa Vưu bắn ra tia sáng, chép miệng nói. Chậc chậc, tuyệt đối không bỏ qua tên này được, bắt hắn về luyện hóa đi. Ta muốn ép hỏi ngọn nguồn lực lượng hai pháp thân này. Lý Vân Tiêu nói. Nếu hắn chỉ biết công kích và tốc độ thì không đáng lo. Ta thấy lạ là nhân loại cũng có thể tu luyện chân long pháp thân sao. Sa Vưu sửng sốt, lặng im. Đều là lĩnh ngộ quy tắc đại đạo, lý ra đều được, nhưng không có hân rồng thì khó nắm giữ đại đạo đó. Đúng là kỳ lạ, người này hơn phân nửa liên quan với long tộc, tóm lại bắt hắn trước chắc chắn không sai. Ngô Đại Thành trốn hơn nửa ngày mới bắt được cơ hội tung cú đấm, một kích không chút bắt mắt, không đặc biệt gì nhưng quyết định thắng thua. Sau khi chúng chiêu Bách Lý Phú cảm thấy thời cơ cú đâm tinh diệu khó miêu tả, vừa lúc đánh vào điểm yếu nhất khi gã vạn khí, đánh tan tác kết cấu toàn thân thể, nguyên khí đứt đoạn, sinh ra phản ứng dây chuyền trong người, các loại khiếu huyệt bị tổn hại. Lòng Bách Lý Phú vô cùng rung động, không biết do đối phương tính toán tinh diệu chính xác hay vô tình trùng hợp đánh ra được cú đấm đó. Trong lòng Bách Lý Phú nghiêng hướng về thứ hai nhưng sát sâu quá thấp. Mặc kệ thế nào, Bách Lý Phú đã không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này. Tình thế đảo ngược hẳn, Bách Lý Phú vốn đã yếu hơn Ngô Đại Thành nửa cảnh giới,
trước đó luôn tấn công tới tấp, tiêu hao lâu dài, hiện tại lại bị thương, tình hình của gã trở nên tệ hại. Ngô Đại Thành nhảy vọt lên phi đá. Ha ha ha, cho ngươi đuổi theo bản thiếu gia đánh này, xem ta làm thịt ngươi thế nào. Bách Lý Phú vội giơ hai tay trước ngực phòng ngự, cú đá đạp trúng đôi tay gã. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, Bách Lý Phú liên tục thụt lùi, mỗi bước đạp nát nền đất, có thể thấy gã hứng chịu lực lượng nặng nề cỡ nào. Bách Lý Phú không đỡ nổi lại hộc bãi máu. Phụt, Ngô Đại Thành được thế không tha người, nắm đấm rơi như mưa, đánh lung tung, đánh Bách Lý Phú liên tục hộc máu. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn, quyền thế đó thật sự không theo thứ tự. Ngô Đại Thành lúc này đã là thế không thể đỡ, cục diện tất thắng, trực tiếp áp dụng chênh lệch cảnh giới đè sụp đối phương là được. Dù sao thi triển chân long pháp thân cực kỳ hao tổn nguyên lực. Tông chủ Thần Phong Tông thấy đại thế không thể xoay ngược lập tức đứng dậy hô to nhận thua. Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua. Bách Lý Phú thì vẻ mặt oán giận, không cam lòng nhìn Ngô Đại Thành chằm chằm. Ngô Đại Thành trợn to mắt nói. Như thế nào, vẫn không phục. Không phục thì bản thiếu gia đánh nữa. Ngô Đại Thành giơ nắm tay định đập xuống nhưng bị lực lượng vô hình trói buộc không thể nhúc nhích. Ngô Đại Thành biết là ba người Thiên Tiệm Nhai ra tay. Hữu Cầm Phi lạnh nhạt nói. Lý Vân Tiêu Long Nha Sơn Trang thắng. Ngô Đại Thành hừ lạnh, phủi bụi dính trên áo, lớn tiếng nói với bốn phía. Bản thiếu gia mới là Lý Vân Tiêu, các ngươi nhớ kỹ. Ai dám không phục là bản thiếu gia sẽ dùng nắm đấm đánh đến khi nào hắn chịu phục mới thôi. Xuy xuy. Bốn phía vang tiếng xỉ mũi, khinh thường, coi rẻ. Đồ ngốc nào sổng chuồng, khó khăn lắm mới thắng được người ta. Hắn đã quên lúc trước bị đánh ôm đầu chạy tứ xứ sao. Dám giả mạo tên của Vân Tiêu đại nhân, tên này đúng là tìm chết. Vân Tiêu công tử đều có ơn với mọi người. Chờ tên ngốc này lên mọi người cùng nhau cho hắn một bài học suốt đời khó quên đi. Tốt, ta rất thích đề nghị này. Trên bầu trời khu vực biển tràn đầy sát khí, mấy trăm ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Đại Thành chằm chằm. Tuy Ngô Đại Thành là đỉnh vũ đế thất tinh nhưng khí thế mấy trăm người tụ tập lại nguy nga hùng ý như núi cao, làm gã biến sắc mặt. Trong chiến hạm Long Nha Sơn Trang truyền ra tiếng ho khẽ. Khụ khụ, các vị thật là nể mặt Long Nha Sơn Trang ta quá. Mọi người nghe ra giọng của ai, đều biến sắc mặt, không kiềm được thụt lùi trên hư không. Khí thế đoàn kết phút chốc tan rã, Ngô Đại Thành mượn cơ hội nhảy lên, bay trở về chiến hạm. Mục Trang nói, là Tuyệt Thiên Hàn, không ngờ hắn bảo vệ cái tên giả mạo này như vậy. Lý Vân Tiêu nói, lúc chung kết ta nhất định sẽ tìm hiểu rõ bộ mặt thật của người này, hắn tuyệt đối không đơn giản như đã thấy. Mục Trang nói, đúng đúng. Nếu chỉ dựa vào thân pháp tuyệt đối sẽ không được Tuyệt Thiên Hàn xem trọng như vậy. Vân thiếu gia hãy cẩn thận, chốt nhất là lúc chung kết cho hắn gặp mấy người cảnh thất, ngạo vô tâm, ha ha ha, thế thì sẽ rất thú vị. Lý Vân Tiêu nói, kế hoạch tộc trưởng đại nhân đối phó cảnh thất nên gác lại, có cảnh thất ở không chừng sẽ là trợ lực. À, Mục Trang hỏi, Vân thiếu gia khẳng định không cần ta ra tay với cảnh thất. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Càng nhiều cường giả càng tốt, càng loạn thì càng nhiều cơ hội. Mục Trang trầm ngâm một lúc sau. Trong tình huống không thể khống chế toàn cục thì đúng là càng loạn càng có lợi. Nếu vậy chuyện đối phó cảnh thất ta sẽ đặt sau, chuyện hắn giết hai trưởng lão của ta sớm muộn gì sẽ tính sổ. Sau cuộc chiến của Ngô Đại Thành, các đợt so tài sau chẳng có gì gay cấn. Rất nhanh quyết định 19 cường giả, tiến vào vòng cuối, so tài 20 cường. Hữu Cầm Phi nói, tuyển chọn thi đấu cuối cùng sẽ từ 19 cường giả quyết đấu ra 10 người, từ 9 người còn lại quyết đấu ra 2 người, tổng cộng 12 người vào chung kết. Vì để công bằng, mời 19 cường giả lên sân, rút thăm lại. Rút thăm lại. Mọi người giật mình, nhưng không có phản ứng gì lớn, dù sao có rút thăm hay không đều không xúc phạm quy tắc. Chỉ có vũ giả xếp thứ 19 là sắc mặt khá tệ. Dựa theo quy tắc ban đầu thì gã có thể trực tiếp thăng cấp vào 10 cường, giờ hơn phân nửa sẽ phải chiến đấu. Đầu đà mập la lên. Đánh mấy trận rắc rối quá, hay cho vô tâm của chúng ta một tư cách miễn chiến trực tiếp thăng cấp đi. Dù sao vô tâm lấy đệ nhất là mọi người đều không bàn cãi rồi. Mọi người khẽ hừ, nếu trước khi thi đấu tuyển chọn mà đầu đà mập nói câu này có lẽ đa số người tin, nhưng bây giờ thì toàn cười nhạt.
Chưa chắc Ngạo Vô Tâm sẽ thua nhưng phần thắng lấy hạng nhất đã giảm đi. Xung quanh đảo La Phù một mảnh tĩnh lặng, mọi người nhỏ giọng xì xầm. Chỉ có ba tuyển thủ dự thi lên đảo, bình tĩnh đứng. Hữu Cầm Phi nói, mời các vị tuyển thủ dự thi vào sân trong vòng 10 giây, nếu không sẽ xem như bỏ quyền. Ai bất mãn mời trực tiếp cút đi. Tiếng nói dứt, mấy luồng sáng đáp xuống đảo, 12 người có mặt đông đủ. Đa số người nhìn Lý Vân Tiêu, biểu tình phức tạp. Tiểu Hồng căng thẳng kêu lên. Đại ca ca. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Tiểu Hồng đã lớn vậy rồi, ngày xưa Tiểu Hồng bị người xấu bắt đi, đại ca ca rất lo la ứng. Mặt Tiểu Hồng đỏ hồng reo lên. Thì ra đại ca ca còn nhớ Tiểu Hồng rất vui. Mọi người sửng sốt, hóa ra hai người này quen biết. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Đại Thành huynh, chia tay ở thành Vĩnh Tương, bị ta tát sưng cả mặt bây giờ đỡ hơn chưa? Ngươi, ngươi nói bậy bạ cái gì? Ngô Đại Thành tức giận quát. Bà nội ngươi mới là Ngô Đại Thành, bản thiếu gia là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ủa, ta chỉ gọi là Đại Thành huynh mà sao ngươi biết mình họ Ngô? Ngô Đại Thành ngây ra, hừ lạnh một tiếng. Bớt dẻo miệng đi, lát nữa sẽ cho ngươi biết lợi hại. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Mong đợi. Tiểu Hồng nói. Đại ca ca không cần lo lắng, lát nữa ta sẽ đánh hắn cho đại ca ca, hắn dám giả mạo đại ca ca. Ngô Đại Thành trừng Tiểu Hồng, nhe răng cười nói. Ha ha ha, tiểu cô nương phát dục không tệ, chút nữa đại ca ca sẽ kiểm tra thân thể cho. Tiểu Hồng không nghe hiểu, hừ khẽ. Ta không thèm cho ngươi kiểm tra, ta rất khỏe. Ha ha ha. Bốn phía cười rộ lên, nhiều tiếng cười khả ổ, còn huýt sáo. Ngô Đại Thành cười to bảo. Nữ hài nhi thật là ngây thơ, thân thể thanh thuần, ha 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 ha. Ngô Đại Thành mắt lóe tia sáng. Lý Vân Tiêu luôn chú ý Ngô Đại Thành, hắn bắt giữ ngay tia mắt sắc bén đó. Lý Vân Tiêu thầm kinh sợ, câu thân thể thanh thuần, không lẽ Ngô Đại Thành phát hiện ra cái gì? Thật là tiện nhân vô sỉ. Trình Thanh Ti lạnh lùng mắng. Tiểu Hồng muội tử, chút nữa tỷ tỷ sẽ cùng ngươi đánh tiện nam nhân này. Ngô Đại Thành tức giận quát. Hay thật, tiểu nữ nhân này đừng tưởng có lôi âm báo thể là giỏi. Nói cho nàng biết, cho bản thiếu gia còn miễn cưỡng. Người Trình Thanh Ti khẽ run, mắt lộ tia kinh sợ sau đó bắn ra sát khí vô tận. Lý Vân Tiêu thầm giật mình. Lôi âm báo thể. Lý Vân Tiêu biết đó là tên thánh thể của Phù Diêu Thánh Cung nhưng lục soát khắp ký ức cũng không tìm thấy chút manh mối. Nhìn bộ dạng muốn giết người của Trình Thanh Ti thì hơn phân nửa Ngô Đại Thành nói đúng, nhưng làm sao gã biết? Chắc không phải nhìn cái là nhận ra đi. Lý Vân Tiêu càng giật mình nhiều hơn. Mấy người khác mắt lóe tia sáng ngạc nhiên, thầm suy tư. Phù Diêu Thánh Cung có địa vị rất cao trong thế gia ẩn thế, đời đời tương truyền thánh thể làm người ta mơ màng nhưng không ai biết tình hình cụ thể. Không ngờ bị Lý Vân Tiêu giả một câu nói chúng. Vẻ mặt Ngô Đại Thành vinh váo đắc ý nói. Như thế nào, muốn giết ta, nàng không đủ tư cách đó. Trình Thanh Ti lạnh lùng nói. Vậy sao, hy vọng chút nữa sẽ như ngươi mong muốn. Ngô Đại Thành không để bụng, bộ dạng nắm chắc trong tay, khóe môi cười nhạt. Hữu Cầm Phi thầm giật mình, mặt ngoài không lộ vẻ gì. Hữu Cầm Phi lấy hộp sắt ra đặt trong tay nói. Bên trong có tổng cộng 19 thẻ bài, chỉ có số 0 là số lẻ, có thể trực tiếp thăng cấp, còn lại từ số 1 đến 9 vũ quyết. Hữu Cầm Phi vỗ hộp sắt, ánh sáng chiếu rọi bầu trời. 19 thẻ bài sắt bay ra khuếch tán như pháo hoa, biến thành 19 luồng sáng, cực kỳ huyễn lệ. Khi ánh sáng bắn ra thì một luồng sáng xanh chợt lóe, Lý Vân Tiêu là người hành động đầu tiên. Lý Vân Tiêu thuấn di lao lên chộp hướng một tấm thẻ. Bốp! Một bàn tay trắng bệch không chút máu vỗ vào cánh tay Lý Vân Tiêu, nặng như ngàn cân đè. Cánh tay Lý Vân Tiêu trầm xuống lệch hướng. Chủ nhân cánh tay vụt qua, nhanh hơn Lý Vân Tiêu một phần chộp lấy lá bài. Đại nhân thực lực siêu phàm nhập thánh, nhưng thẻ bài này cho ta đi. Người giành trước chính là Cảnh Thất. Con người Lý Vân Tiêu có giúp chộp hướng Cảnh Thất. Năm ngón tay như cái móc chộp xuống vai phải Cảnh Thất, bấu sâu mấy phần. Cảm xúc như chộp vào gỗ cứng. Da thịt chẳng chút co giãn, hèn gì mọi người gọi Cảnh Thất là tử cương thi. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu bấu chặt chợt xé mạnh. Tay Cảnh Thất cách thẻ bài sắt còn ba tấc bị Lý Vân Tiêu kéo đi.
Cảnh Thất khẽ hừ, không ngoái đầu lại, lắc người đá chân ra sau hóa thành tia chớp. Lý Vân Tiêu thụt lùi, bay lên cao, thân nhẹ như chim én. Lý Vân Tiêu dọc theo tia chớp chân đá xoa y giữa không trung, tay phải chộp vai trái Cảnh Thất biến thành trưởng vỗ xuống. Cảnh Thất bị đè trầm xuống, Lý Vân Tiêu mượn lực thuấn di. Cảnh Thất hừ lạnh một tiếng. Bổn tọa trước nay chưa từng có mỹ đức nhường lê. Mắt Cảnh Thất lóe lửa ma chơi, năm ngón tay chộp không khí. Không gian đằng trước vặn vẹo, lá bài sắt bị cuốn vào dòng không gian, biến mất. Lý Vân Tiêu vừa thuấn di tới nơi, tay phải chụp hụt, há mồm chửi. Đúng là thiếu đạo đức. Cảnh Thất chỉ thi triển không gian vặn vẹo phạm vi nhỏ, thẻ sắt di chuyển khu vực trên bầu trời hòn đảo chứ không trôi đi xa. Chợt tiếng cười quai dị vang lên. Ha ha ha, tấm số không này của bản thiếu gia. Ngô Đại Thành cười tâu toét, mắt lóe tia sáng tới lui dò xét hư không. Ngô Đại Thành đạp bộ pháp, rất khó tin xuất hiện đằng sau 10 trượng, tay lục lọi hư không. Không gian như kẹo bông gòn bị Trình Thanh Ti xé ra, trong kết giới giữa năm ngón tay gã xuất hiện một tấm thẻ sắt. Vẻ mặt Ngô Đại Thành mừng rỡ cười tâu. Ha ha ha, đa tạ đã nhường, đa tạ. Giọng Trình Thanh Ti lạnh băng vang lên. Hừ, ngươi muốn lấy số không? Nằm mơ đi, hãy giống như ta lấy số. Hai tay Trình Thanh Ti bấm quyết, lực lượng quy tắc nổi lên bên cạnh nàng. Trình Thanh Ti quát to. Thuật tiểu Nazi. Hai tay Trình Thanh Ti búng ngần tay, một tấm thẻ sắt gần nhất bay nhanh biến mất trao đổi với cái trong kết giới giữa đầu ngón tay Ngô Đại Thành. Ngô Đại Thành biến sắc mặt, lực lượng kết giới trong lòng bàn tay tán đi. Thẻ sắt rơi xuống, Ngô Đại Thành lật tay lại xem thì là số 7. Thẻ số không bị rời đi xa, bắn hướng chân trời. Lý Vân Tiêu và Cảnh Thất lắc người đuổi theo thẻ bài. Trình Thanh Ti cười khúc khích, mắt lóe tia sát khí, lạnh lùng nói. Chờ chết đi. Trình Thanh Ti lướt qua chộp thẻ số 7 khác, nhìn Ngô Đại Thành với ánh mắt ngươi chết chắc. Ngô Đại Thành biến sắc mặt, cười khẩy nói. Nàng là số 7, chẳng lẽ bản thiếu gia không thể sửa sao? Ngô Đại Thành liếc một vũ giả cách gần nhất, đạp bộ pháp chớp mắt đến bên người đó, chộp lấy thẻ sắt của đối phương, nhét số 7 của mình vào tay người ta. Hàng loạt động tác mây bay nước chảy, chỉ trong chớp mắt. Người bị đổi thẻ mấy giây sau mới phản ứng lại, nhìn số thẻ bài trong tay mình, lại ngó Trình Thanh Ti, mặt xám như cho tàn. Trình Thanh Ti tức giận quát. Lý Vân Tiêu giả, người còn mặt mũi không? Ngô Đại Thành cười to bảo. Ha ha ha. Bản thiếu gia thế này Âu Ghi là túc trí đa mưu, nàng có kế trương lương thì ta có quá tường thê, ha 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 ha. Trình Thanh Ti lạnh lùng nói. Rồi sẽ có lúc ngươi rơi vào tay ta. Nếu Trình Thanh Ti lại đi cướp số khác thì Ngô Đại Thành vẫn có thể đổi nữa, không ích gì. Thế là Trình Thanh Ti ngồi xếp bằng trong không trung, mặc kệ Ngô Đại Thành. Vũ giả bị cướp thẻ bài tên Triệu Nhật Thiên, thực lực cỡ vũ đế bát tinh. Vốn rất có nắm chắc vào 12 cường. Nhưng hiện tại đối thủ biến thành Trình Thanh Ti, Triệu Nhật Thiên hết hy vọng. Lửa giận sộc lên não, Triệu Nhật Thiên rút kiếm chém Ngô Đại Thành. Triệu Nhật Thiên hét to. Triệu Nhật Thiên ta không phục, trả số thẻ bài lại cho ta. Ầm 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 ầm. Kiếm khí giáng xuống, mặt đất nứt ra một cái khe sâu cỡ trượng, dài trăm trượng. Nền đất đảo La Phù rất cứng rắn, nếu ở đảo khác thì đã xẻ đôi. Ngô Đại Thành sớm đề phòng, lắc người đến bên cạnh, xa xa tránh thoát một kiếm kia. Mặt Triệu Nhật Thiên trắng như tờ giấy, mắt tóe lửa rượt Ngô Đại Thành chém, bộ dạng phát cuồng liều mạng. Tuy Ngô Đại Thành không sợ Triệu Nhật Thiên nhưng cứ bị rượt thì rất bực, hét to. Đầu heo, nếu ngươi không muốn đụng độ bà điên kia thì mau cướp thẻ của người khác. Câu này nhắc nhở Triệu Nhật Thiên, gã tự biết không đuổi kịp Ngô Đại Thành, nếu cướp từ những người khác thì cũng không tệ. Triệu Nhật Thiên đảo tròng mắt nhìn những vũ giả thực lực yếu kém. Đám người cảnh giác thụt lùi. Chỉ có một vũ giả cách hơn 10 trượng đứng yên tại chỗ, không chút e dè. Thần thức của Triệu Nhật Thiên quét qua, mừng rỡ. Vũ giả chỉ có thực lực vũ đế tứ tinh, gã thắng chắc. Triệu Nhật Thiên chỉ trường kiếm, keng một tiếng hướng tới cổ họng người đó, ngừng lại cách ba tấc. Triệu Nhật Thiên quát to. Không muốn chết thì đổi thẻ bài với ta. Người kia cười trao chát, lấy thẻ của mình ra khoe. Số 3 khác là của Ngạo Vô Tâm, nếu đại nhân muốn thì đổi đi. Triệu Nhật Thiên hộc máu. Phụt,
Triệu Nhật Thiên hét lên. Cút! Nếu nổi thành đấu với Ngạo Vô Tâm thì xác suất thắng bằng không. Triệu Nhật Thiên bực mình dùng sống kiếm chém người này, đánh bay đối phương rồi xông hướng vũ giả khác. Lúc này bốn phía khu vực biển đảo La Phù, ánh mắt mọi người bị bầu trời hấp dẫn. Lý Vân Tiêu và Cảnh Thất không ngừng đan xen, tranh giành thẻ bài sắt số không trực tiếp thăng cấp. Chỉ mấy giây ngắn ngủi hai người đã giao đấu mấy trăm chiêu. Người Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng vàng, không kiêng nể gì thi triển bất diệt kim thân. Ngạo Vô Tâm ở phía dưới hết sức giật mình. Ngạo Vô Tâm trực giác cảm thấy bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu khác với mình, nhưng gã không nói được chỗ nào khác. Ngạo Vô Tâm thầm cảm thán rằng, con đường hoàn toàn mới sao? Trong tình huống không có thiên phú luyện thể mở ra con đường khác, tu luyện bá thiên luyện thể quyết đến tình trạng này, Lý Vân Tiêu đúng là thiên tài khoáng thế. Ngạo gia bọn họ đời đời tương truyền là thế gia luyện thể nhưng nhiều năm qua chỉ có Ngạo Vô Tâm và Ngạo Trường Không là tư chất siêu đẳng, có thiên phú ngang nhau mới tu luyện được bá thiên luyện thể quyết. Trong tộc bao nhiêu là thiên tài, tốn nhiều thời gian và sức lực nghiên cứu bá thiên luyện thể quyết, hy vọng tìm ra con đường thích hợp cho mọi người nhưng tất cả đều thất bại. Hai người trên bầu trời càng đánh càng hăng, Lý Vân Tiêu tung quyền trưởng luân phiên, kiếm khí lượn vòng quanh thân, cực kỳ sắc bén, mỗi lần đều chém rách hư không. Cảnh Thất có đoàn khói trắng quấn quanh cánh tay, là độc cưu sa huyền vũ, nhưng không công phá được ma nguyên hộ thể của đối phương. Mới đầu hai người chỉ tranh giành nhau, đánh về sau thì càng nặng tay, càng lúc càng liều mạng. Nếu lúc trước Lý Vân Tiêu còn e ngại Cảnh Thất thì hiện tại hắn đã bước chân vào đỉnh cửu tinh. Đủ sức chiến đấu với siêu phàm nhập thánh, không chút e ngại. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng, mắt lóe sát khí. Nếu Cảnh Thất huynh đã cố chấp như vậy thì tại hạ đành tiễn các hạ về chầu trời trước. Lý Vân Tiêu biến ra ba đầu sáu tay, pháp tướng kim thân. Sáu cánh tay liên tục kết ấn bấm quyết trong không gian trước mặt Lý Vân Tiêu, linh khí thiên địa bốn phía kéo đến, lực lượng hùng hồn tuôn ra giữa ba ấn quyết. Mọi người giật mình. Một mặt bị thần thông kỳ chiêu hùng hồn chấn nhiếp, một mặt thổn thức vì lời Lý Vân Tiêu nói. Lý Vân Tiêu chỉ mới bước vào đỉnh cửu tinh, Cảnh Thất thì là cường giả bước vào siêu phàm nhập thánh đã nhiều năm, chưa biết chừng ai đưa ai đi bán muối. Phù sinh nhược mộng, phi hồng hữu ấn. Trần thế khổ hải, siêu thoát bỉ ngạn. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Sáu bàn tay bấm ra sáu ấn quyệt khác nhau là ba ấn phù sinh, trần thế, thiên địa, tất cả ở trước mặt. Lấp lánh ánh sáng vàng, như nhật như luân. Ba sức mạnh bao la cường đại lượn vòng quanh pháp thân. Ba ấn của Lý Vân Tiêu cùng dơ lên ngưng tụ thành một trên bầu trời, kết qua lồng chụp ánh sáng vàng, to cỡ mấy mẫu, bên trong có ngàn vạn phù văn vặn vẹo lăn lộn. Ầm 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 ầm. Trong lồng chụp ánh sáng vàng như có sấm sét cuồn cuộn, mưa rông rào rào. Toàn bộ ánh sáng vàng hóa thành ba con rồng vàng gầm giống lăn lộn trên bầu trời. Lý Vân Tiêu rất giật mình, lần đầu tiên hắn thử hợp nhất ba ấn nhưng không ngờ sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Kiếp trước Lý Vân Tiêu cũng muốn thi thuật như vậy nhưng toàn thất bại, chỉ có chê ông ba đầu sáu tay pháp tướng kim thân là thi triển tự nhiên, hoàn thành ba ấn hợp nhất. Rồng là linh vật thiên địa, năng lượng tinh thuần ngưng tụ đến trình độ nhất định mới dễ dàng biến hình rồng. Ba con rồng vàng vặn vẹo trên bầu trời, cùng với toàn bộ ấn ánh sáng vàng giáng xuống, chúng gầm giống sông hướng Cảnh Thất. Cảnh tượng quá đáng sợ, cả bầu trời toàn là đại dương sắc vàng. Ba con rồng từ khung trời bao la bơi tới, dị cảnh xinh đẹp hùng vĩ nhiếp hồn người. Cảnh Thất thầm giật mình nhưng không hoảng loạn, chỉ cần Lý Vân Tiêu không thi triển ra nhát kiếm kinh thế hãi tục kia thì Cảnh Thất tự tin sẽ đỡ được. Thân hình gầy gò dâng lên lớp thi ban, khuôn mặt Cảnh Thất vặn vẹo dữ trợn, thân thể không ngừng trướng to, mọc ra hai cái răng nanh. Bàn tay to tràn đầy thi ban giơ lên. Mấy tia chớp vàng thô to không ngừng hiện ra trên cánh tay Cảnh Thất, là sấm chớp bùa răng. Cảnh Thất há mồm hét lớn một tiếng, phun ra ngụm tinh huyết bắn vào sấm sét. Trong phút chốc nửa bên bầu trời biến thành đỏ máu. Lý Vân Tiêu cũng xem như cường giả thần thông lôi hệ, nhưng hắn chưa từng thấy sấm sét máu tràn ngập thô bạo, máu me, hơi thở quái dị. Nhưng ba ấn hợp nhất hóa thành kim long, năng lượng minh mông vĩ ngạn chuyên phá loại tà ác. Ầm 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 ầm. Ba con rồng vàng lao vào sấm sét đỏ máu, rầm rộ vô cùng. Thân rồng bị tia chớp đỏ bao bọc, vô số tiên điện lấp lóe nhảy múa. Nhưng thân rồng rùng mình, mảng lớn màu máu lan tỏa. Cảnh Thất biến sắc mặt, hai tay khép lại,
ngọc quan bay ra từ sau lưng gã rơi vào trong sấm sét. Ầm 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 ầm. Ngọc quan chui vào sấm sét, lực lượng khủng bố khuếch tán. Ba con rồng vàng như bị đóng đinh, vùng vẫy kịch liệt, thân hình không ngừng bị phân giải hóa thành vô số phù văn bay đầy trời, tứ tán, xinh đẹp hoa mắt. Lý Vân Tiêu không rảnh ngắm cảnh đẹp, mắt lóe tia lạnh băng, hai tay đổi ấn quyết tí trước mặt. Đầu xuất thiên phong bay ra, trong ánh sáng vàng đầy trời có một cái bóng ma xẹt qua sông hướng ngọc quan. Tim Mục Trinh rớt cái bịch, kinh kêu. A, à, huyền khí này là... Mục Trăng hỏi. Sao vậy, huyền khí này rất lợi hại sao? Mục Trinh cười khổ nói. Theo ta thấy thì huyền khí này không lợi hại nhưng rất nặng, nặng đến không thể hiểu nổi. Người Mục gia khó hiểu trước câu giải thích này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không thể hiểu nổi. Mục Trinh nói. Khai Sơn Thiên Đỉnh của trưởng lão Nhất Thông bị Sơn Phong này đập một cái liền nát. Người Mục gia hét lớn, xoay tròn mắt, ngẩn ngơ. A, à, Mục Trang sửng sốt, kinh ngạc nói. Không thể nào, Khai Sơn Thiên Đỉnh là khôi lỗi loại lực lượng mạnh nhất Mục gia, có thể dễ dàng phiên giang đảo hải, di đấu đổi tinh, dù là cường giả thần cảnh cũng khó thể phá hỏng nó. Mục Trinh cười khổ nói. Nếu không thấy tận mắt, dù là ai nói cho ta biết thì ta cũng không tin. Ngọn núi này cường đại thế nào thì các vị cứ xem cẩn thận. Ngọc quan của cảnh thất xem như bị hủy hoàn toàn rồi, lát nữa chờ nhìn biểu tình của hắn đi. Người Mục gia nửa tin nửa ngờ, cẩn thận quan sát. Cảnh thất nhướng mày, không để bụng, cảnh thất hiểu biết ngọc quan, đủ sức đối kháng huyền khí loại trọng lượng. Đột nhiên ngọc quan lưu chuyển vô số luồng sáng, hiện ra ba tòa trận pháp. Từng chuyển động vặn vẹo dồn vào trung tâm. Ba trận pháp tỏa ánh sáng chín sắc màu, cực kỳ xinh đẹp. Cảnh thất dùng mình. Cái gì? Cảnh thất hoảng hốt la lên. Có chuyện gì? Ngọc quan tự động mở ra, thần sát thi khôi ngủ say trong ngọc quan nếu không có cảnh thất triệu hoán sẽ không tự đi ra. Trừ phi, cảnh thất nghĩ đến một khả năng, đó là thần sát thi khôi cảm nhận nguy hiểm. Mối nguy hiểm đủ để hủy diệt thần sát thi khôi nên không được triệu hoán vẫn tự động thức tỉnh kháng định. Ba trận pháp vặn vẹo vào giữa, ngọc quan xoay tít nhanh chóng mở ra, một cái bóng lao ra ngoài. Nửa người Lỡ E Tô ra khỏi ngọc quan đã nghênh đón Sơn Phong to cỡ nửa ngón tay, Thái Sơn áp đỉnh. Lúc này Lý Vân Tiêu mới thấy rõ cái gọi là thần sát thi khôi. Mặt như ngọc, đầu đội ngọc quan, trông như người sống. Ít ra so với cảnh thất thi biến lúc này thì thần sát thi khôi giống người sống hơn. Thần sát thi khôi đi ra liền hú quái dị, phát ra thanh âm khó nghe. Hai tay thần sát thi khôi giang ra mang theo tia chớp, trước mặt kết mọt ấn quyết vỗ ra ngoài. Ầm 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 ầm. Hai tay thần sát thi khôi đụng vào đâu xuất thiên phong, tia chớp đầy trời bị đánh tan. Đâu xuất thiên phong tạm dừng một giây, rồi thì thần sát thi khôi kêu to một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Bùm. Tiếp theo đầu xuất thiên phong nghiền nát ngọc quan, vỡ tan tành dễ như chơi. Cảnh thất lo lắng rú lên thê lương. A, à, thì ban toàn thân cảnh thất mọc lông trắng, từng sợi dựng đứng, trông bộ dạng gã rất thảm. Cảnh thất gào khóc nhìn ngọc quan tan vỡ. Tiếng khóc khiến người rợn tóc gáy, liên tục thụt lùi tránh cho bị văng miệng. Thần sát thi khôi cũng lộ biểu tình đau khổ, bị đánh bay đi, hai cánh tay gãy gập. Thần sát thi khôi bay về sau lưng cảnh thất. Nhè răng nhếch miệng. Lý Vân Tiêu giật mình, thần sát thi khôi có thể cứng rắn đỡ một kích của đâu xuất thiên phong, tuy rằng trực tiếp bị đánh bay nhưng trông như không bị tổn hại gì, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bao nhiêu năm qua chưa từng nghe có thứ gì tổn thương thần sát thi khôi được nhưng bây giờ bị một ngọn núi của Lý Vân Tiêu đập gãy tay, mới đụng chạm đã bị hất văng ra ngoài. Nếu cứng rắn chặn ngọn núi thì chẳng phải là tan xương nát thịt. Người thế gia ẩn thế thầm kinh sợ. Nhiều người run rẩy. A, a, a. Cảnh thất và thần sát thi khôi cùng phát ra tiếng hú khiến người sợ hãi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nâng ngọn núi trong tay, bộ dạng cảnh giác. Rào rào, rào rào. Bên ngoài đảo La Phù, rùa biển to lớn thì sát đậu bên ngoài đột nhiên trở nên táo bạo cửa quậy tứ chi rẽ nước biển. Sóng biển hình thành vòng xoáy dưới bốn chân rùa biển lớn, lượn vòng rào rào. Lý Vân Tiêu nảy ra một kế, tốc độ di chuyển của rùa biển to rất chậm, nếu cảnh thất phát cuồng liều mạng với hắn thì sẽ ném đâu xuất thiên phong vào bất động quy lâm. Lý Vân Tiêu không tin đối phương không cứu bất động quy lâm.
Cảnh Thất cứu bất động Quy Lâm thì chỉ có một con đường chết. Lý Vân Tiêu tin tưởng trừ phi là cường giả thần cảnh, không thì đương thời chẳng ai đỡ nổi đâu xuất thiên phong. Nhưng Cảnh Thất, thần sát thi khôi phát ra tiếng hú khủng bố rồi dần ngừng bặt, khí thế cuồng bạo trở nên bình tĩnh. Lông trắng, thi ban trên người Cảnh Thất dần thoái hóa, biến trở lại trạng thái bình thường, khuôn mặt thiếu niên thanh tú. Cảnh Thất phung hai tay bấm quyết trước mặt, ấn quyết hiện ra một trận pháp, chậm rãi lơ eto ra một quan tài màu vàng. Thần sát thi khôi lắc người chui vào quan tài chậm rãi chìm vào hư không, biến mất. Làm xong toàn quá trình, Cảnh Thất đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng trừng Lý Vân Tiêu. Sát khí thô bạo trong mắt Cảnh Thất dần lắng xuống, sát khí con ngươi trong trẻo. Rùa biển to thi sát yên tĩnh lại, biến về hình dạng hòn đảo đậu trên mặt biển. Lý Vân Tiêu thầm khen, Cảnh Thất là một nhân vật, từ trạng thái táo bạo tỉnh táo lại, xem bộ dạng vừa rồi của gã rõ ràng sắp đứt dây thần kinh. Cảnh Thất nhìn Lý Vân Tiêu một lúc sau mở miệng nói. Rất ốt. Lý Vân Tiêu thu về lòng cảnh giác, chộp hư không, thẻ bài số không nằm trong tay hắn. Lý Vân Tiêu hơ thẻ bài, nói. Lần này đại nhân không tranh với ta nữa đi. Cơ mặt Cảnh Thất co giật, vì tranh thẻ bài vô nghĩa này làm ngọc quan của gã vỡ nát, thần sát thi khôi bị tổn hại, quá lỗ vốn. Cảnh Thất lấy bất cứ thẻ số nào thì chắc chắn vẫn thăng cấp được, chuyện lúc trước chỉ vì muốn danh một hơi nhưng không ngờ tự bê đá đập chân mình. Cảnh Thất kiềm nén lửa giận bùng lên, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Cảnh Thất đáp xuống dưới. Lúc này mọi người đều được một lá số, còn lại một thẻ số 6 đâm thẳng tắp trên đảo. Năm ngón tay Cảnh Thất lăng không chộp hút thẻ bài đến. Vũ giả cầm thẻ số 6 khác Cảnh Thất cười tủm tỉm biến sắc mặt. Tuy mới rồi trong cuộc so tài Cảnh Thất bị thua nhưng gã thả đối đầu với Lý Vân Tiêu còn hơn đụng độ Cảnh Thất. Gã đã quyết tâm lát nữa sẽ trực tiếp nhận thua, tránh cho mở miệng chậm bị giết. Dù sao còn cuộc so tài 9 chọn 2, giữ thực lực thì bản thân vẫn có cơ hội. Hữu Cầm Phi nhìn mọi người, nói. Tất cả đã lấy được thẻ số của mình đúng không? Bây giờ giơ ra đi, bắt đầu vũ quyết theo thứ tự. Mọi người xòe tay ra, thẻ bài tỏa sáng, chỉ có số 0 của Lý Vân Tiêu là không chiến đấu tự động thăng cấp. Thẻ bài sát trong tay Triệu Nhật Thiên biến thành số 6, một kẻ xui xẻo khác bị gã ép phải đổi. Hữu Cầm Phi cao giọng quát. Mọi người rời khỏi đảo La Phù, tiếp theo số 1 lên sân vũ quyết. Màn nước to trên bầu trời thay đổi, xuất hiện danh sách khiêu chiến mới. Mọi người bay khỏi đảo chỉ để lại hai người trên đảo, trong đó một người là Tiểu Hồng. Vũ giả khác biến sắc mặt, rối rắm có nên bỏ chiến không? Thực lực vũ quân của đối phương làm gã rất muốn mạo hiểm thử một lần, nhưng Vu Thánh Kiệt bị nghiền nát không còn một cọng lông vẫn rõ như in trước mắt, khiến gã không rét mà run. Tiểu Hồng làm động tác mời, bày tư thế. Bắt đầu đi, xin chỉ giáo cho. Vũ giả kia cơ mặt co giật, lòng dẫy dụa kịch liệt, cuối cùng thở phào nói. Không cần đánh, ta nhận thua. Tiểu Hồng ngạc nhiên bật thốt. Nhận thua, tại sao? Tiểu Hồng cảnh giác hỏi. Ngươi lừa ta đúng không? Định dùng lừa gạt để thắng chứ gì? Lúc trước đã có người làm. Vũ giả vẻ mặt buồn bực, vô tội nói. Cô nương nghĩ ta muốn nhận thua lắm sao? Tùy nàng nghĩ sao thì nghĩ. Vũ giả tức giận xoay người bay đi. Hữu Cầm Phi nói. Trong vũ quyết có thể dùng mọi mưu kế, nhưng nếu nhận thua tức là thua thật. Tiểu Hồng của Bích Lạc Tông thắng, thăng cấp 12 cường. Đối phương không chiến nhận thua, tuy kết quả hơi bất ngờ nhưng trong dự đoán, không gây phản ứng quá lớn. Mấy trận vũ quyết sau không quá kịch liệt, rất nhanh quyết định thắng thua. Đối thủ của Ngạo Vô Tâm, Cảnh Thất, Trình Thanh Ti trực tiếp nhận thua. Đối phó gặp Ngô Đại Thành cũng nhận thua không đánh, dường như muốn giữ thể lực giành lấy cơ hội 9 vào 2. Trong cơ khôi di động, Mục Trang ân cần hỏi han. Trận chiến vừa rồi Vân Thiếu Gia cảm thấy Cảnh Thất thế nào? Có nắm chắc áp chế được hắn không? Lý Vân Tiêu lấy lại tinh thần từ nhập định, đầu thi triển ba ấn hợp nhất, uy lực vượt quá sức tưởng tượng của hắn, lại thêm có chút lĩnh ngộ mới nên vừa đánh nhau xong hắn tham ngộ kỹ càng lại. Mãi khi Mục Trang hỏi Lý Vân Tiêu mới lấy lại tinh thần. Đó chỉ là cuộc đấu nóng người, chưa đánh thêm sức, khó nói thắng thua. Nhưng ta đã phỏng đoán đôi chút thực lực thật sự của hắn, dù không thể thắng cũng không đến mức thất bại. Mục Trang cười to bảo. Ha ha ha,
Vân thiếu gia nghiền nát cả hỗn độn ngọc quan của hắn mà còn nói là chỉ làm nóng người. Nếu lão tặc cảnh thất nghe lời này chắc sẽ tức chết. Mục Trinh cũng là vui sướng khi người gặp họa, cười nói. Vân thiếu gia còn nắm nhát kiếm giết hải ma hầu thì cảnh thất sẽ không dám đánh thật với Vân thiếu gia. Nhưng Vân thiếu gia làm hơi quá đáng, đó là hỗn độn ngọc quan của Thi Sát Tông, chậc chậc. Hỗn độn ngọc quan? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Quan này kỳ lạ lắm sao? Mục Trang nói. Đâu chỉ kỳ lạ, có thể nói quan tài này là chí bảo số một Thi Sát Tông trừ thần sát Thi Khôi ra. Tục truyền chế tạo bằng hỗn độn ngọc, nên có thể ôn dưỡng Thi Sát. Mất đi vật ấy, Thi Sát Tông không tìm được quan tài dưỡng thi khác thay thế e rằng rắc rối to. Vừa rồi cảnh thất triệu hoán quan tài vàng là vật thay thế, nhưng so sánh hỗn độn ngọc quan thì kém xa. Mục Trinh vui vẻ nói. Đúng vậy, thần sát Thi Khôi không có quan tài hỗn độn ngọc dưỡng thì thực lực sẽ không ngừng rút lui, Thi Sát Tông cũng tới điểm cuối. Mục Trang cười to bảo. Ha ha ha, lần này chắc cảnh thất rất muốn chết. Tâm tình Mục Trang sung sướng nói. Dù cho hắn toàn bộ bí tàng chân long cũng không thể bù đắp lại tổn thất. Vân thiếu gia đã làm việc rất tốt, ha 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 ha. Lý Vân Tiêu nghe hết hồn, hắn cười khổ nói. Các người nói chuyện tốt theo ta thấy hoàn toàn à cái hố. Không ngờ quan tài đó quan trọng như vậy, cảnh thất sẽ không chết không ngừng với ta. Mắt Mục Trang chất chứa ý cười nói. Đó là đương nhiên, nên nếu có cơ hội thì tuyệt đối không thể nương tay. Lý Vân Tiêu nói. Lần này là hắn chọc vào tá trước. Nếu còn chấp mê bất ngộ thì bản thiếu gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tuy đơn giản đánh nhau vô tình kết thù không đội trời chung làm tâm tình Lý Vân Tiêu hơi buồn bực nhưng hắn không phải loại người sợ rắc rối. Nếu đối phương không biết điều, Lý Vân Tiêu thả đám người trong giới thần bi ra đánh hội đồng là nguyên Thi Sát Tông diệt vong. Quyết định xong Lý Vân Tiêu không lo gì nữa, hắn quan sát phũ quyết trên đảo La Phù. Là Triệu Nhật Thiên, gã cướp thẻ số của người ta. Người thứ tám lên sân lưng cõng kiếm sắt, khí thế khiếp người. Phần Nguyệt Tông. Dáng vẻ đối phương nho nhã, mềm nhũn, Triệu Nhật Thiên nhíu mày, gã nhớ mang máng dường như là đệ tử của Phần Nguyệt Tông. Phương xa, mi hoành của Huyết Nha Cung cười khùng hục. Ha ha ha, Thiên Bằng lão đệ, ta thấy đệ tử của các ngươi gặp rắc rối rồi. Triệu Nhật Thiên không đơn giản, chỉ nói cái tên đã bá khí vô địch, rung động vũ trụ. Tông chủ Phần Nguyệt Tông. Dương Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng. Phú quyết là so tu vi, sức chiến đấu, chỉ số thông minh chứ không phải tên. Dù so tên thì đệ tử của ta cũng không kém cạnh gì. A, à, Mi Hoành kinh ngạc hỏi. Đệ tử của ngươi khá lạ mặt, tên của hắn là gì? Dương Thiên Bằng không trả lời. Đệ tử trên đảo mỉm cười phủi bụi dính trên trường bào, nhẹ giọng nói. Ha ha ha, ngươi chỉ cần nhớ ta tên Diệp Lương Thần. Triệu Nhật Thiên nhướng mày hầm hừ. Ngươi là Diệp Lương Thần rồi sao? Triệu Nhật Thiên ta không phục. Đệ tử kia mỉm cười nói. Nếu ngươi cảm thấy có thực lực chơi với ta, Lương Thần không ngại theo tới cùng. Diệp Lương Thần biểu tình tự tin. Lương Thần thích nhất là ra tay với loại người tự nhận mình có tài hơn người. Triệu Nhật Thiên cười khẩy nói. Không biết ai mới là kẻ đó. Phú quyết là nói chuyện bằng thực lực chứ không phải dùng miệng nói suông. Đệ tử kia vẫn ung dung nói. Ha ha ha, Lương Thần sẽ cho ngươi hiểu, Lương Thần chưa bao giờ nói suông. Không nói suông thì đánh đi. Triệu Nhật Thiên gỡ trường kiếm trên lưng xuống, bay vọt lên trời, hai tay không ngừng bấm quyết. Thanh kiếm biến to ra chém xuống. Ầm 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 ầm. Diệp Lương Thần lắc người thụt lùi ba trượng, cự quy một ca chém trúng chỗ gã vừa đứng. Một khe hở lớn nứt ra, nguyên hòn đảo chấn động. Cự kiếm chút xuống khí lãng tràn ra tứ phương. Chân Diệp Lương Thần mới đạp đất thì sóng kiếm khí đã ập đến đụng trúng người gã, lại đẩy gã lùi xa hơn 10 trượng. Đá vụn hai bên bị sóng kiếm hất bay lên cao, tựa như lá liễu bay đầy trời, toàn là cục đá. Triệu Nhật Thiên đáp xuống thân kiếm, người thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, bá khí khiếp người. Triệu Nhật Thiên cười khẩy nói. Diệp Lương Thần chó chết gì đó chỉ thế là cùng. Diệp Lương Thần vừa kinh vừa giận buông lời uy hiếp. Ngươi cứ tiếp tục làm theo ý mình đi, nhưng Lương Thần nói cho ngươi biết, đừng ép Lương Thần dùng lá bài tẩy. Lương Thần có ít nhất 100 cách đối phó ngươi, còn ngươi thỏ không biết làm sao. Triệu Nhật Thiên chửi thề. Lão tử đúng là đồ điên.
Triệu Nhật Thiên xông lên. Cự kiếm bay ra khỏi mặt đất biến thành ba thước nằm trong tay Triệu Nhật Thiên, lăng không chém xuống. Kiếm pháp của Triệu Nhật Thiên đại khai đại hợp, cương mãnh bá khí, thực lực cực mạnh, nếu không thì lúc trước đã chẳng cướp được thẻ bài số khác. Trong phút chốc kiếm khí như mưa trút xuống, hoàn toàn bao bọc Diệp Lương Thần. Trong phạm vi mấy trượng toàn là kiếm cương, hòn đá bay lên bị nghiền nát. Diệp Lương Thần không có đường lui, buộc phải rút kiếm ngăn cản. Bảo kiếm sáng chói rời tay đâm tới, luồn lách qua các khe hở kiếm cương, rất nhanh nhẹn. Triệu Nhật Thiên khẽ kêu. Ủa, có chút bản lĩnh. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng cười. Nhưng mưu lợi rốt cuộc chỉ là mưu lợi, vô dụng trước kiếm pháp của ta. Triệu Nhật Thiên lùi ra sau một bước, cầm kiếm ngăn trước ngực, chặn lại kiếm của Diệp Lương Thần. Đinh! Tiếng kiếm giòn vang. Tay trái Triệu Nhật Thiên bấm quyết điểm kiếm to. Kiếm thế cuồng bạo vô biên đổ ập xuống, bảo kiếm của Diệp Lương Thần gấp khúc lại như ngọn núi cao đè xuống cánh tay, bảo kiếm không chịu nổi. Diệp Lương Thần giật nảy mình, muốn rút kiếm về nhưng phát hiện có lực lượng hút chặt thanh kiếm, tiến lùi không được, chỉ có thể mặc kệ kiếm thế ập đến. Không gian quanh người Diệp Lương Thần đè ép gã không thể nhúc nhích theo kiếm thế biến hình, hai chân lún xuống đất, nứt nẻ. Triệu Nhật Thiên hét to một tiếng. Chết đi! Mắt Triệu Nhật Thiên lóe sát khí, kiếm thế như núi cao sụp đổ. Ầm 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 ầm. Mặt đất dưới chân Diệp Lương Thần vỡ nát, một vòi máu xẹt qua không trung, gã bị đánh bay ra ngoài. Keng! Triệu Nhật Thiên múa đường kiếm, lại điên cuồng tấn công. Ai đều hiểu đạo lý thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, đặc biệt là trong cuộc chiến sinh tử kiểu này. Kiếm to biến ra biển kiếm tầng tầng lớp lớp như mưa đá đổ ập xuống. Con người Diệp Lương Thần co rút, khuôn mặt không biết do mất máu nhiều hay bị hù sợ vội kêu lên. Các hạ dừng tay, làm người nên biết điều, nếu các hạ dừng tay nhận thua thì ngày sau Lương Thần sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Triệu Nhật Thiên hét to một tiếng. Chỉ tiễn ngươi về Tây Thiên, không cần cảm ơn. Kiếm mưa giá ồ ạt đập xuống. Ầm 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 ầm. Mặt đất liên tục bị chém ra khe hở, một mảnh kiếm cương che trước mặt Diệp Lương Thần nhưng không đỡ nổi kiếm thế bá khí. Rốt cuộc bị đánh bại. Diệp Lương Thần lại phun ra búng máu. Phụt. Diệp Lương Thần không ngừng thụt lùi, run rẩy nói. Đừng khinh người quá đáng. Triệu Nhật Thiên lười để Diệp Lương Thần, gã bay vọt lên, nhát kiếm chém tới. Diệp Lương Thần hết hồn, vận khí nhảy vọt muốn chạy trốn. Nhưng kiếm khí nhanh hơn thân pháp của Diệp Lương Thần, gã bị chém trúng, lại có vòi máu phun ra. Diệp Lương Thần cùng với kiếm khí rơi vào biển cả. Rào rào. Nước biển cũng bị chém ra, mơ hồ loang lổ vết máu. Dương Thiên Bằng thê lương hét to. Lương Thần. Dương Thiên Bằng lao vào biển, hai chân đạp trên sóng biển. Kiếm khí của Triệu Nhật Thiên chém vào đại dương giấy lên sóng thần bắn cao lên trời, đâu còn bóng dáng Diệp Lương Thần. Triệu Nhật Thiên hung trợn nói. Hừ, nói nhảm nhiều với lão tử, ngươi là Diệp Lương Thần thì sao? Nhớ kỹ ta tin Triệu Nhật Thiên. Trên đường đi Tây Thiên không cần cảm ơn. Triệu Nhật Thiên gác kiếm ra sau lưng, xoay người nhìn Hữu Cầm Phi. Đại nhân tuyên bố đi, Diệp Lương Thần đã chết. Dương Thiên Bằng còn đứng trên biển sốt ruột kêu lên. Lương Thần, Lương Thần. Đệ tử Phần Nguyệt Tông bay xuống, lặn vào biển tìm người. Hữu Cầm Phi nhíu mày, khó xử nói. Diệp Lương Thần đã mất tích, không rõ sống chết. Nếu trong vòng nửa canh giờ không ra thì Triệu Nhật Thiên thắng. Vì quy tắc cuộc so tài là một bên chết hoặc nhận thua, hoặc chủ tông môn nhận thua. Hiện tại Diệp Lương Thần mất tích, không dễ phán quyết nên Hữu Cầm Phi cho nửa canh giờ giảm sóc. Tiếc rằng Diệp Lương Thần mãi không trồi lên nữa. Dương Thiên Bằng, đệ tử Phần Nguyệt Tông tìm nửa ngày vùng biển xung quanh mà không thấy bóng dáng Diệp Lương Thần, hơn phân nửa chúng kiếm khí chìm vào đáy biển, bị động vật biển nào đó ăn mất. Triệu Nhật Thiên và Diệp Lương Thần đánh nhau xong lại có cuộc chém giết kinh thiên động địa khác. Trong đó một người là Hồ Ngọc Cung lúc trước dùng quỷ kế chiến thắng. Lần này Hồ Ngọc Cung đánh quang minh chính đại, liều mấy ngàn chiêu rồi thắng hiểm. Hồ Ngọc Cung thắng trận mừng rỡ nói. Ha ha ha, đã nhường. Hồ Ngọc Cung bay lên trời, được tông môn bảo vệ, điều tức chữa thương. Vị vũ giả lúc trước bị Hồ Ngọc Cung ám toán thua trận và tông môn của gã ai nấy mặt lạnh băng nhìn. Nếu không phải Hồ Ngọc Cung quá gian trơ tá thì bây giờ vốn là bọn họ vào 10 cường. Hữu Cầm Phi vuốt không trung,
tên trên màn nước trở nên rõ ràng hơn. 10 người gồm có Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng, Ngạo Vô Tâm, Cảnh Thất, Trình Thanh Ti, Triệu Nhật Thiên, Ngô Đại Thành, Hồ Ngọc Cung, Trương Hạo Ca của Đan Dương Tông, Đồ Vân Bằng của Huyết Nha Tông. Hữu cầm phi lây một quả cầu thủy tinh ra ném lên cao. Tiếp theo là cuộc chiến 9 tiến 2, nhưng Diệp Lương Thần của Phần Nguyệt Tông đã chết, bây giờ là 8 vào 2, rút thăm lại. Quả cầu nổ thành 8 quả cầu nhỏ, 8 bóng người bay lên cao. Trong 8 người chỉ có 4 thể lực sung túc, là trực tiếp nhận thua trong cuộc chiến 10 cường. 4 người khác liều mạng thua trận thì biểu tình cực kỳ khó xem, biết khó mà thắng được. Qua mấy trận liều đấu, cuối cùng quyết thắng 2 danh ngạch. Gồm bộ Vĩnh Nguyên của Tinh Thần Cốc, đệ tử Thẩm Dương Tầm của Bạch Hạc Tông. 2 người toàn thân máu tươi, không dùng dược ngừng vết thương, trên mặt thì hớn hở. Chỉ cần vào 12 cường thì danh ngạch cho tông môn trong Lang Hoàn Tiên Cảnh, Bí Tàng Chân Long sẽ được lợi lớn. Đại vị, ích lợi của bọn họ trong môn phái sẽ tăng lớn. Mục Trang nhìn hướng 4 tông phái quen thân với Mục gia. Sài Tuấn của Đan Dương Tông, Mi Hoành của Huyết Nha Tông vẻ mặt hớn hở, trò chuyện rôm rả. 2 người Phần Nguyệt Tông, Hồ Ngọc Cung thì sắc mặt âm trầm, không chỉ thua Vũ Quyết mà đệ tử môn hạ cũng chết, không chỉ chết, hai phái không tìm được xác đệ tử. Mục Trang an ủi. Đừng chán nản, làm vũ giả, từ khi bước vào vũ đạo tùy thời sẽ chết, điều này nói lên số bọn họ không tốt, không đủ cơ duyên. Dương Thiên Bằng, Thang Huy Dạ buông tiếng hở dài, chỉ có thể an ủi mình như vậy. Cuộc so tài 12 cường kéo dài 3 ngày 3 đêm, khoảng thời gian này chỉ như chớp mắt với mọi người. Huống chi thông qua Lý Vân Tiêu thăng cấp đạt được ích lợi lớn, mọi người cảm thấy không uổng công. Giờ phút này, màn nước trên bầu trời hiện ra rõ tên 12 người, trong đó 2 Lý Vân Tiêu khiến người thấy kỳ lạ. Hữu Cầm Phi nói, đã có 12 cường, người tất cả tông môn ở lại, những người khác tự động rời đi. Đám người khó hiểu, những vũ giả tán tu khó hiểu tỏ vẻ bất mãn. Trong đó một người nói, cuộc chiến 12 cường đặc sắc nhất chẳng lẽ không cho phép bọn ta quan chiến. Trước kia cũng chưa từng bá đạo như vậy. Hữu Cầm Phi cười nói, không phải không cho các vị xem cuộc chiến mà vì tình huống lần này rất đặc biệt, có liên quan một số bí mật của tông môn ẩn thế chúng ta, thứ lỗi không thể lộ ra. Giải thích kiểu đó càng chọc mọi người bất mãn hơn. Một người oán trách. Dựa vào cái gì, cuộc chiến vũ quyết của thế gia ẩn thế, chỉ mình các người tính ẩn thế, còn vũ giả tán tu chúng ta không xếp vào ẩn thế sao? Một người khác la lên. Ta ẩn cư ở Bắc Hải sắp 200 năm, mỗi lần vũ quyết đều nhìn từ đầu tới đuôi, chưa bao giờ giống như lần này. Nhưng 3 người Thiên Tiệm Nhai không muốn giải thích nhiều, bắt đầu bày trận trên đảo. Lý Vân Tiêu nhìn một cái liền hiểu 3 người bày giết người cỡ chung. Có trận bàn nên bài bố không phức tạp. Các tán tu không chịu đi, bình tĩnh nhìn, tiếng phản đối nổi lên 4 phía. Mấy canh giờ sau, giết người cỡ chung được bày xong, chiếm diện tích mây mẫu, một lần có thể truyền tống ngàn người. Là loại truyền tống định hướng, chỉ có đi một chỗ trận pháp, tiết kiệm hơn phân nửa tài liệu và sức lực. Mọi người nghi ngờ, chẳng lẽ mảnh đất Phú Quyết 12 cường phải đi đường truyền tống này sao? Bí ẩn như thế, chỗ kia đi thông tới đâu? Hữu Cầm Phi nói. Để các vị chờ lỡ, đầu kia giết người là nơi 12 cường vũ quyết, mời các vị vào trong trận. Bầu trời chìm trong thinh lặng, không ai nhúc nhích, chỉ có tiếng xì sầm khe khẽ. Trong Bích Lạc Tông truyền ra giọng ân trì. Thứ lỗi cho hỏi một câu, đầu kia trận pháp là đâu? Hữu Cầm Phi đáp ngắn gọn. Đi thì biết. Đáp án này không làm người vừa lòng. Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng nói. Hừ, nếu bên kia là hiểm cảnh tuyệt địa gì thì nguyên tông môn ẩn thế sẽ tiêu đời. Trên bầu trời, tiếng nghi ngờ ngày càng lớn, tất cả môn phái lo lắng điều này. Thiên Tiệm Nhai sửa đổi quy tắc so tài khiến người khó hiểu, bây giờ còn muốn tùy ý truyền tống tới nơi khác, bọn họ khó tránh khỏi lo la ứng. Hữu Cầm Phi cười nói. Hố chết mọi người có lợi gì cho Thiên Tiệm Nhai? Hơn nữa với thực lực của các vị nếu hợp sức với nhau thì trong thiên hạ này có chỗ nào đẩy gục mọi người? Nếu chất vấn, không tin thì đừng tới. Mục Trang nói. Hữu Cầm Phi đại nhân nói hay thật, nếu chúng ta đều không đi thì nhân cũng không có cách ăn nói đi. Nên cho chúng ta biết chút ít thông tin về đầu kia giết người. Hữu Cầm Phi lắc đầu, nói. Xin lỗi Mục Trang đại nhân,
nếu nói ra thì ta mới không cách nào ăn nói với bên trên. Mục Trang hừ lạnh một tiếng. Nếu vậy làm sao phục chúng? Ha ha ha! Trong chiến hạm hình lá cây của Phù Diêu Thánh Cung truyền ra tiếng cười của Bế Nguyệt Tu. Một đám nam nhân sợ chết đến mức này, bọn họ không đi thì chỉ Phù Diêu Thánh Cung chúng ta đi thôi, vừa lúc nắm chắc được dễ nhất. Chiến hạm lung lay trên bầu trời, nhanh chóng thu nhỏ, lộ ra hơn 10 người, toàn là nữ nhân. Hai người dẫn đầu là Bế Nguyệt Tu, Trình Thanh Ti. Chiến hạm rơi vào tay Bế Nguyệt Tu, nàng cẩn thận cất đi, ánh mắt châm chọc nhìn lướt qua trường không. Bế Nguyệt Tu mang theo đám người bay xuống trận pháp. Trình Thanh Ti cười nói. Nhờ vị đại nhân, không biết người thứ nhất đi sân quyết chiến có được thưởng không? Hữu Cầm Phi vuốt râu cười nói. Nam Khâu Vũ đại nhân ở đầu bên kia, các vị cứ đi tìm Nam Khâu Vũ đại nhân đòi thưởng. Nhưng tông môn đi trước có thể tìm hiểu hoàn cảnh trước tiên, giúp ích rất lớn cho phần thắng vũ quyết. Hơn 10 nữ nhân Phù Diêu Thánh Cung đứng trong giết người to mấy mẫu có vẻ lẻ loi. Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ bắt đầu thi quyết, khởi động trận pháp. Lực lượng không gian cường đại mênh mông khuếch tán, bên trên tòa trận pháp xoay tròn. Thân hình đám người Phù Diêu Thánh Cung dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Hữu Cầm Phi lên tiếng. Các vị còn lại nếu muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Trận pháp truyền tống của chúng ta là dựng tạm thời, số lần sử dụng có hạn. Một khi trận pháp tổn hại thì không cần đi. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta đi thôi. Biểu tình Mục Trang trầm trọng, hơi do dự. Mục Trinh nói. Vân thiếu gia không sợ Thiên Tiệm Nhai đặt bẫy hố mọi người sao? Tuy bình thường sẽ không nhưng cái kiểu tùy ý truyền tống thế này rất kỳ cục. Lý Vân Tiêu cười nói. Lời Hữu Cầm Phi vừa nói không sai, nếu các vị có mặt cùng nhau hợp tác thì trong thiên hạ này không có tuyệt địa. Hơn nữa chắc chắn trận pháp này là truyền tống đơn hướng cố định, Phù Diêu Thánh Cung đã đi rồi chúng ta sợ cái gì? Mục Trang nói. Vân thiếu gia nói có lý, chúng ta cũng đi. Cơ khôi di động hoạt động từ trên cao bay xuống trận pháp. Hữu Cầm Phi nhíu mày nói. Xin Mục Trang đại nhân thu về huyền khí, truyền tống vật lớn như vậy sẽ tiêu hao nguyên thạch gấp mấy lần, trận pháp cũng bị tổn hại chịu đựng. Giọng Mục Trang truyền ra từ cơ khôi di động. Tiêu hao bao nhiêu nguyên thạch, sức chịu đựng của trận pháp bị tổn hại liên quan gì ta? Chỉ cần truyền tống Mục ra ta đi, dù trận pháp bị hỏng cũng không sao. Hữu Cầm Phi nói. Cách nói của đại nhân quá ích kỷ. Mục Trang hừ lạnh một tiếng. Ba vị đại nhân, Thiên Tiệm Nhai phái các người đến đây để phục vụ vũ quyết tức là phục vụ cho mọi người chứ không phải để các người gây thêm rắc rối cho người ta. Các người thích đi thế nào thì tuy, có giỏi thì rút lại truyền tống trận, đừng truyền tống chúng ta nữa. Ba người. Chấm. Tất cả vũ giả trên bầu trời toát mồ hôi lạnh, chỉ có chủ Mục gia mới dám nói lời đó với người Thiên Tiệm Nhai, đổi lại người khác sớm đã bị đuổi đi. Ba người Thiên Tiệm Nhai biểu tình hơi khó xem. Nhưng bọn họ không dám rút về truyền tống, cũng không dám làm gì người Mục gia. Hữu Cầm Phi lạnh lùng nói. Mục Trang đại nhân quả nhiên ngạo tận trời, chúc đại nhân thuận lợi đến nơi. Vẻ mặt Hữu Cầm Phi tức dập rồi không tiện bùng nổ. Ba người bạo lực mở ra truyền tống trận, không gian rung lắc kịch liệt, cơ khôi di động bị chấn động dữ dội. Mục Trang cười khẩy nói. Hừ, trò vặt này sao làm khó được Mục gia ta, mở ra hình thức tổn định. Một tầng sáng đỏ bao phủ cơ khôi di động, thoáng chốc bình ổn lại, cơ khôi di động hoàn toàn không bị không gian chấn động ảnh hưởng. Cơ khôi di động dần biến mất trên bầu trời trận pháp. Ba người Thiên Tiệm Nhai biểu tình cực kỳ khó xem, cảm nhận rõ ràng nguyên lực dao động táo bạo trên người họ. Ha ha ha, Mục Trang tính tình luôn hách như thế, ba vị đại nhân đừng trách móc hắn làm gì. Ầm 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 ầm. Chiến hạm Bích Lạc Tông đáp xuống giấy lên bụi mù. Sắc mặt Hữu Cầm Phi càng khó xem hơn, lạnh lùng nói. Ân Trì, người cũng muốn cưỡng ép sao? Ân Trì cười nói. Thiên Tiệm Nhai chú trọng công bình công chính, Mục gia làm được thì tại sao Bích Lạc Tông ta không thể? Nếu không thì công bình công chính ở đâu? Ông Dương Vũ lạnh lùng nói. Nếu thế ba chúng ta chỉ phụ trách truyền tống, nếu trận pháp sụp xuống thì không liên quan gì ba người chúng ta. Hữu Cầm Phi gật đầu, nói. Đúng vậy. Ba người mặt không biểu tình lập tức khởi động trận pháp, truyền tống chiến hạm của Bích Lạc Tông đi. Mọi người thấy Phù Diêu Thánh Cung, Mục gia, Bích Lạc Tông đều đi thì không do dự nữa, bay hướng trận pháp.
Trong phút chốc các loại ánh sáng truyền tống không ngừng chớp lóe, nhiều tông môn được đưa đi. Thiếu Cầm Phi nhìn Cảnh Thất lạnh lùng đứng một bên, hỏi. Hay Cảnh Thất đại nhân cũng muốn mang theo cả Bất Động Quy Lâm? Cảnh Thất khẽ hừ, một mình bay vào trận pháp, tâm trạng Cảnh Thất đang rất kém, không muốn nói nhiều. Mấy canh giờ sau, tất cả tông môn thế gia ẩn thế bị đưa đi, còn lại nhiều vũ giả tán tu đứng trên cao cực kỳ bất mãn. Thiếu Cầm Phi nói, việc này là Thiên Tiệm Nhai sắp xếp, ba người chúng ta không thể quyết định. Các vị hãy trở về đi, nếu để các người cũng đi qua thì ba chúng ta sẽ bị trách phạt. Truyền tống trận cỡ chung có nhiều chỗ vì chịu lực lượng quá mạnh nên sụp đổ. Thiếu Cầm Phi vỗ một trường, cơn lốc sắc bén lượn vòng phá hoại truyền tống trận tan nát. Ba người biến thành luồng sáng bay đi, mặc kệ mấy trăm người còn đứng trên cao. Cơ Khôi di động chạy nhanh trong đường hầm không gian, tốc độ không quá nhanh bởi vì chọn dùng mẫu ổn định. Mọi người ở bên trong cảm thấy vững vàng như núi, không có gì khó chịu. Mục Trinh nhìn sau lưng, nói. Người Bích Lạc Tông cũng đuổi theo, chúng ta có cần thay đổi hình thức không? Mục Trang nói. Không cần, cứ để bọn họ lên trước. Nếu điểm cuối có nguy hiểm thì để họ thử trước. Chiến hạm của Bích Lạc Tông chậm rãi đến gần, cách Cơ Khôi di động hơn 10 dặm thì giảm tốc độ, dường như không muốn tiến lên phía trước. Mục Trang cười nói. Ha ha ha, Cáo Giả Ân chỉ cũng không chịu lên trước, vậy chúng ta đi mở đường, thay đổi hình dạng siêu tốc, bỏ rơi bọn họ. Người Cơ Khôi di động lóe ánh sáng đỏ chuyển màu vàng. Mọi người cảm thấy rung lắc dữ dội, tốc độ đột nhiên nâng cao gấp mấy lần, kéo giãn khoảng cách với Bích Lạc Tông, chớp mắt biến mất ở phía trước. Mấy canh giờ sau Cơ Khôi di động bay ra khỏi lối ra. Bên ngoài là an đêm, ánh sao lấp lánh trên bầu trời rải rác tỏa ánh sáng lập lòa. Nhìn kỹ bên dưới là giàng cây và đầm lầy lớn. Mục Trinh kinh kêu. Hình như bên dưới toàn là thanh đằng cổ thụ. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Thanh đằng cổ thụ đã dần tuyệt chủng trên đại lục, ít khi tìm được nó. Thời thượng cổ thanh đằng cổ thụ là loài cây nhiều nhất, có mặt 1/3 đại lục Thiên Vũ. Mảnh cổ thụ này to như vậy có lẽ không gian thời thượng cổ rơi xuống. Mục Trang nghiêm túc nói. Không gian thượng cổ, bí tàng chân long. Mục Trinh kinh kêu. Chẳng lẽ nơi này chính là bí tàng chân long? Tại sao để chúng ta trực tiếp tiến vào? Mọi người vô cùng khó hiểu. Lý Vân Tiêu nói. Không cần suy nghĩ nhiều, chuyện đến đâu hay tới đó. Trước tiên tìm Phù Diêu Thánh Cung, Thiên Tiệm Nhai, Hữu Cầm Phi nói Nam Khâu Vũ ở đây đúng không, dấu lớn họ sẽ cho mọi người giải thích hợp lý. Mục Trang gật đầu, nói. Truyền tống cự ly xa như vậy điểm rơi sẽ hơi sai lệch, chúng ta tìm thử xem. Mở mẫu tìm kiếm ra. Trên người Cơ Khôi di động hiện từng vòng viên trận. Năng lượng cực thấp khuếch tán nhanh tìm kiếm mọi điểm đáng ngờ. Một đệ tử vội vàng chạy tới, hô tay múa chân trước mặt Mục Trang, dường như là ám ngữ. Mục Trang nói, Vân thiếu gia không phải người ngoài, hãy nói thẳng đi. Vâng, đệ tử kia vội nói. Bên dưới thanh đằng cổ thụ có nhiều dấu hiệu yêu thúc, thực lực cực kỳ cường đại. Mục Trinh nhíu mày nói, chiếu hình ra đây. Đệ tử kia lấy ra một trận bàn. Đánh ra một ấn quyết. Từ trận bàn bắn ra chùm sáng hiện hình ảnh giữa hư không. Từng vòng ánh sáng phản chiếu rừng rậm bên dưới có nhiều đốm sáng bảy sắc. Mọi người nheo mắt lại, lộ biểu tình giật mình. Mục Trinh hút ngụm khí lạnh, hoảng sợ hỏi. Đây rốt cuộc là chỗ quy quái gì? Lý Vân Tiêu cũng rất giật mình. Đây là quang phổ tra xét thường dùng, gặp thể sinh mệnh cường đại sẽ dùng hình dạng đốm sáng hiện ra. Các đốm này đại biểu tồn tại trên cửu giải. Mục Trinh nuốt nước bọt khan. Mục Trinh run giọng nói. Cửu giai, yêu thú trên cửu giai khoảng mấy chục, trăm con. Con người Lý Vân Tiêu co rút, trước mắt thăm dò một mảnh nhỏ đã có 30 mấy đốm sáng đỏ, màu sắc khác không giống nhau. Diện tích đầm lầy rừng cây trước mắt rộng lớn vô ngần. Mục Trang ngẩn ngơ thì thào. Tính theo tỷ lệ thì không phải số hàng trăm mà là ngàn vạn. Mục Trinh chợt cười phá lên. Ha ha ha. Hỏng, chắc chắn là dụng cụ hỏng hóc. Ha ha ha, ngàn vạn yêu thú cửu giai. Ha ha ha, cảnh tượng này chỉ thời thượng cổ chân linh khắp nơi mới có. Mục Trinh dứt lời, nguyên chiến hạm chìm trong thinh lặng. Thượng cổ, không gian đánh rơi, bí tàng chân long. Mọi người chợt nghĩ ra điều gì, mặt trắng bệch.
Chợt con ngươi Lý Vân Tiêu co rút nhìn chằm chằm màn sáng phản chiếu. Mau nhìn kìa, đốm sáng đang biến mất. Mọi người vội vàng nhìn lại, những đốm sáng bảy sắc không ngừng giảm bớt, tốc độ rất nhanh. Mục Trinh sửng sốt, cười nói. Ha ha ha, ta đã nói là dụng cụ bị hỏng. Mục Trinh xoay đầu trừng đệ tử kia, quát to. Các ngươi làm ăn kiểu gì? Dụng cụ quan trọng như vậy bị hỏng mà không biết, chờ trở về Mục gia rồi sẽ xử lý. Đệ tử kia sợ hãi run bần bật, ấp úng, có khổ không nói nên lời. Rõ ràng dụng cụ không bị hỏng, trước khi xuất phát bọn họ đã kiểm tra từng linh kiện cơ khôi di động, căn bản không có vấn đề. Nhưng giờ phút này quang phổ cho thấy dấu hiệu lại không cách nào giải thích, chỉ có thể nói là dụng cụ bị hỏng. Mục Trang trầm giọng nói. Sự cố lần này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Đệ tử kia mặt trắng bệch, ra sự cố lớn như thế, gã biết mình tiêu đời, thậm chí nửa đời sau bị hủy. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm quang phổ phản chiếu, đốm sáng gần như mất sạch, không còn một cái. Mục Trinh nói. Thế này mới bình thường. Dù là không gian thượng cổ đánh rơi, nhiều năm đã qua cũng nên chết sạch mới đúng. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Các vị ở trên rời chờ một chút, ta xuống dưới nhìn xem. Mọi người giật mình kêu lên. Cái gì? Mục Trinh vội nói. Vân thiếu gia, tuyệt đối không được. Chỗ này rất quái dị, không thể mạo hiểm. Lý Vân Tiêu cười nói. Trinh đại nhân đã bảo yêu thú nơi đây chết hết sạch. Huống chi trên quang phổ cũng biểu hiện không có thể sinh mệnh cường đại tồn tại, vậy sợ gì? Cái này! Mục Trinh nghẹn lời, ngơ ngẩn nhìn Mục Trang. Mục Trang không phản đối. Nếu Vân thiếu gia đã muốn xuống dưới vậy nhớ hết sức cẩn thận. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm, dù bên dưới có cân linh cũng không làm gì ta được. Lý Vân Tiêu nhảy xuống, nhấp nhoáng mấy cái đã vào rừng cây rậm rạp. Trong rừng cây toát ra cổ ý đậm đặc ảnh hưởng thần thức rất nặng, cảm giác mọi thứ trong rừng rất là mơ hồ. Sau khi vào trong Lý Vân Tiêu nhướng mày, cổ ý ẩn chứa hơi thở quái dị chuyển động trong không trung. Dù sao là không gian thượng cổ đánh rơi, vì để an toàn Lý Vân Tiêu mặc ma thiên khải vào người, ma khí bốc lên ngăn cách các loại lực lượng khác lạ bên ngoài. Lý Vân Tiêu xuyên qua rừng cây. Những thanh đằng cổ thụ to đáng sợ, mỗi gốc như tòa thành bảo, cành vươn ra xa mấy dặm. Đan chéo nhau, quấn quýt gắn liền. Dưới cây là vô số lá rơi ngàn vạn năm ủ thành đầm lầy không ngừng bốc bọt nước. Lý Vân Tiêu ngừng lại trên một nhánh cây cổ thụ, vững vàng như đứng trên đất bằng. Loại cảm giác này. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng, khép mắt cảm nhận hơi thở trong không trung, mắt bắn ra tia sắc bén. Đúng là yêu khí rồi, cực kỳ hỗn độn, dã tính. Thật sự là yêu thú thượng cổ, dường như vừa rời đi. Nhưng điều này sao có thể? Hoàn toàn không thể giải thích hiện tượng này, Lý Vân Tiêu biết máy thăm dò quang phổ của Mục gia không sai lầm, đúng là vừa rồi có vô số yêu thú tồn tại, trong khoảnh khắc lại biến mất. Chẳng lẽ là ảo ảnh phương xa chiếu đến? Trong hoàn cảnh kỳ lạ này sinh ra hiện tượng ảo ảnh không có gì lạ, nhưng những yêu khí thì sao? Trong đầu Lý Vân Tiêu vang lên giọng Linh Mục Địch. Ảo ảnh là ánh sáng phản chiếu, vừa rồi là không gian phản chiếu. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ hỏi. Mục Địch đại nhân đã hoàn thành dung hợp. Sau khi luyện chế thần luyện cương thì Linh Mục Địch luôn dung hợp với thân thể mới, tiến vào bế quan. Linh Mục Địch lên tiếng. Chưa hoàn thành, nhưng ta cảm giác tình huống hiện tại của ngươi, ngươi đang ở vùng ngoài Vạn Linh Chi Địa. Lý Vân Tiêu giật mình hỏi lại. Vạn Linh Chi Địa, đó là nơi nào? Ngày xưa Linh Mục Địch là lãnh tụ Bắc Phực, chắc chắn hiểu biết rất nhiều. Linh Mục Địch trả lời. Đó là một không gian thượng cổ, bên trong chôn rất nhiều chân linh. Ngày xưa chúng ta gọi nó là Vạn Linh Chi Địa, độc lập trong thiên vũ giới. Linh Mục Địch im lặng một lúc, nói. Ngày xưa ta thử nhiều cách nhưng không vào được, hay là các ngươi đã tìm ra cách? Lý Vân Tiêu kể đại khái sự việc. Hay Vạn Linh Chi Địa là bí tàng chân long? Linh Mục Địch nói. Ta không biết có phải là bí tàng chân long không? Nhưng đúng là Vạn Linh Chi Địa nằm ở một then chốt thời không, lịch sử đoạn tầng đã hứa có thể tìm được đáp án từ trong đó. Lịch sử đoạn tầng. Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi. Đại nhân nói lịch sử gì? Linh Mục Địch nói. Thời thượng cổ, bầu trời, đất đai do chân linh thống trị. Sau đó chân linh cường đại đều bị diệt vong rồi mới nghênh đón thời đại nhân loại thống trị.
Mấy năm qua nhân loại luôn thấy kỳ lạ, những tồn tại cường đại này ngày xưa chết như thế nào thế nào. Chân Long Thượng Cổ hút tinh hoa thiên địa sinh ra, thu giới lực ngưng tụ, gần như bất tử bất diệt. Chân Long cũng biến mất trong thiên địa, chỉ để lại truyền thuyết. Lý Vân Tiêu nói, đoạn lịch sử này đúng là dấu hỏi, nhưng thời đại quá xa xôi, rất khó tìm kiếm. Linh Mục Địch nói, ta cho rằng vạn linh chi địa chắc chắn có manh mối, tiếc rằng mãi mà không thể tìm ra tọa độ chính xác. Hiện tại nơi ngươi ở là vùng ngoài vạn linh chi địa, nếu may mắn sẽ nhìn thấy không gian phản chiếu lại đây, bên trong có nhiều yêu thú, thậm chí chân linh trước đây chưa từng gặp. Lý Vân Tiêu hoảng hốt. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh kêu. Hiện tại nơi đó còn có chân linh. Linh Mục Địch nói. Nơi đó độc lập với thiên vũ giới, lúc trước ngươi nói rất có thể là lĩnh vực chân long. Suy đoán này rất có lý, nếu vậy quy tắc thập giai chưa bị tổn hại, có chân linh ở trong đó có gì kỳ? Lý Vân Tiêu kinh dị nói. Vậy là bí tàng chân long mở ra chính là vào vạn linh chi địa, thế thì. Linh Mục Địch nói. Ta không rõ chuyện về bí tàng chân long đó nhưng khả năng vào vạn linh chi địa cực kỳ nhỏ bé. Ngày xưa ta tập hợp mấy đại cường giả định cưỡng ép xé không gian đi vào nhưng tay trắng trở về. Ha ha ha, lĩnh vực chân long, hèn gì lão phu xé không ra. Lý Vân Tiêu. Chấm. Linh Mục Địch nói. Yên tâm, nếu đúng là long vực thì đám nhãi nhép các ngươi tuyệt đối không vào được. Ngày xưa Linh Mục Địch thử cưỡng ép xé không gian nên biết rõ sự cường đại của lực lượng long vực. Lý Vân Tiêu nghe mà hoảng hồn, thiên vũ giới có quá nhiều bí mật, với thành tựu và độ cao kiếp trước của Lý Vân Tiêu cũng không thể tiếp xúc được. Sa Vưu yên lặng nghe hai người nói chuyện, lúc này đột nhiên xen lời. Nếu vạn linh chi địa luôn phong kín thì bí tàng chân long của vạn nhất thiên tuyệt đối không phải là vạn linh chi địa. Đừng quên bá thiên luyện thể quyết mang ra từ bí tàng. Vạn bảo lâu thậm chí lấy nhiều thứ tốt từ trong đó. Lão Long nói có lý. Lý Vân Tiêu nói. Hèn gì ít ai tu luyện được bá thiên luyện thể quyết, thì ra nó không phải thể thuật cho nhân loại tu luyện. Nhưng không biết luyện thể quyết này có liên quan gì tới chân long pháp thân không? Sa Vưu nói. Hơn phân nửa là không. Thiếu huyết mạch chân long rất khó luyện ra chân long pháp thân. Ngày xưa chân long đại nhân tọa ủng thiên hạ, vô số chân kỳ dị bảo. Có vài món công pháp khoáng thế là rất bình thường. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy Ngô Đại Thành thì sao? Sa Vưu. Chấm, bà nội ngươi nói chuyện đàng hoàng được không? Nhà ngươi thật không biết cách trò chuyện. Lý Vân Tiêu nói. Ta chỉ nêu ra điểm đáng ngờ, ngươi không cần kích động như vậy. Sa Vưu tức giận nói. Mụ nội nó, rõ ràng là đang vẽ mặt ta. Lão tử là hậu duệ chân long, tu luyện vô số năm. Lại dùng bí bảo rồng cô đọng thân hình, hơn nữa đạt được thập giai long huyết mới luyện ra pháp thân lực lượng, phòng ngự. Tên kia ngu đần, dâm đang, có tài đức gì mà có pháp thân tốc độ, công kích. Người bảo ta làm sao không kích động, làm sao cân bằng tâm lý đây. Sa Vưu càng nói càng tức ghê nạ, gần như rít gào. Lý Vân Tiêu lười quan tâm Sa Vưu, cắt đứt liên kết với gã. Lý Vân Tiêu lấy một khối máy định vị không gian ghi chép tọa độ nơi đây rồi bay ra thanh đằng cổ thụ, quay về cơ khôi di động. Mục Trinh lập tức đi ra nghênh đón, vội vàng hỏi. Như thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Không xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là có nhiều hơi thở yêu thú. Chắc máy đo quang phổ không bị hỏng, nhưng không biết tại sao không thấy yêu thú. Mục Trinh lắp bắp. Sao? Sao có thể như vậy? Mục Trang chợt nghĩ tới cái gì, kinh kêu. Chỉ còn hơi thở hỗn độn không thấy yêu thú, hay lúc trước dò xét ra phản chiếu không gian. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, Mục gia quả nhiên bất phàm, lập tức đoán được then chốt. Lý Vân Tiêu vẫn giả bộ ngu ngơ, trò chuyện mấy câu rồi gác sang bên. Đệ tử Mục gia cực kỳ cảm kích, lời Lý Vân Tiêu nói khiến đệ tử đó tránh bị tội. Cơ khôi di động bay nửa canh giờ trên bầu trời. Quang phổ dò xét không còn xuất hiện đốm sáng yêu thú. Sắc trời dần sáng, tia ban mai đến, bọn họ tìm được địa điểm tụ hợp của thiên tiệm nhai. Đó là một tòa chiến hạm cửu giai to lớn, rộng như núi, tạo hình kỳ. Sàn tàu rộng rãi vươn ra vô hạn, như một khối đất liền to lớn lơ lửng trên cao. Trong chiến hạm liên tục toát ra tín hiệu yếu ớt khuếch tán bốn phía để có người cảm giác được. Cơ khôi di động tăng tốc. Thân thể và đôi chân gấp khúc trong không trung lăng không nhảy một cái đạp xuống sàn tàu vang tiếng nổ điếc tai. Nhưng nguyên chiến hạm không nhúc nhích,
giọng Nam Khâu Vũ vang lên. Ha ha ha, là Mục Trang đại nhân, Vân Tiêu công tử đến rồi, rất hoan nghênh. Thanh âm sang sảng làm người trong chiến hạm đều nghe rõ rừng. Tập thể ngừng thảo luận, đưa mắt nhìn sang. Trước Mục gia đã có khá nhiều tông môn đến chiến hạm, một số may mắn trực tiếp truyền tống tới gần Thiên Tiệm Nhai. Giọng Mục Trang vọng xuống. Nam Khâu Vũ đại nhân không cần đa lễ, chiết sát tại hạ. Nam Khâu Vũ xuất hiện dưới cơ khôi di động, ngước lên nói. Mục Trang đại nhân tốt nhất thu khôi lỗi này lại đi, sức chịu đựng của chiến hạm có hạn, e rằng sẽ sụp đổ. Mục Trang nói, nếu nó sụp thì Mục gia ta sẽ bồi thường. Nam Khâu Vũ câm nín. Nếu mỗi người đều mang chiến hạm lại đây, vậy chiến hạm này làm sao chịu nổi? Mục Trang nói, đại nhân khiêm tốn, đây chính là chiến hạm đỉnh cao nhất của Thiên Tiệm Nhai có tên Địa Chi Bối Tích, dường như có thể biến to gấp mấy lần nữa. Dù chịu đựng 100 cơ hội như vậy cũng không thành vấn đề. Dù Nam Khâu Vũ tốt tính đến mấy cũng bị chọc giận, lạnh lùng nói. Mục Trang đại nhân quả nhiên kiến thức sâu rộng, hiểu biết Địa Chi Bối Tích nhiều vậy. Nhưng không biết đại nhân có hiểu về Lão Phu không? Tính cách của Lão Phu hơi xấu. Mục Trang cười to bảo. Ha ha ha, tính tình của đại nhân luôn rất tốt và hài hước. Mục Trang nháy mắt với Mục Trinh, ra hiệu cất cơ khôi di động đi. Mục Trang có thể phớt lờ ba người Hữu Cầm Phi nhưng không dám coi khinh Nam Khâu Vũ. Đám người Mục gia cùng Lý Vân Tiêu bay ra cơ khôi di động, khoảng 3-40 người cùng đáp xuống sàn tàu. Mục Trinh vòng quanh cơ khôi di động một vòng, vỗ vào mấy vị trí, thu cơ khôi vào túi. Nam Khâu Vũ đổi về dáng vẻ tốt tính, tiến lên nghênh đón cười nói. Lần trước từ biệt đã mấy năm trời, phong thái của Mục Trang đại nhân vẫn như xưa. Mục Trang cười nói, thời gian đại nhân mới thế, nhiều năm không gặp tại hạ rất nhớ. Hai người như bằng hữu cũ, cực kỳ nhiệt tình và thân mật. Nam Khâu Vũ đưa mắt sang một bên, cười chào hỏi. Không ngờ Vân Tiêu công tử cũng đến đây, còn thành nữ tế của Mục gia, thật là đáng vui đáng mừng, chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp. Mục Uyển Sơn đứng gần đỏ mặt đỏ rực, cúi đầu. Nàng vò góc áo, mắt lóe tia sáng phức tạp. Tâm sự nặng nề. Lý Vân Tiêu ngáp dài, lười biếng nói. Nam Khâu Vũ đại nhân khỏe thật, suốt ngày chạy tối chạy lui khắp nơi. Mới trước đó chạy đi vô pháp thiên tây vực giờ lại đến nơi hẻo lánh cằn cỗi này, rất có tinh thần. Nam Khâu Vũ biết Lý Vân Tiêu đang chỉ trích lão lần trước đi vô pháp thiên cứu hoàng phủ bật đi. Nam Khâu Vũ cười lúng túng, giả ngu. Ha ha, phải không? Ha ha. Lý Vân Tiêu chửi thầm, ha cái đầu ngươi. Mặt ngoài Lý Vân Tiêu cũng cười cười, ý là, tự hiểu. Nam Khâu Vũ vội quay mặt đi ra hiệu, ta không hiểu. Mục Trang kinh ngạc hỏi. Trước kia hai vị đã quen biết. Nam Khâu Vũ vội mượn cơ hội xuống đài, cười nói. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử nổi tiếng khắp thiên hạ, có ai không biết. Nào nào, mời các vị vào trong. Đám người đi theo Nam Khâu Vũ vào trong hạm, bên trong rộng lớn như điện, cột đá to lớn cao 7-8 trượng, hoàn toàn không nhìn ra đang trong chiến hạm. Nó hùng vĩ hơn đại điện bình thường nhiều. Nhưng chỉ có Lý Vân Tiêu, mấy cường giả vũ đế cao giai của Mục gia đi vào trong được, những người khác bị lực lượng ngăn trước kia. Bọn họ rất ngạc nhiên. Một vũ giả đứng trước cửa khoanh tay trước ngực tựa vào cây cột. Bên trong là nơi các vị đại nhân bàn việc, đám lâu la các ngươi đừng đi vào, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Vũ giả nhướng mi mắt nhìn lên trời. Không thèm xem đám người này cái nào, hoàn toàn xem như không khí, miệt thị không kiêng nể gì. Mọi người nổi giận, cũng cảm nhận ánh mắt châm biếm từ đám đông. Tất cả thuộc môn phái khác, lâu la bị ngăn lại. Mục Trang ở bên trong nói. Cứ làm theo lời vị đại nhân này, các ngươi tự hoạt động đi. Thực lực của mình không đủ, không trách được ai. Người Mục gia bị ngăn bên ngoài xấu hổ cúi đầu, lên tiếng. Tuân lệnh. Bọn họ tìm chỗ xa thật xa, trong lòng dâng lên nỗi nhục nhã, thầm đặt quyết tâm phải cố gắng tu luyện, trở nên nổi bật. Hiện thực tàn nhẫn như vậy đấy. Khi thực lực của người thấp kém thì toàn thế giới lạnh lẽo. Một khi có thực lực, cả thế giới sẽ dịu dàng với ngươi. Nên mọi người không oán trách, chỉ thầm quyết tâm phải cố gắng hơn. Trong đại điện đặt hơn 40 chiếc ghế, đã có hơn 10 người ngồi, nhiều người đứng phía sau. Mọi người thấy người Mục gia đến thì vội đứng lên nghênh tiếp. Có người vẫn ngồi yên tại chỗ,
hoàn toàn xem nhẹ. Lý Vân Tiêu chú ý tới một mỹ phụ cung trang đeo khăn che mặt ngồi trên ghế hàng đầu, rất điềm tĩnh. Bế Nguyệt Tu, Trình Thanh Ti, mấy trưởng lão phủ Diêu Thánh Cung ngồi bên cạnh nữ nhân che mặt. Nàng là Vi Thi Thi, cung chủ của phủ Diêu Thánh Cung, nhưng đeo mạng che mặt màu lam nên không thấy rõ mặt mũi. Mục Trang chào hỏi từng người, cuối cùng ánh mắt lạnh băng ngừng lại trên người Vi Thi Thi. Mục Trang cười lạnh, sải bước tới trước ngồi đối phương Mục Trang. Thi Thi đại nhân, thật lâu không gặp, lại mập lên nhiều. Xem ra phong thủy đảo Thiên Diệp rất tốt, tâm thoải mái người cũng mập lên. Đám nữ nhân phủ Diêu Thánh Cung choáng váng, sát khí tràn ngập trong đại điện, ai nấy mắt tóe lửa. Vi Thi Thi khẽ run, tức điên, đôi mắt trong veo bắn ra sát khí vô biên. Mục Trang xì cười. Như thế nào, mình mập không cho phép người ta nói. Trình Thanh Ti giận dữ mắng. Đồ xấu xa vô sỉ, chúng ta có ăn cơm, ăn thịt của nhà ngươi sao? Người hai phe dương cung bạt kiếm, không khí đại điện căng thẳng. Trong không khí giằng co, mơ hồ xen lẫn linh áp hóa thành từng vòng sáng khuếch tán. Nam Khâu Vũ nhức đầu nói. Các người đang làm gì vậy? Thật là không ển mặt lão phu gì hết. Nam Khâu Vũ tiến lên trước, mỗi bước ra một bước là khí thế mạnh lên mấy phần. Linh áp không ngừng rút lui, mãi khi không khí căng thẳng tan biến hết. Người hai phe biến sắc mặt, Mục Trang và Vi Thi Thi mắt lóe tia e ngại. Nam Khâu Vũ than thở. Lão phu già rồi, mặt mũi càng lúc càng không đáng tiền. Mục Trang vội nói. Sao đại nhân nói vậy? Chúng ta chỉ là lâu ngày gặp lại nên hơi kích động một chút. Vi Thi Thi gật đầu, nói. Rất kích động. Nam Khâu Vũ gật gù. Các vị đừng quên mục đích Vũ Quyết lần này vì giành lấy ích lợi càng lớn chứ không phải để giải quyết thù riêng. Nam Khâu Vũ ta tuy rằng thực lực không tốt, nhưng mất lòng trước mất lòng sau. Nếu ai không nể mặt lão phu thì hoàn toàn vô duyên với danh ngạch Lang Hoàn Thiên, ích lợi bí tàng chân long. Mọi người biến sắc mặt, tập thể ngoan ngoãn không dám có ý gì khác. Từ lúc Lý Vân Tiêu vào đại điện đã luôn nhìn Vi Thi Thi, chưa từng rời đi. Vi Thi Thi bị nhìn gai người. Trình Thanh Ti phát hiện Vi Thi Thi cục xúc, đứng dậy tức giận nói. Nhà ngươi hật vô lễ, sao cứ nhìn chằm chằm sư phụ của ta? Mọi người bị hấp dẫn chú ý. Lý Vân Tiêu thu về tầm mắt nói. Không có gì, ta có duyên gặp mặt Tuyết Thần Hề của quý phái mấy lần, hiện tại thấy sư tỷ của nàng thì không kiềm được nhìn lâu chút, kích động, hơi kích động quá. Đám người phủ Diêu Thánh Cung nghe ba chữ Tuyết Thần Hề thì biến sắc mặt, nhiều người lộ vẻ giật mình. Mục Trang biến sắc mặt, kinh kêu. Vân Thiếu gia từng gặp Tuyết Thần Hề. Ta nhớ nàng ấy đã chết hơn 10 năm trước, sao có thể? Lý Vân Tiêu nói. Một lời khó nói hết rõ ràng, chờ khi nào rảnh ta sẽ nói kỹ hơn với đại nhân. Mục Trang ngẫm nghĩ, gật đầu. Mục Trang càng thấy tò mò thân phận của Lý Vân Tiêu, ánh mắt ý hỏi nhìn Mục Trinh. Vẻ mặt Mục Trinh mờ mịt. Trình Thanh Ti cười khẩy nói. Ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì? Có ác ý không? Lý Vân Tiêu bĩu môi nói. Như thế nào, các người có thể kích động còn ta thì không được sao? Công bình công chính ở đâu? Trình Thanh Ti nổi giận, đang định quậy thì Vi Thi Thi ngăn lại. Thanh Ti, không được vô lễ. Sóng mắt Vi Thi Thi chuyển động nhìn thẳng Lý Vân Tiêu, khẽ nói. Sư muội Tuyết Thần Hề của tại hạ từ 15 năm trước đã chết, thật hiếm có các hạ còn nhớ. Lý Vân Tiêu nói. Ta không nhớ mấy, nhưng có cố nhân còn nhớ, nàng ấy chết thế nào? Mắt Phi Thi Thi lóe tia run rẩy khó phát hiện, ngón tay ngọc khẽ run, đôi mắt sáng khép kín như sợ bị người phát hiện. Nhưng cảm xúc Phi Thi Thi dao động không chạy thoát diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu, lòng thầm lấy làm lạ. Cái chết của Tuyết Thần Hề hơn phân nửa liên quan đến Vi Thi Thi. Vi Thi Thi nhắm mắt im lặng một lúc rồi mở mắt ra nói. Ai biết được, có lẽ là chết bệnh. Hoặc lỡ trượt chân té chân. Trong thiên hạ có muôn vàn kiểu chết, làm sao Thi Thi biết chuyện của sư muội? Lý Vân Tiêu. Chấm. Nam Khâu Vũ thấy tình hình kỳ lạ, vội đi ra giải hòa. Khụ khụ, được rồi, mọi người đều quá kích động, đừng vậy nữa. Nam Khâu Vũ biết chút ít quan hệ giữa Lý Vân Tiêu, Lệ Hoa Trì, Tuyết Thần Hề, Vi Thi Thi, không hy vọng chuyện mở ra bí tàng chân long bị lan đến. Lý Vân Tiêu nói. May mắn Nam Khâu Vũ đại nhân nhắc kịp thời, không thì tại hạ suýt nữa lại kích động. Trán Nam Khâu Vũ nổi gân xanh, ngại ngùng nói.
Không kích động là tốt rồi, tốt rồi. Trình Thanh Ti cười khẩy nói. Ha ha, ai sợ ngươi kích động, có giỏi thì kích động thử xem. Lý Vân Tiêu chỉ Trình Thanh Ti, nói với Nam Khâu Vũ. Đại nhân, là nàng ta kêu ta kích động, chút nữa đại nhân nhớ phân rõ phải trái. Lý Vân Tiêu và Lệ Hoa Trì không quen thân bao nhiêu nhưng mến phục nhau. Kiếp trước Lệ Hoa Trì nợ Lý Vân Tiêu nhân tình, tuy kiếp này đã trả nhưng cũng cứu hắn, cứu nguyên thân bằng bạn tốt Thành Viêm Võ một mạng. Phát hiện cái chết của Tuyết Thần Hề liên quan đến Vi Thi Thi thì trong lòng bùng cháy lửa giận. Giờ bị Trình Thanh Ti khiêu khích, Lý Vân Tiêu bước ra một bước xông lên. Năm ngón tay trái khép lại như đao chém ra. Bốp! Một bóng người lóe qua trước mặt Lý Vân Tiêu, bàn tay vỗ nhẹ mờ u bàn tay hắn. Đao khí tán đi, kinh mạch trong cánh tay Lý Vân Tiêu bị nguyên lực ngăn chặn không tự chủ được kéo xuống. Người ra tay là Nam Khâu Vũ, khẽ thở dài. Đừng kích động, người trẻ tuổi đừng quá kích động. Khi Lý Vân Tiêu lắc người thì Trình Thanh Ti đã ra tay, nàng không sợ ai, nghênh diện tiến lên, không lùi ngược lại tấn công nhưng bị lực lượng ức chế không thể tiến lên nửa phần. Trình Thanh Ti vội hét lên. Sư phụ! Vi Thi Thi nạt! Lui xuống! Vi Thi Thi vung tay, lực lượng vô hình xẹt qua không trung, Trình Thanh Ti liên tục lùi mấy bước ngồi xuống ghế, vẻ mặt bực bội không cam lòng. Vi Thi Thi nói. Bế tu trưởng lão hãy trông chừng nàng, nếu còn làm càn trực tiếp đưa về đảo Thiên Diệp trị phạt, không cần tham gia vũ quyết nữa. Bế Nguyệt Tu giật mình vội nói. Tuân lệnh! Lòng Bế Nguyệt Tu thầm kinh sợ. Ít khi nào cung chủ ra xử phạt nghiêm trọng như vậy. Trình Thanh Ti hoàn toàn biến sắc mặt, tuy vẻ mặt không phục nhưng lòng thầm sợ, không dám kích động nữa. Lý Vân Tiêu bị Nam Khâu Vũ tét tay cũng tỉnh táo lại, lửa giận dần tắt ngấm. Lý Vân Tiêu khẽ hừ, xoay người ngồi xuống cạnh Mục Trang. Mục Trang hỏi, đại nhân, rốt cuộc chỗ này là đâu? Vân Thiếu Gia và Bí Tàng rốt cuộc là sao? Nam Khâu Vũ nói, hai chuyện vốn là một. Chờ mọi người đến đông đủ rồi nói. Lúc này lại có nhiều tiểu tông tiểu phái đến, thuộc hạ của Nam Khâu Vũ tiếp đãi bọn họ đi vào, Nam Khâu Vũ không đích thân nghênh đón. Mục Trang không hỏi nhiều nữa, trong đại điện lại yên tĩnh. Mọi người không nói chuyện, yên lặng chờ. Lý Vân Tiêu không nhìn Vi Thi Thi nữa, lòng tĩnh nhắm mắt điều tức trên ghế. Thời gian qua nhanh, mấy canh giờ sau, tất cả tông môn đến đông đủ, tụ tập lại một đường. Chỉ có vũ đế cao giai mới vào được nên đại điện vẫn rộng rãi, một ít tiểu môn tiểu phái cũng chỉ có trưởng môn đủ tư cách đi vào. Lý Vân Tiêu nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Lý Vân Tiêu thấy nhiều cặp mắt quan sát mình, như Ngô Đại Thành, Cảnh Thất, Tiểu Hồng, thậm chí Ngạo Vô Tâm và nhiều người khác. Nhưng khi Lý Vân Tiêu vừa mở mắt ra thì mọi người vội nhìn sang hướng khác, chỉ còn lại Tiểu Hồng phất tay chào. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đá lông nheo với Tiểu Hồng chọc nàng cười. Nam Khâu Vũ quét mắt đại điện, nói. Các vị đều đến đủ, vất vả. Mọi người đồng thanh kêu lên. Đại nhân vất vả. Nam Khâu Vũ ra hiệu mọi người yên lặng lại, nói. Chắc tất cả đều ôm thắc mắc, đừng sốt ruột, chờ ta từ từ nói hết. Nếu có gì không hiểu có thể cờ lát ư nã hỏi riêng ta. Không gian nơi này là di tích thượng cổ để lại, chính là đường đi thông bí tàng chân long. Mọi người yên lặng nghe, cơ bản đều đoán được. Nam Khâu Vũ tiếp tục bảo, một số môn phái chắc cũng phát hiện điều khác lạ trong đường hầm này, ví dụ nhiều hơi thở yêu thú. Nhiều người tông môn biến sắc mặt, đa số thì vẻ mặt mờ mịt. Phản chiếu không gian không phải luôn chiếu lại đây, xác suất gặp nó cực nhỏ, hơn phân nửa người không biết tình huống. Mi Hoành của Huyết Nha Tông nói, đúng rồi, phát hiện những hơi thở đó không lâu sau biến mất hết. Trong đó toàn là yêu thú cửu giai. Nếu không đoán sai có mấy trăm con, Su Tí hù chết tại hạ. Cái gì, mấy trăm con yêu thú cửu giai? Đại điện rộ lên bàn tán xôn xao, mọi người biểu tình căng thẳng, đa số không tin. Nam Khâu Vũ mỉm cười nói. Các vị hãy yên lặng, đừng hoảng, cũng đừng nghi ngờ. Mi Hoành đại nhân phát hiện không sai, hơi thở yêu thú cửu giai không phải mấy trăm con mà là ngàn vạn. Hơn nữa địa chi bối tích này từng dò xê được đẳng cấp càng cao. Hay phát hiện chân linh thập giai. Đại điện xôn xao, các loại kinh thán, chất vấn vang lên không dứt. Đại nhân đang nói đùa sao? Ngàn vạn yêu thú cửu giai, nhiều chân linh. Tông môn chúng ta cũng phát hiện ra, còn tưởng rằng thiết bị thăm dò bị hỏng, hóa ra là thật.
Có người nhắc. Ha ha ha, nếu tin tức là thật thì các vị còn ngồi đây được sao? Đại điện lại yên tĩnh, tập thể cùng nhìn Nam Khâu Vũ. Nam Khâu Vũ cười nói. Vị đại nhân vừa rồi nói đúng, những hơi thở này không phải bản địa mà là không gian phản chiếu, không chỉ đưa bóng sáng tới mà bao gồm cả hơi thở. Không gian phản chiếu. Ân Chỉ nhíu mày nói. Vậy là thật sự tồn tại ngàn vạn yêu thú cửu giai, chân linh ở nơi nào đó. Chắc không phải là trong bí tàng chúng ta sắp đến đi. Nghe Ân Chỉ nói làm nhiều người biến sắc mặt. Nam Khâu Vũ nói. Chỗ đó dù không trong bí tàng thì cũng cách không xa, tạm thời chưa bắt giữ được vị trí cụ thể. Nhưng các vị đừng hoảng, theo ta và Thi Thi đại nhân dò xét, phân tích trong thời gian này thì chúng ta trông thấy yêu thú không chỉ là phản chiếu không gian còn có thời gian phản chiếu, đoạn ngắn thời không giữ lại từ thời đại thượng cổ. Không biết tại sao nó kéo dài bất diệt tại đây. Lý Vân Tiêu giật nảy mình. Phản chiếu bóng chồng thời gian và không gian. Lý Vân Tiêu thầm suy tư, cảm thấy Nam Khâu Vũ phân tích rất có đạo lý. Hiện nay dưới vòng trời này nếu nói còn nhiều chân linh tồn tại thì nhảm nhí, rất khó khiến người tin tưởng. Dù cái gọi là long vực, theo Sa Vưu nói chỉ là mảnh nhỏ long vực, làm sao có uy lực lớn nhốt vô số sinh linh cường đại. Nếu có thì đã sớm thoát khốn ra ngoài. Linh Mục Địch phân tích nơi này chỉ là phỏng đoán cá nhân, Linh Mục Địch chưa đi vào trong lần nào làm sao chắc chắn được. Lý Vân Tiêu suy ngẫm, tin lời Nam Khâu Vũ nói ảnh chiếu song trọng thời không. Mục Trang nói. Nói vậy là khả năng nơi đây có bí tàng chân long càng lớn. Nam Khâu Vũ nói. Không phải khả năng mà theo ta được biết thì chắc chắn là có. Tiếp theo bàn về phương án phân phối bí tàng, ta không hy vọng các vị tàn sát lẫn nhau, thậm chí sơ sẩy phá hủy bí tàng. Phương án phân phối. Tuyệt Thiên Hàn hỏi. Chẳng phải sớm nói rồi sao? Dùng Vũ Quyết quyết định. Mọi người lộ vẻ nghi hoặc. Nam Khâu Vũ nói. Đúng rồi, nhưng Vũ Quyết là cách phân phối nội bộ tông môn ẩn thế chúng ta, còn có người bên ngoài sẽ tham gia phân phối. Người bên ngoài. Mọi người sửng sốt, chợt nghĩ tới điều gì, tất cả đều biến sắc mặt. Tuyệt Thiên Hàn nói. Hai Tuyệt Thiên Hàn đại nhân nói người bên ngoài chẳng lẽ là Đại Lục Thiên Vũ đến. Nếu đúng vậy thì hợp tác trừ khử bọn họ trước là được, không cần thảo luận chuyện phân phối. Mọi người đều đồng ý. Tuyệt Thiên Hàn đại nhân nói đúng. Trong mắt bọn họ hoàn toàn là khinh miệt xem nhẹ, không cho rằng người bên ngoài có tư cách phân phối với họ. Nam Khâu Vũ im lặng, luôn giữ nụ cười. Chờ thanh âm nhỏ xuống Nam Khâu Vũ nói. Chìa khóa mở ra bí tàng chân long, cách vào đó nằm trong tay người ngoài. Đại điện lặng ngắt như tờ. Tuyệt Thiên Hàn nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ không cướp được sao? Chẳng phải bí tàng này luôn nằm trong tay Đảo Thiên Diệp? Vi Thi Thi nói, nếu bổn phái có chìa khóa, cách mở ra thì đến lượt các vị ngồi trong đại điện thảo luận sao? Là tổ tiên của bổn phái và tổ tiên người đó đặt ra khế ước. Từ bổn phải bảo quản lối vào bí tàng, người kia giữ chìa khóa. Bây giờ người đó gặp nạn, tìm tới bổn phái muốn lấy bí tàng ra. Không biết tại sao chuyện này truyền vào tai địa giả, cưỡng ép bản cung công bố bí tàng ra, hừ. Trong giọng nói của Vi Thi Thi tràn đầy bất mãn. Ha ha ha, Nam Khâu Vũ cười nói. Mở ra bí tàng này nguy hiểm chập trùng, nhiều người thì thêm phần bảo đảm. Tuyệt Thiên Hàn lên tiếng. Nếu vậy thì nhường cho người đó một phần là được, muốn nhiều hơn nữa tuyệt đối không thể. Nam Khâu Vũ nói. Vậy ta để người đó nói chuyện với các vị đi. Nam Khâu Vũ vỗ tay, lập tức một lão nhân hoa y từ ngoài điện đi vào trong, râu tóc bạc phơ, mặt hồng hào. Lão nhân mặt mày bất phàm. Nhìn là biết cường giả tuyệt thế. Ninh một số vũ giả ánh mắt sắc bén nhìn ra bề ngoài người này cường đại thật ra bị thương rất nặng. Lý Vân Tiêu cười khẽ, gật đầu chào lão nhân, là Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên thấy Lý Vân Tiêu ngay, ngạc nhiên rồi cười to bảo. Ha ha ha, Phi Dương lão đệ, không ngờ ngươi cũng ở đây. Lý Vân Tiêu cười nói. Thật là nhân sinh hà sử bất tương phùng, ta và lão ca rất có duyên. Vạn Nhất Thiên vui vẻ nói. Lão đệ cũng ở đây, lão ca rất vui mừng. Mọi người cùng nhìn Lý Vân Tiêu, không ngờ hắn quen người này. Vi Thi Thi nghe hai chữ Phi Dương thì người khẽ run, mắt hấp háy. Nam Khâu Vũ nói. Để ta giới thiệu cho các vị, chắc nhiều người cũng nhận ra, vị đại nhân này chính là đứng đầu Thương Minh Đại Lục Thiên Vũ,
lâu chủ Vạn Bảo Lâu, Vạn Nhất Thiên đại nhân. Vạn Nhất Thiên ngẩng đầu cất bước, chào hỏi mấy người trong đại điện rồi đi thẳng tới ghế bên phải Nam Khâu Vũ, ngồi xuống. Hành động này khiến nhiều người bất mãn, nhưng danh tiếng Vạn Bảo Lâu còn lớn hơn hai đại thánh địa trong giới tông môn ẩn thế. Bọn họ chỉ nhỏ giọng lầm rầm oán trách chứ không ai công khai khiển trách. Bọn họ cho rằng nếu đắc tội Vạn Bảo Lâu thì sau này một số giao dịch vật ư của tông môn trên đại lục cũng xong, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Mục Trăng hỏi, không biết Vạn Nhất Thiên tiên sinh muốn phân phối như thế nào? Vạn Nhất Thiên nói, đơn giản, ta lấy một nửa, các vị lấy một nửa. Giao giao, cả điện xôi trào, mọi người không còn lo về chuyện giao dịch thương mậu nữa, la ó chửi mắng. Một số người cảm xúc kích động nguyên lực lượn lờ quanh thân. Đùa gì vậy, người một nửa chúng ta một nửa, bị nhũn não sao? Hừ, chủ thương minh thì sao? Chọc giận chúng ta rồi, để lại chìa khóa và cách mở ra, sau đó cút đi. Theo ta thấy người này đơn thuần là đến phá, thương minh đã nhàm chán tới mức này sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày suy tư. Kiểu phân phối của Vạn Nhất Thiên chắc chắn dẫn đến tiếng mắng, tính cách cáo già như Vạn Nhất Thiên không thể không biết chuyện này. Vạn Nhất Thiên làm như vậy hơn phần nửa là tranh thủ ích lợi càng lớn hơn. Lý Vân Tiêu khẳng định một điều, đám người thế gia ẩn thế toàn là đầu óc đơn giản mà tự phụ mù quáng, sẽ không đấu lại cáo già. Mục Trang sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Nhất Thiên tiên sinh đang nói dưỡng phải không? Một mình tiên sinh muốn độc chiếm một nửa. Đây là chuyện cười buồn cười nhất đời bổn tọa từng nghe. Vạn Nhất Thiên chậm rãi nói. Chìa khóa và cách mở ra nằm trong tay lão phu. Nếu lão phu không muốn thì các vị sẽ không lấy được một phần nào. Mục Trang hầm hừ. Dù vậy nhưng lúc này không theo ý tiên sinh được. Vạn Nhất Thiên gật đầu, nói. Đúng vậy, cho nên lão phu mới đồng ý chia một nửa cho các vị. Mục Trang. Chấm. Hừ, một nửa quá ít. Tuyệt Thiên Hàn đề nghị. Ta đề nghị chia theo số người. Trong đại điện này có tổng cộng 223 đại nhân có thể lấy một phần tổng số 223 phần. Đúng đúng, cách này là công bằng nhất. Phương án của Tuyệt Thiên Hàn lập tức được mọi người hưởng ứng. Có người kêu lên. Nếu tính số người thì phải kêu đệ tử ngoài điện vào nữa. Vạn Nhất Thiên thầm cười nhạt, ngoài mặt bình tĩnh gật đầu, nói. Các vị nói rất có lý, nhưng lúc này lão phu không chỉ đại biểu chính mình còn có toàn Vạn Bảo Lâu. Vạn Nhất Thiên chậm rãi nói. Vạn Bảo Lâu trải rộng thiên hạ, có hơn 9.000 cứ điểm lớn nhỏ, tổng cộng hơn 10 vạn đệ tử, thêm vào một số tiểu nhị tạm thời, ít nhất cỡ 50 vạn người. Đại điện tĩnh lặng, mọi thanh âm tịt ngòi. Các đệ tử tông môn ẩn thế cộng lại cũng chỉ đủ chia đều với người ta. Ha ha ha! Nam Khâu Vũ bật cười nói. Nhất Thiên đại nhân không uổng là chủ thương minh, cách tính toán này không ai sánh bằng. Yêu cầu chia đôi đúng là khó chấp nhận, xin Nhất Thiên đại nhân nghĩ kỹ lại cho. Vạn Nhất Thiên nhíu mày nói. Bí tàng này là tổ tiên để lại, chia đi một nửa đã có lỗi với tổ tiên, không mặt mũi gặp tổ tông. Nam Khâu Vũ đại nhân nói làm lão phu khó xử quá, nhưng không thể không nể mặt đại nhân. Vạn Nhất Thiên nhíu chặt mày, vẻ mặt khó xử. Lý Vân Tiêu cười thầm trong bụng, thầm nghĩ, cáo già giỏi đóng kịch thật, hơn phần đang cười thắt ruột. Vạn Nhất Thiên do dự một lúc rồi liên tục lắc đầu. Không được, phân ngạch một nửa đã rất ít, tại hạ phải lấy được. Không khí trong đại điện bỗng chốc lạnh xuống, mấy vị cường giả siêu phàm nhập thánh ánh mắt lạnh băng nhìn Vạn Nhất Thiên chằm chằm. Không khí cứng ngắc. Nam Khâu Vũ mỉm cười, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Thi Thi, nàng và Nhất Thiên tiên sinh quen thân, khuyên vài câu đi. Vi Thi Thi gật đầu, nói. Nhất Thiên đại nhân, phân phối như vậy đúng là khiến người khó thể chấp nhận. Vạn Nhất Thiên khẽ thở dài. Ai, không phải Vạn Nhất Thiên ta hám tiền, Vạn Bảo Lâu cất chứa chưa chắc kém hơn bí tàng này. Nhưng, hiện tại thương minh nội ưu ngoại hoạn, nguy cơ trùng trùng, ta cần có nhiều bảo tàng để chiêu mộ cao thủ, chấn chỉnh trật tự thương minh. Vi Thi Thi nói. Ra là vậy, thế thì cũng có lý. Vi Thi Thi giữ im lặng. Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng nói. Tóm lại cách phân phối này tuyệt đối không chấp nhận được. Cùng lắm nổ nát bí tàng, ai cũng đừng hòng lấy được. Vạn Nhất Thiên biến sắc mặt, trầm giọng nói. Không bằng vậy đi, Vạn Nhất Thiên ta không quá để ý những bí tàng này. Nhiều năm qua các vị và thương minh ta đã hợp tác cũng nhiều,
nên biết danh dự và độ lượng của Vạn Bảo Lâu. Ta có thể không lấy một phần nào trong bí tàng, chỉ cần ai đồng ý trợ giúp ta, không chỉ đưa một nửa bí tàng cho người đó, sau này bất cứ thương mậu nào hợp tác với Vạn Bảo Lâu đều giảm giá 30%. Điều kiện nêu ra khiến mọi người rung động. Lý Vân Tiêu thầm khen, Nam Khâu Vũ và Vi Thi Thi ở bên cạnh kẻ sướng người hòa, xem ra chung nhóm với Vạn Nhất Thiên. Hai người này không ngừng chất bậc thang cho Vạn Nhất Thiên lên, rốt cuộc nói ra mục đích. Đây là cách tốt nhất cho Vạn Nhất Thiên, nếu được những tông môn ẩn thẻ này trợ giúp sẽ nhanh chóng chấn chỉnh Thương Minh. Tuyệt Thiên Hàn cười to bảo. Ha ha ha, Vạn Nhất Thiên, mục đích thật của ngươi là muốn chúng ta bán mạng thay ngươi chứ gì? Vạn Nhất Thiên bình tĩnh nói. Thương nhân chú trọng lợi thì hòa, không lợi thì tách ra. Nhất Thiên không ép buộc bất cứ ai. Mỗi lần giao dịch đều là cùng có lợi, tự nguyện, Thiên Hàn đại nhân cũng là người trưởng thành, lại là chủ một tông mà sao nói lời trẻ con vậy. Tuyệt Thiên Hàn quê quá hóa giận, hừ mạnh. Hừ, Mục Trang trầm ngâm nói. Không biết kẻ địch của Nhất Thiên đại nhân là ai? Tông môn ẩn thế không biết biến cố của Thương Minh, Vạn Nhất Thiên ra điều kiện rất hấp dẫn, mọi người vẽn tai lắng nghe. Vạn Nhất Thiên nói. Đương nhiên là cao thủ đương thời. Lý Vân Tiêu nghe buồn cười, thầm khen Vạn Nhất Thiên hiểu biết rất rõ về tông môn ẩn thế. Nếu nói thẳng là Lăng Bạch Y, Đinh Sơn, người sau còn đỡ, người trước rất nổi tiếng, e rằng đám người tông môn ẩn thế sẽ đánh trống rút lui. Nhưng Vạn Nhất Thiên qua loa nhắc đến, đám người này siêu kiêu ngạo, tự phụ hơn phân nửa sẽ khinh thường. Quả nhiên Mục Trang lạnh lùng nói. Đương thời không mấy người có thể xưng là cao thủ, Mục gia ta có thể suy xét giao dịch này. Mắt Vạn Nhất Thiên sáng lên, vội nói. Với năng lực của Mục gia dĩ nhiên không thành vấn đề. Tuyệt Thiên Hàn tức giận hừ mạnh, sắc mặt âm trầm nói. Hừ, Mục gia nhà ngươi muốn một mình nuốt nửa bí tàng sao? Vi Thi Thi nói. Đúng rồi, khẩu vị Mục gia quá lớn. Đào Thiên Diệp ta cũng có hứng thú cuộc giao dịch này. Hiện tại Lý Vân Tiêu khẳng định 100% Vi Thi Thi và Vạn Nhất Thiên chung nhóm. Vạn Nhất Thiên nói mấy câu khiến mọi người bản năng xem một nửa bí tàng là điều kiện lớn. Thật ra một nửa bí tàng đó không thuộc về Vạn Nhất Thiên, dù không chịu đưa ra Vạn Nhất Thiên cũng không nuốt trôi được. Vi Thi Thi tranh giành điều kiện với Mục Trang khiến tư duy của mọi người từ, có nên hay không, biến thành, ta cũng muốn. Đáy mắt Vạn Nhất Thiên lóe tia mừng rỡ không ai thấy. Quả nhiên thanh âm, chúng ta cũng có hứng thú, liên tục vang lên, mọi người cảm xúc sục sôi. Nam Khâu Vũ phất tay ra hiệu mọi người im lặng, lên tiếng. Dù là bí tàng hay ưu đãi hợp tác với Thương Minh, ta cảm thấy nó rất quan trọng với mỗi một tông môn. Lão Phu cho rằng mọi người nên cùng nhau đồng ý điều kiện của Nhất Thiên thiếu gia, mỗi người phái một, hai người cùng Nhất Thiên đại nhân chấn chỉnh lại trật tự Thương Minh, rồi cùng nhau chia bí tàng, vừa được hưởng ưu đãi giảm 30%. Không đợi mọi người đáp lời, Vạn Nhất Thiên lắc đầu nguầy nguậy, xua tay nói. Không được, lỡ như nguyên tông môn ẩn thế đều hưởng thụ mậu dịch giảm 30% của Thương Minh thì Thương Minh ta lỗ to, tuyệt đối không được. Lý Vân Tiêu câm nín, thầm nghĩ, cáo già này là ảnh đế, hiện tại Thương Minh đã thay tên đổi họ, nếu không cướp về được thì ưu đãi 30% chỉ là nói suông. Nếu cướp về được thì đừng nói 30%, dù là 50%, 70% thì Vạn Nhất Thiên cũng làm, được ích lợi còn khoe mẽ. Có Nam Khâu Vũ và Vi Thi Thi trợ giúp. Hơn phân nửa Vạn Nhất Thiên sẽ thành công. Đinh Sơn rắc rối to, Lý Vân Tiêu muốn nhìn xem Đinh Sơn sẽ ứng đối như thế nào. Nam Khâu Vũ khó xử nói. Nếu ưu đãi giảm giá không thể phổ biến toàn bộ tông môn sẽ dẫn tới mọi người bất mãn, hơn nữa việc này liên quan phân phối một nửa bí tàng. Thật khó xử. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, diễn, ba ảnh đế các ngươi cứ đóng kịch tiếp đi. Vạn Nhất Thiên ngẫm nghĩ, nói. Vậy đi. Không thể nào tất cả tông môn đủ được ưu đãi giảm 30%. Nếu mọi người đều đồng ý giúp ta thì mỗi năm Thương Minh giao dịch 1.000 ức trung phẩm nguyên thạch với mọi người sẽ giảm 30%, được không? Cái này, Nam Khâu Vũ trầm ngâm nói. Lão Phu thì thấy được, không biết các vị nghĩ sao? Lý Vân Tiêu thầm khen qua tuyệt, Vạn Nhất Thiên đúng là kỳ tài thương nghiệp, nghĩ ra cách tiêu thụ đói khát này. Nếu hoàn toàn giảm giá 30% thì mọi người không biết quý trọng, giờ có hạn ngạch tất nhiên dẫn tới mỗi năm sẽ kéo cả đống người tranh giành ưu đãi.
không chỉ bỏ đi nghi ngờ trong mọi người còn tăng mạnh mậu dịch hai vùng đất. Mậu dịch giữa Thương Minh và trong môn ẩn thế sẽ tăng gấp đôi. Vi Thi Thi tiếp tục dựng cầu thang, nhíu mày nói. Chúng ta có nhiều tông môn mới được dịch 1.000 ức trung phẩm nguyên thạch, nhất thiên đại nhân qua keo kiệt, còn đâu khí khái chủ Thương Minh, phú khả địch quốc. Đúng rồi, keo quá. Bên dưới rộ lên tiếng phản đối. Phái ta mỗi năm giao dịch với Quy Minh đều đến mấy trăm ức. Ít ra phải 10 vạn ức mới được. 1.000 ức làm gì được. Đầu đà mập la lên. Ngạo gia chúng ta muốn 1.000 ức, phải mở đường ưu đãi riêng cho ngạo gia chúng ta. Vạn nhất thiên lòng vui như mở cờ, ít nhiều không là gì vói lão nhưng phải bóp chặt điểm khát này, để mọi người ăn không đủ no. Vạn nhất thiên nói. Cái này, được rồi, vậy 3.000 ức đi, không thể nhiều hơn. Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng nói. Nếu muốn mọi người trợ giúp ngươi, không ra chút máu thì sao được. Ít ra phải có ưu đãi ngạch giao dịch 3 vạn ức, ít hơn thì miễn bàn. Mọi người gào rú. Đúng đúng đúng, 3 vạn ức. Quần chúng hưng phấn như thể chiếm lợi gì rất lớn. Vạn Nhất Thiên hoàn toàn biến sắc mặt, lắc đầu nguầy nguậy kiên quyết không chịu. Nam Khâu Vũ nói. Ha ha ha, phân ngạch giao dịch 3 vạn ức hơi lớn nhưng 3.000 thì quá ít. Vậy đi, mọi người nể mặt lão phu, tính 1.500.000 ức chịu không? Vạn Nhất Thiên vội la lên. Cái, này, nhiều quá. Nam Khâu Vũ nói. Nhiều tức là ngại lão phu mặt mũi không đủ lớn. Ai? Vạn Nhất Thiên cứ lắc đầu, dáng vẻ ủ rũ cay đắng nói. Nói sao cũng phải nể mặt Nam Khâu Vũ đại nhân, 1.500.000 cũng được, tuyệt đối không thể thêm một khối nguyên thạch nào nữa. Vẻ mặt Vạn Nhất Thiên kiên quyết cắn chặt giới hạn phân ngạch này. Ồn ào. Bên dưới rộ lên tiếng ồn vui vẻ, hưng phấn. Đám người Mục Trang thầm suy xét ưu đãi phân ngạch giao dịch mỗi năm 1.500.000 ức đúng là nhiều, phải cướp trước tông môn khác mỗi năm làm người thứ nhất mậu dịch với Thương Minh, không thể bị tông môn khác chiếm lợi được. Mọi người đều có một bụng suy nghĩ, Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Đối phó Đinh Sơn còn đỡ. Lấy mưu lược của Vạn Nhất Thiên chắc chắn sẽ dụ đám người này đối phó Lăng Bạch Y, khi đó muốn khóc cũng khóc không được. Nam Khâu Vũ cười nói. Rồi rồi, mọi người đừng hưng phấn quá. Đây xem như niềm vui bất ngờ, đừng quên công việc chính. Nhất Thiên thiếu gia dã nhường ra Âu Tàn bộ bí tàng chân long, chúng ta có thể phân phối y theo kế hoạch lúc trước. Vạn Nhất Thiên nói. Lão Phu khi còn sống có thể nhìn thấy bí tàng mở ra đã hết sức vui mừng. Ân Chỉ nói, cuộc chiến 12 cường nên đánh thế nào? Xin Nam Khâu Vũ đại nhân cho một lời chắc chắn đi, bổn tọa đợi đến mất kiên nhẫn rồi. Nam Khâu Vũ cười nói, khu vực vũ quyết 12 cường là ngay lối vào bí tàng, tận cùng không gian đó. Mời các vị xem. Nam Khâu Vũ đánh ra vầng sáng đằng trước đại điện, một màn nước hiện ra vị trí địa chi bối tích đang ở. Thì ra trong khi bọn họ tranh luận dài dòng thì địa chi bối tích đã bay rất nhanh. Đến một mảnh không gian kỳ lạ, đưa mắt nhìn toàn là tầng mây, như tiên cảnh. Nam Khâu Vũ nói, nơi đây làm cách nào cũng không đi ra ngoài được, ta nghiên cứu nhiều ngày, chỗ này chứa một trận pháp to lớn, bên trong có ý vòng đi vòng lại, sinh sôi không dứt. Mục Trăng hỏi, chẳng lẽ qua đã lâu mà khả năng như đại nhân cũng không phá được? Nam Khâu Vũ cười nói, không phải không phá được, chỉ hơi rắc rối. Trong trận ẩn chứa 9981 mắt trận, rối rắm phức tạp. Nếu mọi người cùng lên thì không lâu sau sẽ phá mở được. Tuyệt Thiên Hàn nói. Vậy còn chờ cái gì, mọi người cùng nhau ra tay đi. Nam Khâu Vũ nói. Không gấp, bí tàng chân long ở đây không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn để ý chờ thêm mấy ngày sao? Ta cố ý ở lại đây vì trận vũ quyết cuối cùng. Mọi người đã hiểu. Lý Vân Tiêu hỏi. 9981 mắt trận, chẳng lẽ 12 người cùng vào, xem số mắt trận bị phá tính thắng thua. Nam Khâu Vũ nói. Vân Thiếu Gia đúng là thông minh, lúc trước ta không biết Vân Thiếu Gia cũng tham gia vũ quyết. Trận tỷ thí này Vân Thiếu Gia chiếm ưu thế, những tuyển thủ khác chịu thiệt đây. Lý Vân Tiêu hừ mạnh. Buồn cười, thực lực có cao thấp, nói gì chiếm ưu thế. Nếu đại nhân cảm thấy bất công, vậy đổi thành người khác chiếm lợi đi. Nam Khâu Vũ cười khổ nói. 9981 mắt trận này ẩn giấu trong tầng mây bao la vô biên, khó tìm được. Đồng thuật của Vân Thiếu Gia tuyệt thế vô song. Lý Vân Tiêu nói.
Theo cách đại nhân nói thì dù là vũ quyết lôi đài, kiếm của ta bén hơn người một phần là đã chiếm hết ưu thế. Ha ha ha, Vân thiếu gia thật biết so sánh. Nam Khâu Vũ cười nói. Bất cứ loại thần thông, trang bị, thậm chí mưu lược, bối cảnh, vận may vân vân đều là một phần của thực lực. Chỉ có mạnh yếu thắng thua, không có phân biệt ưu thế gì. Không biết các vị có gì phản đối không? Mọi người đều lắc đầu không phản đối. Thậm chí những tuyển thủ thực lực hơi yếu chút đều mừng thầm. Vũ quyết lôi đài hơn phân nửa bọn họ sẽ xếp chót, nếu là tìm mắt trận để phá vỡ thì có khả năng rất lớn lật ngược thế cờ. Nam Khâu Vũ nói. Vậy thì mọi người cùng ta ra ngoài đi. Một đám người đi ra đại điện, đến sàn tàu to lớn. Bốn phía là mây bay, mênh mông vô bờ. Hàng ngàn vũ giả đứng đông nghẹt ngoài đại điện, thấy có người đi ra liền kéo tới tìm tông phái của mình. Nam Khâu Vũ lấy ra 10 khối lệnh bài ném cho mọi người. Đây là máy ghi chép định vị, đeo trên người nó sẽ ghi lại hơi thở của mỗi người. Ai phá mắt trận là ta biết rõ ngay. Nam Khâu Vũ vung tay lên, sàn tàu hiện ra màn nước, sóng nước lăn tặn, bên trên có tên của 12 người. Nam Khâu Vũ nhíu mày, thấy hai cái tên Lý Vân Tiêu hơi kỳ lạ, lại búng ngón tay. Một luồng sáng bắn ra, tên mỗi người hiện ra tông phái, phân biệt hai Lý Vân Tiêu. Cảnh Thất hỏi, quy tắc cụ thể là gì? Nam Khâu Vũ nói, không có quy tắc nào, người phá nhiều mắt trận sẽ thắng. Mắt Cảnh Thất lạnh băng hỏi, nếu giết người thì sao? Nam Khâu Vũ liếc Cảnh Thất, cố gắng đừng giết người. Nghe câu này mấy vũ giả thực lực hơi thấp đều biến sắc mặt. Cố gắng đừng giết người nghĩa là có thể giết người. Nam Khâu Vũ nhìn bộ dạng của bọn họ, cười nói. Đừng lo. Lệnh bài ta cho các người có một thuấn di phù, các người có thể trực tiếp kích phát nó sẽ nháy mắt di động đến chiến hạm, dù là thực lực đỉnh cửu giai cũng không thể ngăn lại. Người thuấn di trở về xem như trước tiên kết thúc so tài. Đám người yên lòng, tất cả đều cẩn thận quan sát lệnh bài. Quả nhiên bên trên khắc một trận phù, có một bấm quyết nhỏ toát ra ý thuấn di. Trong 12 người trừ Cảnh Thất ra mạnh nhất chỉ cỡ đỉnh cửu sinh, miễn không đụng độ Cảnh Thất là được. Nếu gặp Cảnh Thất thì nhanh chóng khởi động thuấn di phù, miễn cho trốn không thoát. Quy tắc đã rõ, 12 người lao vào tầng mây bay hướng khác nhau. Lý Vân Tiêu di chuyển đến trước mặt Thẩm Dương Tâm, đệ tử Bạc Hạc Phường, rút tinh diệt kiếm ra chém một ánh. Thẩm Dương Tâm hoảng hốt, lạnh run như rơi vào hầm băng, hét thất thanh. Vân Tiêu công tử, ngươi! Lý Vân Tiêu nói, thiếu một người phá trận là bản thiếu gia có thể phá thêm mấy mắt trận. Nếu không trốn thì chết đi. Nhát kiếm kia không nhanh, cố ý cho đối phương thời gian. Thẩm Dương Tầm hiểu ý, mặt xám xịt, khó khăn lắm liều đấu sống chết vào 12 hạng không ngờ một mắt trận cũng không phá được đã thua. Thẩm Dương Tầm không cam lòng, nhưng mạng sống càng quan trọng hơn. Tình thế gấp gáp, Thẩm Dương Tầm lấy lệnh bài ra kích phát trận pháp, một vầng sáng xanh bao bọc gã. Quả nhiên Thẩm Dương Tầm biến mất trước khi kiếm chém xuống, thuấn di về sàn tàu. Sắc mặt người Bạch Hạc Phường khó xem nhưng chỉ giận mà không dám nói gì. Lý Vân Tiêu suy tư, mới rồi thuấn di phù kích phát lực lượng không gian lực, thực lực của hắn đủ sức ức chế. Nghĩa là nếu thật sự muốn giết người thì khó trốn thoát kiếm của Lý Vân Tiêu. Hơn 10 người khác mới đi không lâu liền cảm nhận chém giết, đứng phía xa quan sát, biến sắc mặt. Cảnh Thất nói. Nói có lý, bớt một người hay một người. Cảnh Thất lắc người lao hướng Hồ Ngọc Cung gần mình nhất. Hồ Ngọc Cung kinh kêu. A, à, Cảnh Thất đại nhân, đừng. Hồ Ngọc Cung vội lấy lệnh bài ra muốn thuấn di, nhưng ánh sáng xanh mới bao gã lại thì cánh tay Cảnh Thất xuyên qua không gian bóp nát cổ gã. Răng rắc. Một chuỗi tiếng xương gãy, Hồ Ngọc Cung gục đầu xuống, người sụi lơ. Cảnh Thất xì cười. Hừ. Cảnh Thất ném xác lên sàn tàu. Thứ rác rưởi này cũng xứng tỉ thí cùng bổn tọa. Không chỉ đám người trên sàn tàu giật mình. Liên tục hút ngụm khí lạnh. Ui! Những thí sinh sợ hãi mặt trắng bệch, mấy đệ tử thực lực hơi thấp vội bay đi trốn, lấp lóe vài cái chui vào tầng mây, không biết tung tích. Thẩm Dương Tầm run bần bật, lúc trước gã còn thân mình xui xẻo, giờ nhìn xác Hồ Ngọc Cung thấy mừng thầm. Mấy người không chạy trốn gồm Lý Vân Tiêu, Ngạo Vô Tâm, Trình Thanh Thi, Ngô Đại Thành, còn có Tiểu Hồng. Tiểu Hồng sợ hãi mặt trắng bệch, người khẽ run. Sợ hãi quên cả việc chạy trốn. Ánh mắt Cảnh Thất lướt qua Tiểu Hồng,
còn người có rút chuyển sang hướng khác, dường như không muốn xuống tay với nàng. Lý Vân Tiêu vỗ vai Tiểu Hồng, nói. Đừng sợ, đi chung với đại ca ca nào. Tiểu Hồng bình tĩnh hơn, gật đầu. Những người khác nhìn nhau, không nói không rằng bay vào tầng mây, bắt đầu tìm mắt trận. 99-81 mắt trận bảo vệ bí tàng, Lý Vân Tiêu liếc sơ thấy hơi kỳ lạ nhưng không rõ ràng cảm giác được mắt trận ở đâu, e rằng không bỏ ra mấy ngày thì không phá hết được, vì vậy hắn không vội vàng. Cảnh Thất lạnh lùng liếc Lý Vân Tiêu, đáy mắt lạnh băng tĩnh lặng. Cảnh Thất hừ mũi, cũng đi vào. Lý Vân Tiêu nắm tay Tiểu Hồng, nói. Chúng ta cũng đi đi. Hai người thuộc nhóm cuối cùng vào tầng mây. Tiểu Hồng không kiềm được ngoái đầu nhìn địa chỉ bối tích. Tầng mây bao la, mênh mông vô biên, tiến vào trong đó như vào đại dương, không phân biệt được phương hướng, không có tận cùng. Hai người ung dung tản bộ trong mây, rất là nhàn nhã. Lý Vân Tiêu hỏi. Ngày xưa từ biệt ở Đông Hải, Tiểu Hồng bị người xấu bắt đi. Đại ca ca rất lo cho Tiểu Hồng. Về sau Tiểu Hồng thế nào? Người xấu kia sao rồi? Lý Vân Tiêu hỏi xong cảm giác tay Tiểu Hồng run nhẹ, nắm càng chặt. Tiểu Hồng cũng không biết. Người xấu kia luôn ở trong thân thể Tiểu Hồng. Tiểu Hồng hơi sợ, mắt to tràn ngập sợ hãi. Con người Lý Vân Tiêu co rút, mắt đen láy nhìn chằm chằm người Tiểu Hồng. Thân hình trong suốt như ngọc, linh thể hồng thạch không có bất cứ tì vết phô bày trước mắt Lý Vân Tiêu. Tim Lý Vân Tiêu đập nhanh, dường như hắn đã thấy thứ không nên thấy, lòng thầm nhắc, phi lễ chớ nhìn. Lý Vân Tiêu tập trung kiểm tra trạng huống của Tiểu Hồng, nhưng không có bất cứ ma ảnh nào. Tiểu Hồng cảm giác khác lạ, gò má đỏ rực run giọng hỏi. Đại ca ca, làm gì vậy? Tiểu Hồng căng thẳng thế là trong người dâng lên dị lực, nháy mắt chặn lại đồng quang của Lý Vân Tiêu. Diệu pháp linh mục chỉ thấy một mảnh trắng mờ, không xem rõ được gì. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Tiểu Hồng, lực lượng trong người của nàng. Tiểu Hồng ngơ ngác hỏi. Sao vậy? Lý Vân Tiêu đột nhiên cảnh giác lên, hắn phát hiện bàn tay Tiểu Hồng bắt chặt tay hắn không ngừng tăng sức mạnh, mạnh đến vượt lẽ thường. Đại, ca ca, Vân Tiêu, ca ca, xấu. Người Tiểu Hồng run rẩy, thân hình và khuôn mặt vặn vẹo, trên người nàng bắt đầu hiển hiện ma văn. Từ khi nào bàn tay Lý Vân Tiêu rực rỡ ánh sáng vàng, cứng như sắt đá, nhưng đối phương vẫn không ngừng tăng mạnh lực lượng như sợ hắn trốn mất. Miệng Tiểu Hồng chợt phát ra tiếng cười nanh chanh hoàn toàn không hợp với nàng. He he, khóe môi cong lên như trăng non, rất quái dị. Lý Vân Tiêu không hoảng hốt, hắn rất bình tĩnh. Đế giả ẩn núp trong người Tiểu Hồng đều nằm trong dự đoán của Lý Vân Tiêu. Ta rất tò mò vì sao chiếm cứ thân hình là Tiểu Hồng chứ không phải ngươi. Mặt Tiểu Hồng, không ngừng cuồn cuộn mây đen, khuôn mặt nanh chanh mơ hồ có hình dạng đế giả, đôi mắt tỏ bắn ra tía sáng lạnh. À, tiểu tử, người mạnh hơn ngày xưa nhiều. Lý Vân Tiêu nói. Ta sai rồi, ta không nên tò mò điều tra tình huống của Tiểu Hồng, vậy thì ngươi sẽ không ra được. Làm sao để ngươi trở về, cho nàng trở lại. Tiểu Hồng, hừ lạnh. Bổn tọa chiếm cứ thân thể này rồi thì nàng ấy không về được nữa, ích mãi cho đến chết. Lý Vân Tiêu nhếch môi châm chọc. Nếu đơn giản như thế thì Tiểu Hồng chết lâu rồi. Nếu ta không đoán lầm thì trong cuộc tranh giành thân hình Nghê Hồng ngươi đã thua, nên chỉ là phụ trong đây. Tiểu Hồng cười to bảo. Ha ha ha, bổn tọa chính là ma chủ vạn cổ bất diệt, người đùa giỡn cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Đừng lừa mình nữa, hãy chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này đi. Có lẽ ma chủ từng rất oai nhưng bất cứ tồn tại cường đại nào đều không thể ngăn thời gian trôi. Hiện tại ma chủ chỉ còn kéo dài hơi tàn. Câm miệng. Tiểu Hồng tức giận quát. Hôm nay bổn tọa sẽ làm ngươi quỳ dưới chân ta kéo hơi tàn. Bàn tay nắm chặt Lý Vân Tiêu dâng lên nhiều ma khí, hóa thành vô số phù văn nhập vào người hắn, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ da thịt. Lý Vân Tiêu xì cười. Cho con nít, ở chung với Tiểu Hồng làm tâm tính của ngươi cũng biến thành nhi đồng rồi sao? Lý Vân Tiêu không thèm quan tâm ma phù đầy người. Một tay bấm quyết. Những ma phù nháy mắt hòa tan, biến thành lực lượng ma nguyên nguyên thủy nhất bị hút vào người Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng giật mình kêu lên. Ngươi! Tiểu Hồng vung tay trái đâm vào tim Lý Vân Tiêu. Hai ngón tay Lý Vân Tiêu khép lại điểm một cái. Tiếng xé gió rạch phá không gian, kiếm khí sắc bén. Đinh! Chỉ kiếm đánh vào lòng bàn tay Tiểu Hồng bị lực lượng ức chế.
Hai người không ngừng dồn lực lượng vào đôi tay, từng vòng sáng khuếch tán góc độ khác nhau, không gian xung quanh bị linh áp mạnh mẽ đè run rẩy. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, so đấu lực lượng và tu vi đơn thuần làm hắn dần bị đối phương áp chế. Kiếm chỉ tay phải khẽ run. Tiểu Hồng cười điên dại. Ha ha ha, trong cơ thể ngươi cũng có ma nguyên cường đại, chờ bổn tọa nuốt ngươi rồi thực lực sẽ tiến lên một bậc thang. Một ma ảnh hiện ra sau lưng Tiểu Hồng, không phải chân ma cự linh mà là đế giả đang nhe răng cười nhìn Lý Vân Tiêu. Con ngươi Lý Vân Tiêu có rút biến ra ba đầu sáu tay, một tay bấm quyết bắn ra vô số kiếm bén, tay khác nâng giới thần bi đập xuống, toàn nhằm vào người đế giả. Hai tay khác lăng không kết ấn vỗ vào ngực Tiểu Hồng. Đế giả giật nảy mình, cười khẩy nói. Muốn xua đuổi bổn tọa khỏi thân thể của nàng ta, mơ mộng viễn vông. Hai tay đế giả kết ấn biến ra vô số vòng tròn bay lượn bốn phía, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị chặn lại bên ngoài ma khí ngập trời, không thể chém xuống. Đế giả mặt vặn vẹo, ấn ký hai tay đánh xuống, va chạm với song ấn giữa Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Ầm 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 ầm. Lực lượng khủng bố nổ tung, cân bằng giữa hai người đã mất. Lý Vân Tiêu bị đánh bay xa mấy chục trượng, Tiểu Hồng chỉ thụt lùi ba bước liền ổn định thân thể. Đế giả đánh một kích xong chớp mắt quay về trong cơ thể Tiểu Hồng. Lực lượng trong cơ thể ngươi rất hỗn độn nhưng cực kỳ cường đại, tiếc quá, không thể tập trung tu luyện một thứ, rất khó lên đỉnh cao. Tiểu Hồng bay lên, liên tục kết ấn. Từng vòng ma văn bay ra từ lòng bàn tay Tiểu Hồng, biển mây sôi trào như nấu nước sôi. Thật nhiều mây hóa thành bọt nước, muôn vàn cực kỳ đồ sộ. Hôm nay sẽ cho tên nhà quê ngươi kiến thức thân nghe Hồng cộng thêm lực lượng ma nguyên sẽ là sức mạnh khủng bố đến đâu. Khuôn mặt Tiểu Hồng tràn ngập châm chọc, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu như ngó người chết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đúng là rất khó coi, vừa rồi xong ấn oanh kích hắn liền hiểu lực lượng của đế giả vững vàng hơn hắn một bậc. Giờ phút này, thông qua cơ thể Tiểu Hồng thi triển ra ma công uy thế hơn lúc trước. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường, ba đầu sáu tay tất cả đều cảnh giác. Mỗi bàn tay cầm huyền khí, sẵn sàng đón đỡ. Tiểu Hồng đột nhiên nhướng mày, biến sắc mặt. Đôi mắt bắn ra tia sắc bén, tức giận, không cam lòng, rất phức tạp. Tiểu Hồng giống to. Coi như hôm nay ngươi may mắn. Người Tiểu Hồng run bần bật, hai má chảy mồ hôi lạnh, tay ngừng kết ức. Chớp mắt tất cả lực lượng tan biến hóa thành vòng sáng to lớn quét qua biển mây. Lòng Lý Vân Tiêu rung lên, lực lượng kia như sóng biển giạt ra. Chỉ tán công mà lực lượng đã cường đại như vậy. Lý Vân Tiêu cất hết huyền khí, sáu cánh tay cùng bấm quyết. Một luồng sáng vàng dâng lên từ ấn quyết hóa thành bình chướng kết giới. Sóng khí ập đến đụng vào ánh sáng vàng, chấn Lý Vân Tiêu lùi lại mấy bước. Lòng Lý Vân Tiêu dậy sóng thần còn hơn sóng khí này, nếu mới rồi đế dạ đánh ra ma công hoàn chỉnh e rằng hắn đã giữ nhiều lành ít. Tiểu Hồng trở về như cũ, ngồi xổm trong biển mây bật khóc. Hu hu hu. Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt khan, biểu tình cực kỳ trầm trọng cẩn thận tới gần, hỏi. Tiểu Hồng, sao vậy? Tiểu Hồng khóc rất đau lòng. Hu hu hu, vừa rồi Tiểu Hồng lại biến xấu xa, bị người xấu nhốt lại. Hắn dùng thân thể của Tiểu Hồng làm việc xấu. Lý Vân Tiêu nhẹ vuốt tóc Tiểu Hồng. Đừng sợ, miễn là Tiểu Hồng luôn giữ trái tim lương thiện thì không sợ người xấu. Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, hốc mắt đô hồng hỏi. Thật không, nhưng người xấu càng lúc càng lợi hại, Tiểu Hồng không thể nhốt hắn được nữa. Lý Vân Tiêu hỏi, mỗi lần bị hắn chiếm cứ thân thể Tiểu Hồng có biết hắn làm gì không? Tiểu Hồng trả lời, đôi khi biết, có khi không biết, mới rồi Tiểu Hồng cảm giác hắn muốn giết Vân Tiêu ca ca nên liều mạng xông ra ngoài, bất chấp tất cả, thế nên mới nhốt người xấu lại được. Lý Vân Tiêu gật đầu, vuốt trán Tiểu Hồng, cười nói. Đại ca ca đa tạ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng nhất định sẽ không để hắn giết đại ca ca, cùng lắm Tiểu Hồng đồng quy vu tận với hắn. Lý Vân Tiêu nói, Tiểu Hồng yên tâm, hắn không giết đại ca ca được. Đại ca ca nhất định sẽ nghĩ cách bắt hắn ra khỏi thân thể Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nín khóc mỉm cười, đứng dậy khỏi đám mây. Thật không, vậy thì tốt quá. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cho Tiểu Hồng ánh mắt khích lệ. Trong lòng Lý Vân Tiêu cực kỳ trầm trọng. Lực lượng ma nguyên và nghe Hồng thành dường như có mối liên kết rất mạnh, muốn cưỡng ép tách cả hai ra vấn đề không phải khó hay không mà là hoàn toàn không có manh mối. Lý Vân Tiêu nắm tay Tiểu Hồng bước tới trước.
đi đi, cùng đại ca ca đi phá trận. Tiểu Hồng đột nhiên rút tay lại, đứng yên tại chỗ, kiên quyết nói. Đại ca ca đi một mình đi, Tiểu Hồng muốn đi một mình. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng đã hứa với tông chủ đại nhân phải cố gắng thắng được thứ bậc. Nếu ở cùng đại ca ca thì Tiểu Hồng không thể giành phá mắt trận của đại ca ca, vậy thì Tiểu Hồng sẽ xếp hạng chót mất. Lý Vân Tiêu hỏi. Tiểu Hồng có thể tìm đến mắt trận không? Tiểu Hồng gật đầu, nói. Tiểu Hồng có cảm ứng được chút ít, chắc sẽ không khó. Tiểu Hồng là linh thể hồng thạch, trong suốt không tì vết, lực cảm ứng với vạn vật trên ngươi sinh linh. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nói. Được rồi, Tiểu Hồng nhớ phải cẩn thận. Tiểu Hồng siết chặt nắm tay, cười nói. Yên tâm đi, Tiểu Hồng sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không thua. Đại ca ca cũng cố lên, đừng để bị Tiểu Hồng vượt qua. Lý Vân Tiêu cười cười xoa tóc Tiểu Hồng, nhìn nàng nhảy nhót chạy vào tầng mây, biến mất trước mặt mình. Trên chiến hạm địa chi bối tích, màn nước xếp 12 cái tên. Tên Ngạo Vô Tâm đột nhiên xuất hiện ký hiệu một khối lệnh bài đại biểu cho thành công phá vỡ một mắt trận. Đầu Đà Mập cười như điên. Ha ha ha, là Vô Tâm, ta biết ngay quán quân nhất định là Ngạo gia ta. Đầu Đà Mập và Đầu Đà Gầy hoa tay múa chân, không ngừng làm mặt quỷ với mọi người. Hắc Thủy Xà hừ lạnh một tiếng. Hai người yên lặng một chút được không? Mới phá có một mắt trận, còn 80 cái. 80 cái, các ngươi hiểu không? Đầu Đà Mập hừ mạnh. 80 cái thì sao? Vô Tâm phá được cái thứ nhất chứng minh thực lực của hắn mạnh nhất. Dù là năng lực tìm mắt trận hay phá trận đều không ai sánh bằng. Dù lời Đầu Đà Mập nói hơi gượng ép nhưng có lý. Người tông phái khác nặng nề hít một hơi, không chớp mắt cái nào nhìn màn nước, hy vọng tên của đệ tử tông môn mình nhanh chóng có mấy dấu hiệu lệnh bài. Ân Chỉ nói. Vừa rồi lực lượng kinh khủng truyền ra từ tầng mây chẳng lẽ là Ngạo Vô Tâm ra tay. Đám người biến sắc mặt, nghĩ đến chấn động vừa rồi thì nỗi lòng cực kỳ không bình thường. Nam Khâu Vũ nói, khó xác định là ai ra tay nhưng có thể xuyên thấu đại trận tầng mây, kích động kết giới chiến hạm mà vẫn không giảm uy lực. Lực lượng người ra tay đã đến siêu phàm nhập thánh. Vi Thi Thi kinh kêu, chẳng lẽ Cảnh Thất lại giết người? Tông môn các thí sinh khác lòng thít chặt, nếu Cảnh Thất ra tay thì Thuấn Di Phù cũng vô dụng. Nam Khâu Vũ nhìn màn nước trên bầu trời. Chắc không phải, nếu có người bị giết thì hơn phân nửa lệnh bài sẽ vỡ. Một khi lệnh bài bị hủy thì tên sẽ biến thành màu xám. Cái tên Hồ Ngọc Cung đang xám xịt. Đầu Đà Gầy la lên. Đạo lý gì vậy? Chẳng lẽ không thể giết người mà không hủy lệnh bài? Nếu ta là Cảnh Thất sẽ lấy lệnh bài của đối phương, vậy là các ngươi không biết ta giết người. Đầu Đà Mập cười to bảo. Ha ha ha, xem chỉ số thông minh của ngươi đi, tại sao phải cướp lệnh bài? Mang thứ này theo bên người. Lỡ khi phá trận ghi công lao vào tên đối phương thì làm sao? À, đúng rồi. Đầu Đà Gầy hiểu ra. Mới đầu quên nhắc Vô Tâm, lỡ hắn làm như vậy thì biết làm sao? Đầu Đà Mập cười khẩy nói. Ngươi nghĩ Vô Tâm ngốc giống ngươi sao? Đầu Đà Gầy tức giận la lên. Cái tên chết tiệt, nói ta ngốc trước mặt nhiều người, không cho ta chút mặt mũi, ta giết ngươi. Đầu Đà Gầy giơ nắm tay đánh qua, không chút nương tình. Hơn 10 người sau lưng họ bị kình phong hất lăn lông lốc trên bầu trời. Nam Khâu Vũ biến sắc mặt, sải bước tiến lên, thân hình hiện ra bên cạnh Đầu Đà Gầy. Hai tay Nam Khâu Vũ chộp cánh tay Đầu Đà Gầy, rắc một tiếng bẻ gãy. Quyền phong kia có đầu không có đuôi, tự động tán đi. Đầu Đà Gầy ăn đau hét thảm thiết. A! À, Đầu Đà Gầy toát mồ hôi ròng ròng, mở to mắt nhìn tay phải của mình đã chĩa ngược thành góc nhọn. Đầu Đà Mập tức giận quát. Nam Khâu Vũ, ngươi dám đánh chúng ta. Tuy ngày thường hai tên điên đánh nhau tuyệt đối không nương tay, hận không thể trực tiếp giết đối phương, nhưng lúc gặp ngoại địch sẽ đoàn kết chặt chẽ. Nam Khâu Vũ thản nhiên nói. Đây chỉ là trách phạt nhỏ, còn phá rối nữa sẽ bẻ cổ. Hai người sợ hãi co rụt cổ, không dám la làng nữa ích. Mục Trang nói. Hai tên ngu tuy phá rối nhưng nói cũng có lý. Nếu chỉ phá trận thì không đến mức gây động tĩnh lớn như vậy, hơn phân nửa là có hai người đang đánh nhau. Lát nữa thấy dấu hiệu của ai không tăng lên thì hơn phân nửa người đó đã chết. Tuyệt Thiên Hàn liếc Mục Trang, cười gian. Mục Trang huynh, sao trông không có vẻ gì lo lắng vậy? Mục Trang nhướng mày,
lấy làm lạ nhìn lại Tuyệt Thiên Hàn. Lo. Tuyệt Thiên Hàn giải thích. Hướng lực lượng dao động rất giống hướng Lý Vân Tiêu nhà huynh bay đi, không chừng hơn phân nửa đã bị người giết. Mục Trang cười to bảo. Thiên Hàn huynh nhắc làm ta bắt đầu thấy hơi lo. Lý Vân Tiêu có thể dễ dàng nghiền nát cả hỗn độn ngọc quan của cảnh thất, thực lực khá cao trong 10 người này. Chắc mới rồi Lý Vân Tiêu ra tay giết người, nhưng không biết trong 9 người thì hắn hận ai nhất. Mục Trinh tiếp lời. Còn phải hỏi, tất nhiên là người giả mạo hắn. Nếu có người giả mạo lão phu, dù phải bỏ vũ quyết không đánh cũng ưu tiên tìm giết kẻ đó trước. Có lý, có lý. Mục Trang liên tục vỗ tay nói. Trinh trưởng lão nhớ xem kỹ bên dưới tên Lý Vân Tiêu giả có xuất hiện dấu hiệu không, nếu mãi không có thì chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần xin lỗi Tuyệt Thiên đại nhân đi. Vẻ mặt Mục Trinh lo âu nói. Không chừng phải xin lỗi thật rồi, ai, sao Lý Vân Tiêu cứ hay gây sự, không chịu ở yên chút nào. Tuyệt Thiên Hàn nổi giận, hầm hừ nói. Không biết dấu hiệu tên ai sẽ không nhúc nhích, chờ xem đi. Thẩm Dương Tầm đột nhiên chắp tay hỏi. Xin hỏi Nam Khâu Vũ đại nhân, nếu cùng là không dấu hiệu vậy làm sao phán đoán thắng thua? Nam Khâu Vũ liếc Thẩm Dương Tầm. Đương nhiên lấy thời gian rời khỏi biển mây làm chuẩn, tuy Hồ Ngọc Cung chết nhưng hắn thua trễ hơn ngươi, vì vậy ngươi xếp chót, hắn đếm ngược thứ hai. Biểu tình của Thẩm Dương Tầm khó xem, không dám cãi lại. Thẩm Dương Tầm cảm ơn. Đa tạ đại nhân giải thích nghi hoặc. Thẩm Dương Tầm khom người lùi xuống. Trong trận pháp biển mây, Lý Vân Tiêu bay một lúc, luôn giữ Nguyệt Đồng quan sát. Trong phạm vi nhìn thấy không phát hiện có gì khác lạ. Lý Vân Tiêu bay mấy canh giờ sau ngừng lại, trầm tư. E rằng không, nhìn, được mắt trận, cáo giả Nam Khâu Vũ cố ý lừa ta. Nhưng trận pháp bình thường làm sao làm khó bản thiếu gia được. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu thành vuốt, thì yên truy bay ra mang theo sấm chớp rơi vào lòng bàn tay hắn. Lý Vân Tiêu ném lên không trung. Ầm 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 ầm. Lôi chi ma kha cổ tự lấp lóe trên không trung. Lý Vân Tiêu vỗ một ấn quyết, hét to. Lôi giới. Một bóng ma màu xanh tản ra trên người Lý Vân Tiêu, bao phủ tứ cực bát hoang. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm giác tất cả dao động năng lượng trong lôi chi giới lực. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Một luồng kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay Lý Vân Tiêu nhập vào không gian cách ngàn trượng. Ầm 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 ầm. Kiếm khí chém vào kết giới, một tầng sáng bảy sắc hiện ra, rực rỡ tràn ra như cầu vồng. Lý Vân Tiêu thuấn di đến, trong ánh sáng bảy sắc lơ lửng một thứ như khúc xương trắng, to cỡ nửa bàn tay. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, tuy nơi đây có nhiều thiên minh nhưng vật trấn thủ một phương nên phi phàm mới đúng, thế nhưng sự thật là tại đây chỉ có một khối xương thú. Nếu bên trong thật sự là xương thú thì ít nhất cũng cỡ đẳng cấp chân lý. Lý Vân Tiêu đột nhiên vỗ một trường, lực lượng kết giới kích phát đến cực hạn, cực kỳ huyễn lệ rực rỡ nhưng không ngăn được trường thế. Kết giới nổ tung, xương trắng rơi vào tay Lý Vân Tiêu, hắn cẩn thận cảm giác nó, đúng y như hắn suy đoán. Lý Vân Tiêu cất đi khúc xương, tuy xương cốt nhỏ nhưng dù gì là vật chân ly, là tài liệu luyện thật siêu tốt. Có lực lượng lôi giới, tìm mắt trận trở nên đơn giản, hơn nửa ngày Lý Vân Tiêu liên tiếp phá 5, 6 cái. Những vật trấn áp đều là xương vụn. Không biết người khác thế nào, để phòng ngừa. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, một kế hoạch độc ác hình thành trong lòng hắn. Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra triệu đám người Sa Vưu ra, kể tình huống trước mắt và kế hoạch. Ác linh phản đối đầu tiên, vẻ mặt cao có. Cái gì, chỉ kéo dài chứ không đánh giết, vậy còn gì vui? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, những người khác đều có thuấn di phù, không có lực lượng siêu phàm nhập thánh thì không phá được. Lý Vân Tiêu bèn nói, nếu ngươi muốn giết thì tùy ý, tóm lại bám giữ tất cả người thấy ỏng trận tầng mây này, không cho phép bọn họ phá trận. Chờ khi nào ta triệu hoán các ngươi mới được trở về. Rõ, Sa Vư mắt lóe tia sáng lạnh, vừa lúc bổn tọa đi xem Ngô Đại Thành có lai lịch hề nào. Sa Vư lao đi trước, mất hút phía xa. Tân Thần, Bắc Quyến Nam, Ác Linh. Tô Liên Y giấu bé Huyền Lôi Kinh Vân Hống lần lượt bay đi bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu lòng máy động chụp hư không, một con cá sấu chui ra giới thần bi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi dám giả bộ ngủ trước mặt bản thiếu gia. Cá sấu quẫy đuôi, bộ dáng sợ hãi xin tha. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua người cá sấu, mừng rỡ.
Lực lượng dâng trào bên dưới lớn vải tím đen, chính Lý Vân Tiêu cũng giật mình. Ha ha ha, An Cương Phong cự linh chắc ngươi đã phục hồi được thân hình hoàn chỉnh. Ngày xưa trận chiến thành Tống Nguyệt Dương, cá sấu bị Đinh Sơn đi một nửa, dẫn đến thực lực giảm mạnh. Về sau Lý Vân Tiêu dùng thần hỏa bổ sung cho nó, biến thành cá sấu phong hỏa, lại bị hắn luyện, thân hình hắc tử mới khiến thực lực phục hồi nhiều. Sau đó cắn nuốt Cương Phong cự linh trong thâm u thủy kính, cá sấu càng tiến bộ hơn, thực lực hơn xa trước kia. Cá sấu gật đầu lia như đang nịnh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vỗ trán nó. Ngoan, bản thiếu gia không đánh ngươi cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trừ một tiểu nữ hài ra, hễ thấy ai lạ thì xông vào đánh. Cá sấu ngoan ngoãn gật đầu, vẫy đuôi bay nhanh đi. Có đám nhân, yêu, linh ra ngoài phá, Lý Vân Tiêu muốn cười phá lên, hắn được đệ nhất là chuyện ván đã đóng thuyền. Lý Vân Tiêu ung dung cất bước trong tầng mây tìm mắt trận khắp nơi. Trên chiến hạm địa chi bối tích, sắc mặt Tuyệt Thiên Hàn càng ngày càng khó coi, thậm chí xám xịt. Bên dưới mấy chữ Lý Vân Tiêu mãi không có dấu hiệu mới. Đôi mỹ nữ song xinh xinh đẹp sau lưng Tuyệt Thiên Hàn mặt trắng bệch, nhũn chân suýt té. Một người vai run run, dường như đoán được cái gì. Muội muội, một người trong đôi mỹ nữ song sinh vội dìu muội muội, dìu ngồi xuống ghế tránh cho nàng té. Muội muội sắc mặt tái nhợt không chút máu, không kiềm được nước mắt chảy xuống. Tỷ tỷ, phu quân. Sắc mặt tỷ tỷ cũng chẳng khá hơn gì, nhưng nàng kiên cường hơn muội muội một chút. Tỷ tỷ cắn răng nói, chưa đến phút cuối không ai biết tình huống thế nào, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tỷ tỷ an ủi muội muội đừng nghĩ nhiều nhưng bản thân thì suy nghĩ lung tung, trái tim treo cao. Tỷ tỷ nhìn màn nước, lòng thầm cầu nguyện, dù chỉ có thêm một dấu hiệu cũng tốt. Nhưng không như tỷ tỷ mong muốn, trong 10 người tiến vào tầng mây kém nhất cũng xuất hiện 3 dấu hiệu, chỉ có dưới cái tên Lý Vân Tiêu Long Nha Sơn Trang là số 0. Tuyệt Thiên Hàn không nhịn được, nguyên lực chuyển động liên tục trên người gã. Tuyệt Thiên Hàn đột nhiên quay đầu hung trợn trừng Mục Trang. Đám người hết hồn, nghĩ đến lực lượng kinh khủng lúc trước, lại nghĩ đến đối thoại của Mục Trang và Tuyệt Thiên Hàn. Mục Trang, Mục Trinh cũng rất giật mình, bọn họ chỉ thuận miệng trêu chọc, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu thật sự giết chết Ngô Đại Thành rồi. Hướng năng lượng bạo động đúng là vị trí Lý Vân Tiêu tiến vào, giờ nhìn chiến tích trên màn nước thì rất có thể. Cơ quét thì cứ giết, tuy hơi rắc rối nhưng Mục gia bọn họ không sợ. Trong ánh mắt sắc bén, oán hận của Tuyệt Thiên Hàn, Mục Trang thản nhiên nói. Nếu là tỷ thí thì có thắng có thua, có sống có chết là chuyện bình thường. Đến tham gia tỷ thí thì nên chuẩn bị tâm lý sẽ chết. Không thể vì ngươi là môn phái gì đó mà người ta không được giết ngươi, làm gì có đạo lý này. Nam Khâu Vũ thấy ta nói có đúng không? Nam Khâu Vũ luôn nhìn chằm chằm màn nước, lòng đầy nghi ngờ, gật đầu, nói. Mục Trang đại nhân nói đúng, sống chết có số. Huống chi tá đã cho mỗi người một thuấn di phù, nếu vậy mà vẫn chết thì không thể trách ai. Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, không nói một lời. Giờ phút này, trên màn sáng biểu hiện phá trận nhiều nhất là Ngạo Vô Tâm, tổng cộng đã phá 16 mắt trận. Đầu đà béo, mập ca hát điên điên khùng khùng. Nhưng vì hai tên này không tổn thương người ngoài nên Nam Khâu Vũ mặc kệ. Tiếp theo là cảnh thất có 14 cái, rồi Lý Vân Tiêu. Trình Thanh Ti, mỗi người 9 cái. Tiểu Hồng phá được 4, Ân Chỉ cười khổ lắc đầu, biết cách tỉ thí này hơn phân nửa nàng sẽ thua. Đột nhiên chiến hạm lóe ánh sáng, một bóng người đáp xuống, té cái bịch xuống đất, người đầy máu. Vĩnh Nguyên, cốc chủ tinh thần cốc vội vàng chạy tới nâng đệ tử kia dậy, thăm dò hơi thở, may mắn còn sống. Cốc chủ thở phào nhẹ nhõm, vội nhét mấy viên đan dược vào. Bộ Vĩnh Nguyên thở dốc. Thấy trưởng môn của mình thì vùng vẫy định quỳ dậy. Đệ tử vô năng chỉ phá được 5 mắt trận, đã khiến sư phụ thất vọng. Cốc chủ nói. Không sao, người đã biểu hiện rất tốt, là ai đánh người bị thương? Ánh mắt mọi người cùng nhìn hướng Bộ Vĩnh Nguyên. Mắt Bộ Vĩnh Nguyên lóe tia sợ hãi nói. Là yêu, người của yêu tộc. Cái gì? Lời thốt ra làm toàn trường giật mình, xôn xao. Nam Khâu Vũ biến sắc mặt. Nhìn Bộ Vĩnh Nguyên chằm chằm hỏi. Người yêu tộc, không thể nào, lão phu nghiên cứu trận tầng mây này nhiều ngày, không có sinh linh tồn tại, huống chi là người yêu tộc. Bộ Vĩnh Nguyên thấy Nam Khâu Vũ không tin mình thì căng thẳng, hô tay múa chân hình dụng người yêu tộc,
Thật sự, ta thật sự bị người yêu tộc bị thương. Mục Trinh biến sắc mặt, hiểu ngay câu chuyện. Mục Trinh đã gặp qua người bộ Vĩnh Nguyên miêu tả, là trưởng sử bộ yêu tộc mà ác linh bám vào. Mục Trinh hiểu ngay sách lược của Lý Vân Tiêu, lòng hớn hở. Mục Trinh nhìn hướng màn nước, cảm giác số lượng mọi người phá trận khựng lại không tiến tới. Mục Trinh vội cúi đầu thì thầm bên tai Mục Trang. Mắt Mục Trang sáng lên không kiềm được cười phá lên. Tuyệt Thiên Hàn vụt quay đầu lạnh lùng hỏi. Mục Trang, người cười cái gì? Chẳng lẽ là các ngươi dở trò quỷ? Mục Trang tức giận quát. Bà nội nó ngươi phát điên gì vậy? Không cho lão tử cười sao? Chiến hạm này là nhà của ngươi? Là địa bàn nhà ngươi sao? Tuyệt Thiên Hàn vốn đã rối rắm buồn phiền giờ bị Mục gia châm chọc thì bùng nổ. Tuyệt Thiên Hàn nghiến răng nói. Cười khỉ mốc. Từng vòng hơi thở toát ra từ người Tuyệt Thiên Hàn, không ngừng khuếch tán. Người xung quanh sợ hãi vội vàng chạy trốn. Nam Khâu Vũ biến sắc mặt quát to. Tuyệt Thiên Hàn. Tim Tuyệt Thiên Hàn rung lên, cắn răng ức chế khí thế trở về nhưng có thể thấy ngừng gã phập phồng kịch liệt, cơn tức không nhỏ. Nam Khâu Vũ liếc Tuyệt Thiên Hàn, lại lườm Mục Trang. Hy vọng các vị kiềm chết một chút. Không cần biết trong tầng mây xảy ra chuyện gì đều là so đấu thực lực cá nhân, dù có người yêu tộc, thực lực của ngươi dở hay xui xẻo gặp phải thì chỉ trách bản thân. Bộ Vĩnh Nguyên gật đầu, gã hiểu đạo lý này. Bộ Vĩnh Nguyên than thở, trách mình xui xẻo. Mắt Nam Khâu Vũ lóe tia âm u nhìn màn nước, lờ mờ hiểu ra. Lý Vân Tiêu không nổi tiếng trong thế gia ẩn thế, nhưng tiếng tăm vang vọng toàn đại lục Thiên Vũ, ai đều biết hắn có thánh khí. Giờ phút này, màn nước biểu hiện tốc độ phá trận của mọi người cơ hồ toàn bộ ngừng lại, chỉ còn Lý Vân Tiêu là đang tăng lên, Tiểu Hồng cũng tăng từ từ. Nam Khâu Vũ đã đoán được điểm then chốt nhưng vẫn rất giật mình. Muốn một lần ngăn cản 9 người khác cần lực lượng cường đại biết bao, ít nhất phải là 3 cường giả đỉnh cửu tinh mới bám chân được Cảnh Thất, Ngạo Vô Tâm, Trình Thanh Ti. Vậy xem ra dao động năng lượng mạnh mẽ lúc trước, chiến tích bằng không của Ngô Đại Thành chắc chắn là gã đã bị Lý Vân Tiêu giải quyết. Vù 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 vù. Lại một luồng sáng đáp xuống, có người thuấn di đi ra. Mi hoành của Huyết Nha Cung tiến lên nghênh đón, dìu người đó, hỏi. Vân Bằng, sao ngươi cũng đi ra? Đồ Vân Bằng không bị tổn thương gì nhưng biểu tình cực kỳ khó xem, bái kiến Mi hoành. Tông chủ đại nhân, ta bị người công kích. Mi hoành giật mình hỏi. Là ai? Đồ Vân Bằng lắc đầu, nói. Không biết. Mi hoành ngẩn người. Nét mặt xa sầm hỏi. Sao không biết được, thực lực của người đó thế nào? Đồ Vân Bằng vội nói. Thật sự không biết, người đó rất mạnh, ít nhất là cường giả đỉnh cửu tinh, một đấm đánh nát tất cả năng lực phòng ngự của ta. Nếu ta không khởi động thuấn di phù sớm e rằng đã không về được. Mọi người nghe mà giật mình, các tiếng xì sầm vang lên, đều nghi ngờ. Ân Chỉ nói. Hay trong tầng mây có gì lạ? Mục Trang cười nói. Đương nhiên lạ, nếu không làm sao là địa trận bảo vệ bí tàng. Không chừng hai người này gặp ảo trận sinh ra ảo giác, không chịu nổi tự động trốn ra. Nhiều người đồng ý cách nói này. Dù sao nếu rơi vào ảo trận thì khó mà phân biệt được thật sự. Chính Đồ Vân Bằng cũng nhíu mày, cẩn thận nhớ lại có phải là ảo giác không? Nam Khâu Vũ hỏi. Hình dạng của người đó thế nào? Đồ Vân Bằng miêu tả ngay. Mục Trinh nghe xong biết là tân thần. Cố nén mừng thầm, khom người nói nhỏ vào tai Mục Trang. Tuyệt Thiên Hàn lại giống to. Hai người thì thầm cái gì? Chắc chắn có liên quan các ngươi. Tuyệt Thiên Hàn nhìn Mục Trang, Mục Trinh nhìn chằm chằm. Mục Trang cười khẩy nói. Như thế nào, nói nhỏ cũng không được, quy định kiểu gì? Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng nói. Nếu là quang minh chính đại có cái gì không thể nói công khai? Rõ ràng là có thật giật mình. Mục Trang lười biếng duỗi eo nói. Ai, có người muốn tìm hiểu nội bộ tình báo của Mục gia đây mà. Nhưng Mục gia ta luôn quang minh chính đại, không có gì không thể nói. Trinh trưởng lão, nói cho hắn biết vừa rồi ngươi nói cái gì gì đi. Mục Trinh mỉm cười nói. Vừa rồi ta nói với tộc trưởng đại nhân là trước khi rời khỏi đảo Thông Thiên ăn một phần gà xào nấm do đầu bếp Tân Hoa làm, mùi vị cực kỳ ngon, tiến cử tộc trưởng đại nhân trở lại cũng nếm thử. Phụt. Ha ha ha, bốn phía rộ lên tiếng cười, người Mục gia cười té ngửa, lảo đảo. Mục Trang cười nói, ha ha ha, Thiên Hàn đại nhân,
hay là sau khi tìm báu vật rồi cùng ta về đảo Thông Thiên nhấm nháp thử. Bụp, năm ngón tay Tuyệt Thiên Hàn bấu vào thịt lòng bàn tay, quyền kình bùng nổ chấn các tiếng cười ngừng bặt. Mọi người kinh hồn táng đảm đi xa, sợ bị lan đến. Tuy ít người biết Lý Vân Tiêu có được thánh khí hưng cũng có người nghe nói, cộng thêm Mục Gia vui sướng khi người gặp họa, số lượng phá trận trên màn nước, đã có nhiều người lén thảo luận. Nghe nói Lý Vân Tiêu có thánh khí, bên trong chứa nhiều cao thủ tuyệt thế, chắc chắn là hắn làm. Tuy thực lực của Lý Vân Tiêu không tầm thường nhưng Mục Gia luôn kiêu ngạo, nếu không có thánh khí hơn phân nửa đã không nhìn chúng hắn, ta tin. Giờ các ngươi mới biết sao, lúc ta ở Đại Lục Thiên Vũ đã thấy rồi, hơn nữa nghe nói bên trong tự thành thế giới, có mười mấy vạn người. Các tiếng bàn luận, suy đoán như bệnh độc khuếch tán, cơ hồ tất cả đều nghe thấy. Thánh khí. Rất nhanh tin đồn truyền vào tai Ân Trì, gã giật mình ra mặt. Mục Trang huynh, trong tay Lý Vân Tiêu có thánh khí. Chiến hạm hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nín thở, vãnh tia lắng nghe. Dù sao chuyện có được thánh khí rất kinh sợ, mặc dù mọi người đều đồn nhưng thật khiến người khó tin. Đầu đà béo gầy hét to. Không công bình, không công bình. Hai người có nghe tin đồn, quan trọng nhất là số Lý Vân Tiêu phá trận đã vượt qua Ngạo Vô Tâm, được 23 cái, Ngạo Vô Tâm chỉ có 22, thời gian dài chưa nhích thêm chút nào. Nguyên chiến hạm bắt đầu ồn ào, toàn là tiếng kêu la không công bằng. Số lượng dấu hiệu của cảnh thất cũng mãi không tăng lên, chỉ có Lý Vân Tiêu là tăng nhanh. Tiểu Hồng tăng từ từ. Hơn nữa Tiểu Hồng và Lý Vân Tiêu quen thân, càng hiến mọi người khẳng định chắc chắn là Lý Vân Tiêu dở trò quỷ. Đa số người hùa theo cho vui, ai hạng nhất, hạng hai chẳng liên quan gì họ. Có náo nhiệt là có người hích la ó. Nam Khâu Vũ ngồi không yên, gần như khẳng định Lý Vân Tiêu là người sử dụng giới thần bi, chẳng qua cường đại đến mức làm Nam Khâu Vũ giật mình. Lão Phu đi xem thử. Nam Khâu Vũ định bước đi nhưng bị Mục Trang chặn đường. Nam Khâu Vũ khó chịu hỏi. Mục Trang đại nhân có ý gì? Mục Trang nói. Không nói đến Lý Vân Tiêu có thánh khí thật không, lùi một vạn bước cứ cho rằng hắn có cũng không làm trái quy tắc vũ quyết. Nam Khâu Vũ đại nhân mạo muội tiến vào sẽ phá hư công bằng. Công bình cái con khỉ. Tuyệt Thiên Hàn chửi lên. Sử dụng thánh khí, mười mấy vạn người đi ra vây công mấy người mà bảo là công bằng. Đúng rồi, công bình khỉ mốc. Người xung quanh kêu la ồn ào, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Con người Mục Trang co rút, ánh mắt sắc bén như đao, sát khí thực chất quét bốn phía. Thoáng chốc tiếng hút khí lạnh vang lên không dứt, toàn bộ thụt lùi. Trinh trưởng lão, nhìn cho kỹ là ai la hù theo, chờ xong vũ quyết sẽ tự mình đến bái phòng tâm sự với bọn họ, tâm sự lý tưởng và cuộc đời. Mọi người biến sắc mặt, vội vàng che miệng không dám nói lung tung. Chiến hạm bỗng chốc lặng ngắt. Tuyệt Thiên Hàn cười khẩy nói. Mục Trang, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám uy hiếp người trên địa bàn Thiên Tiệm Nhai. Mục Trang hừ lạnh một tiếng. Dĩ nhiên ta chẳng là gì, Thiên Hàn đại nhân đây mới là thứ gì. Ta chỉ muốn nói đạo lý với Nam Khâu Vũ đại nhân. Võ quyết đã bắt đầu, quy tắc đã định, muốn bỗng nhiên phá hỏng sao? Nam Khâu Vũ nói. Lúc đặt quy định không suy xét điều này, bên ngoài luôn đồn Lý Vân Tiêu có được thánh khí, hiện giờ xem ra hơn phân nửa là thật. Nhất Thiên đại nhân có quen biết với Lý Vân Tiêu, không biết người thấy sao? Vạn Nhất Thiên luôn không nói câu nào vừa mới lên tiếng. Ta không rõ ràng Lý Vân Tiêu có thánh khí hay không, trọng bảo như vậy có ai lấy ra khoe khắp nơi không? Mục Trang lạnh lùng cười. Nhất Thiên tiên sinh cũng không thể xác nhận, thêm nữa trong vũ quyết cảnh thất có thể tham gia với tư cách dưới 30 tuổi, Lý Vân Tiêu không được cầm thánh khí tham gia sao? Nếu hiện tại ngừng so tài hoặc phá quyết đặc biệt với Lý Vân Tiêu thì cảnh thất lăn lộn tới bây giờ thì tính sao? Nam Khâu Vũ ngây người, rơi vào khó xử. Thánh khí tồn tại đúng là phá hủy cân bằng, nhưng trước khi đặt ra quy tắc chưa ngờ mấy chuyện này. Cảnh thất cũng luồn lách lỗ hổng quy tắc chơi tới bây giờ, nếu đặc biệt xử lý Lý Vân Tiêu vậy phải tính luôn cảnh thất. Càng nhức đầu là cảnh thất còn giết Hồ Ngọc Cung, nếu hiện tại xử lý cảnh thất thì cái chết Hồ Ngọc Cung ra sao? Võ quyết liên quan đến lợi ích quá lớn, mỗi tông môn cãi theo ý, ra một chút sai sót là sẽ bị phóng to vô han, khi đó khó thể kết thúc. Đầu đà mập la lên. Chúng ta không cần biết giải quyết cảnh thất thế nào nhưng nhất định phải xử lý Lý Vân Tiêu. Gạt bỏ thành tích của hắn, để hắn xếp chót,
vô tâm của gia đệ nhất. Đầu đà gầy kêu lên. Lão thất phu Mục Trinh nhà người, đồ bán khôi lỗi, chừng cái gì. Đến đây, hoan nghênh sau Vũ Quyết đến Ngạo gia tìm huynh đệ chúng ta tán gẫu, bàn về lý tưởng và cuộc đời. Mục Trinh câm nín, quay đầu đi, lười xem hai người này. Ân chỉ mở miệng nói. Ta cho rằng Mục Trang huynh nói có lý, quy tắc có lỗ hổng, không trách người khác được. Hơn nữa trước đó Cảnh Thất lợi dụng lỗ hổng mà không xử lý, hiện tại Lý Vân Tiêu lợi dụng lỗ hổng lại muốn phạt hắn thì sao phục chúng. Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh. Ân trì, người vì bên Lý Vân Tiêu mới nói vậy đi. Nếu Lý Vân Tiêu không trói buộc mấy người khác, cô nương ngốc tông môn các ngươi 100% xếp chót. Mọi người nhìn màn nước, hiện tại thứ bậc của Tiểu Hồng từng bước tăng lên, đã đến 13 mắt trận, sắp vượt qua Cảnh Thất trở thành hạng 3. Ân trì nói. Ha ha ha, Thiên Hàn đại nhân nói đúng, nhưng thế thì sao? Đương nhiên ta được lợi mới nói vậy, không lẽ bị tổn hại mới nói thế? Vậy chẳng phải ta là đồ ngu sao? Tuyệt Thiên Hàn nghẹn họng, không biết nên phản bác thế nào. Ngươi! Vi Thi Thi lên tiếng. Bản cung cũng cho rằng không thể sửa quy tắc, lần này ra sai sót thì lần sau bù đắp là được. Mục Trang hơi ngạc nhiên, không ngờ Vi Thi Thi sẽ đứng về phía gã. Nhưng Mục Trang hiểu ngay Vi Thi Thi không phải giúp gã mà là Lý Vân Tiêu. Nam Khâu Vũ trầm ngâm một trận, nói. Vũ Quyết lần này liên quan ích lợi quá lớn, các vị đều bộc lộ thần thông, tìm cách trái quy tắc, khiến Thiên Tiệm Nhai không kịp trở tay. Nhưng việc đã đến nước này, không thể sửa lại quy tắc, tiếp tục tỉ thí đi. Nam Khâu Vũ nói xong bình tĩnh ngồi xuống. Các tông môn có tên trên bảng hơi bất mãn nhưng chỉ có Tuyệt Thiên Hàn, Ngạo gia là biểu hiện kịch liệt. Bởi vì thành tích của tông phái khác đều nằm trong tầm mong muốn, dù xử lý Lý Vân Tiêu thì thứ hạng cũng sẽ không thay đổi. Cái chết của Ngô Đại Thành làm Tuyệt Thiên Hàn rất buồn giận. Ngạo gia vốn được hạng nhất giờ sắp biến thành hạng 2, thậm chí là 3. Nam Khâu Vũ lạnh lùng nói. Quả nhiên tất cả cảm thấy lão phu lớn tuổi dễ ăn hiếp, ra quyết định cũng không có người phục. Nam Khâu Vũ lắc người biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt đầu đà báo gầy, hai trưởng vỗ ra. Hai người la lớn giọng nhất, không ngờ Nam Khâu Vũ đột nhiên ra tay, giật mình vội giơ trưởng chống lại. Dù hai người phòng ngự trước cũng không đỡ nổi một kích của Nam Khâu Vũ chứ nói gì bị tấn công bất ngờ. Bùm bùm, hai trưởng vỗ vào ngực đầu đà béo, gầy bắn ra hai vòi máu, mọi thanh âm ngừng bặt. Hai người bị chấn bay lên, lăn lông lốc trong không trung. Hai người bay ra chiến hạm rơi xuống mặt đất vô tận bên dưới. Mấy chục tiếng hút không khí vang lên, ai nấy mặt trắng bệch. Ui! Không biết chết chưa? Tuyệt Thiên Hàn bình tĩnh lại ngay, không hé răng nữa. Nam Khâu Vũ ngồi xuống vị trí, nói. Làm người nên hiểu tôn trọng người khác, đừng có vô lý gây rối. Lão Phu phải dạy cho bọn họ chút đạo lý làm người. Nếu người Ngạo gia muốn Lão Phu đi nói chuyện lý tưởng và cuộc đời với bọn họ thì Lão Phu cũng không ngại. Mọi người không dám lên tiếng. May trên chiến hạm không có người Ngạo gia nào khác, bọn họ chỉ có 3 người đến. Mục Trang cười nói. Ha ha ha, Nam Khâu Vũ đại nhân công chính nghiêm minh, không thiên vị, đây là nguyên nhân tại sao mọi người luôn tin phục Thiên Tiệm Nhai. Có người hùa theo khen. Đúng rồi, luật thép của Thiên Tiệm Nhai ai cũng phải tuân theo, tuyệt đối không ngoại lệ, khiến người tin phục. Đúng vậy, công chính nghiêm minh, nghĩa bạc phân thiên. Hai người điên không biết tốt xấu. Cứ la hét sùm khiến người bực bội. Không thể phá vỡ quy y tắc, một khi có tình huống tạm thời thay đổi quy tắc thì hậu quả không thể tưởng tượng. Các loại nịnh hót nổi lên bốn phía, toàn là khen. Nam Khâu Vũ không thích thú gì, lạnh nhạt nói. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Mục Trang cười tủm tỉm, vui vẻ nhìn màn nước. Lý Vân Tiêu đã vững vàng ngồi ở đệ nhất, còn lại không nhiều mắt trận, dù Ngạo vô tâm phá vỡ hết cũng không đuổi kịp. Vù 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 vù. Lại một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, chính là Trương Hạo Ca của Đan Dương Tông. Tông chủ Đan Dương Tông, Sài Tuấn nhìn thứ hạng màn nước, mỉm cười. Trương Hạo Ca xếp hạng 7, thành tích đã khiến gã rất vừa lòng. Mọi người kinh kêu. Mắt trận cuối cùng đã bị phá. Ánh mắt mọi người tập trung vào thứ hạng trên màn nước, nhìn ký hiệu mắt trận cuối cùng rơi vào dưới tên Lý Vân Tiêu. Tổng cộng 81 ấn ký, toàn bộ đầy đủ. Ân chỉ vuốt râu cười rất tươi. Ha ha, không sai, không sai. Tiểu Hồng được thành tích hạng 3,
ít hơn Ngạo Vô Tâm một cái, tuy hơi tiếc nhưng đã vượt xa ân chỉ mong chờ. Tầng mây đằng trước chiến hạm cuồn cuộn, không ngừng giạt ra hai bên, biến mất phía xa. Một luồng cầu vồng từ đâu bắn tới, không ngừng hóng lớn trên không trung, phản chiếu chân trời cực kỳ xinh đẹp. Tầng mây giạt ra xa mấy trăm dặm, mấy thí sinh đều lộ ra. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu nhàn nhã, Tiểu Hồng thì cứ dậm chân, dường như chơi chưa đã. Những người khác mặt lạnh băng, tràn đầy mệt mỏi. Có người bị thương, Triệu Nhật Thiên bị thương khá nặng, sách kiếm đứng trên cao, thở hổn hển. Khi mấy người cùng nhìn chằm chằm một hướng, thấy Hứa Hãng trên màn nước phía trên cao thì vừa kinh vừa giận, cùng nhìn Lý Vân Tiêu. Chỉ có Tiểu Hồng che miệng nhảy cẫng lên, vỗ tay nói. Hạng ba, Tiểu Hồng hạng ba, tông chủ đại nhân có thấy không? Ân chỉ cười nói. Ha ha, nhìn thấy, bổn tọa nhìn thấy, Tiểu Hồng rất giỏi. Trình Thanh Ti nói. Lý Vân Tiêu, đều là chuyện tốt ngươi làm. Lý Vân Tiêu lười biếng nói. Chuyện tốt, nàng lấy đâu ra chuyện tốt? Trình Thanh Ti tức hộc máu. Phụt. Trình Thanh Ti vừa xấu hổ vừa tức tối cắn răng nói. Ta giết ngươi. Nàng bỗng nhiên vọt tới, mấy giây đã đến trước mặt Lý Vân Tiêu, lửa giận ngút trời từ bàn tay hóa đao chém xuống. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang hai tay vỗ trước mặt, kẹp trường đao của Trình Thanh Ti, uy lực khủng bố giạt sang hai bên. Không khí quanh thân hai người bốc cháy hừng hực ngọn lửa. Trình Thanh Ti nổi điên, nhưng mặc cho nàng dùng sức cỡ nào thì trường đao không thể nhấn xuống nửa phần. Trình Thanh Ti tức quá hơ nắm đấm tay trái. Hai tay Lý Vân Tiêu gồng sức đẩy Trình Thanh Ti ra mấy trượng, thu tay phải về biến trường ấn đánh ra. Dầm! Hai người đều là khí kình cương mãnh tuyệt cường, va chạm với nhau, Trình Thanh Ti lại bị hất văng xa mấy trượng, Lý Vân Tiêu thì lù lù bất động. Hai tay Trình Thanh Ti siết chặt, người khẽ run. Khí thế cuồng bạo khuếch tán quanh thân, tóc dài hơi rối. Cảm xúc trong mắt Trình Thanh Ti dần bình tĩnh lại, trở nên sắc bén trong suốt. Lý Vân Tiêu cau mày lại, hắn biết Trình Thanh Ti đang thi triển chiêu thức cực kỳ sắc bén. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường nhưng cũng không sợ. Con người vì thi thi có rút quát to. Thanh Ti, dừng tay. Trình Thanh Ti dùng mình, quay đầu nhìn sư phụ, dường như rất không muốn nghe lời. Trình Thanh Ti dậm chân. Buồn bực tán đi nguyên lực toàn thân. Trình Thanh Ti nhảy người mấy cái đáp xuống chiến hạm, giận dỗi đứng sau lưng Vi Thi Thi, đưa lưng hướng nàng. Vi Thi Thi nói, ta biết người bực tức, biết Lý Vân Tiêu dở thủ đoạn. Nhưng có đại nhân Thiên Tiệm Nhai ở đây, trưởng môn các tông các phái cũng có mặt, không đén lượt ngươi bướng bỉnh. Mấy người còn lại trên bầu trời đều bay trở về, biểu tình cực kỳ âm trầm. Ngạo Vô Tâm quét mắt tìm kiếm, kinh ngạc hỏi. Đầu đà béo gầy đâu? Nam Khâu Vũ nói. Hai người đó quấy rối đã bị lão phu đánh rơi xuống chiến hạm. A, à, ngươi! Ngạo Vô Tâm giật bắn người nhún chân bay ra khỏi chiến hạm giờ ý uống. Mặt Tuyệt Thiên Hàn như lạnh băng, đôi nữ nhi của gã đã xỉu. Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, Ngô Đại Thành đâu? Lý Vân Tiêu lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi biết hắn tên Ngô Đại Thành? Mọi người đều thấy lạ. Thì ra Tuyệt Thiên Hàn biết người kia là giả mạo, nhưng tại sao vẫn gả nữ nhi của mình cho Ngô Đại Thành? Tuyệt Thiên Hàn sắc mặt âm trầm nói. Không cần ngươi lo, ta chỉ muốn biết có phải hắn y ngươi giết. Lý Vân Tiêu cười nhạt, rất muốn nói là hắn giết, nhưng sự thật không phải. Ngô Đại Thành vào tầng mây liền mất tích, Sa Vưu tìm nửa người nhưng không thấy bóng dáng Ngô Đại Thành đâu, chẳng lẽ bị người khác giết? Lý Vân Tiêu nhìn hướng Cảnh Thất. Nơi này chỉ có mình Cảnh Thất là có khả năng giết Ngô Đại Thành nhất. Cảnh Thất hừ mạnh, sắc mặt còn khó xem hơn Tuyệt Thiên Hàn. Hừ, Phú Quyết lần này Cảnh Thất mặt dày với thân phận chủ một phái tham gia vậy mà chỉ được hạng 4. Hơn nữa thần sát thi khôi bị tổn thất, Cảnh Thất cảm giác sắp không kiềm nén cảm xúc được nữa, chỉ muốn đại khai sát giới. Tuyệt Thiên Hàn tức giận quát. Rốt cuộc có phải là ngươi giết không? Cho ta một đáp án. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc. Ta không giết hắn. Cái gì? Mọi người ngây ra, khó tin. Xem bộ dạng của Cảnh Thất rõ là gã không giết người. Tuyệt Thiên Hàn nhìn hướng Trình Thanh Ti, Tiểu Hồng, Triệu Nhật Thiên. Ba người lắc đầu, vậy là chỉ còn lại Ngạo Vô Tâm, trông gã không giống loại người tùy tiện giết người. Tuyệt Thiên Hàn hỏi. Nếu đã không giết vậy Ngô Đại Thành đi đâu? Lý Vân Tiêu nhìn chiến tích xó không của Ngô Đại Thành trên màn nước.
lòng tràn đầy thắc mắc. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bản thiếu gia cũng rất muốn biết hắn đi đâu. Sắc mặt Tuyệt Thiên Hàn tốt hơn một chút, nhưng vẫn hỏi tiếp. Lúc trước trong tầng mây truyền ra dao động lực lượng cực mạnh là ngươi làm. Lý Vân Tiêu biết Tuyệt Thiên Hàn đang hỏi cuộc chiến ới đế dạ, hắn lạnh lùng nói. Có phải bản thiếu gia đi tiểu mấy lần cũng phải báo cáo cho ngươi không? Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh, nhưng không cưỡng cầu, biết Ngô Đại Thành không chết thì nỗi lòng Tuyệt Thiên Hàn bình tĩnh nhiều. Ân Chỉ hỏi, Thiên Hàn huynh, Ngô Đại Thành rốt cuộc là ai? Nếu huynh đã biết hắn giả mạo Lý Vân Tiêu vậy tại sao còn? Ân Chỉ nhìn đôi mỹ nữ song sinh, tuy sắc mặt hai mỹ nhân còn tái nhưng đỡ hơn trước nhiều. Tuyệt Thiên Hàn nói, không cần ngươi quan tâm. Ân Chỉ bị mất mặt, lười hỏi tiếp. Chốc lát sau Ngạo Vô Tâm từ bên dưới bay lên, hai tay chộp đầu đà béo gầy ném xuống sàn tàu. Hai người không chết, chỉ bị trọng thương ngất xỉu. Ngạo Vô Tâm oán trách. Nam Khâu Vũ đại nhân xuống tay hơi nặng. Nam Khâu Vũ nói. Lão Phu cũng rất xấu hổ. Ngạo Vô Tâm nói. Tuy đầu đà béo gầy hơi khùng điên chút nhưng bản tính không xấu, đại nhân thế là hơi lỗ mãng. Nam Khâu Vũ gật đầu, nói. Lão Phu thấy xấu hổ vì chưa đánh chết bọn họ, đổi làm người khác đã sớm một chưởng đập chết rồi, xem ra Lão Phu vẫn còn kiêng kỵ Ngạo gia các người nên mới nương tay tha mạng cho họ. Lão Phu mất tính công bằng, thật xấu hổ. Ngạo Vô Tâm. Chấm. Mọi người toát mồ hôi lạnh, Nam Khâu Vũ nói chuyện quá trực tiếp, nếu thật sự giết đầu đà béo gầy thì lớn chuyện. Ngạo Vô Tâm không biết nên nói cái gì, câm nín. Ngạo Vô Tâm kéo đầu đà béo gầy vào góc trị thương. Nam Khâu Vũ nói, tầng mây đã phá, đi bí tàng đi. Chi ánh ảm khởi động vô số trận pháp đột nhiên hóa thành một luồng sáng vào tới trước. Biển mây mênh mông vô bờ đằng trước bị trận pháp rẽ ra thì không còn một áng mây, hoàn toàn biến hóa thiên địa. Tâm tình của mọi người dần tạo kích động, mấy ngàn người đứng nhưng ít có tiếng vang. Tia sáng bốn phía dần tối đi, rất nhanh đen như màn đêm, một mảnh hư vô, không trông thấy gì. Thần thức có thể kéo dài vô hạn tại đây, hoàn toàn không thăm dò được bất cứ thứ gì. Mục Trang nói, đã xác định nơi không sai. Nam Khâu Vũ xoay người nhìn Vạn Nhất Thiên, lúc này lão thành tiêu điểm của mọi người. Vạn Nhất Thiên kích động nói, không sai, chính là nơi này, đại nhân hãy cho chiến hạm dừng lại. Nam Khâu Vũ lập tức ra lệnh dừng chiến hạm. Ánh sáng đen lóe lên trong tay Vạn Nhất Thiên, một khối vuông bằng sắt nằm trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm, giống y như cái giả ngày trước hắn lấy ra. Xem ra cáo giả này sớm làm cái giả mang theo bên người. Vạn Nhất Thiên ném chìa khóa lên cao, lão cũng bay lên, liên tục bâm các loại ấn quyết đánh vào chìa khóa. Tốc độ ấn quyết cực nhanh, để lại chuỗi tàn ảnh trên bầu trời như có hơn 10 vạn Vạn Nhất Thiên cùng thi chi nể. Chìa khóa từ từ mở ra, hình vuông, có bốn mặt đổ xuống bốn hướng như một đóa hoa lôi nở rộ. Bên trong có một luồng sáng bắn lên cao trăm trượng, khuếch tán trên bầu trời như pháo hoa. Một vầng sáng lan tràn canh giờ, bầu trời đêm trở nên sáng ngời. Mọi người thế mới phát hiện mình đang trong không gian độc lập. Lúc trước thần thức không cảm giác được sự vật gì nên không biết tận cùng, giờ rõ ràng phát hiện không gian này dài rộng khoảng hơn 10 dặm, khắp nơi trôi nổi vài thứ. Có người la lên. Bí tàng, quả nhiên là bí tàng chân long. Người đó nhìn giữa hư không gần đó có một vật chậm rãi trôi tới, là một hộp ngọc. Người mắt sắt thấy rõ phong ấn trên hộp không tầm thường. Nam Khâu Vũ quát to. Đừng nhúc nhích. Thanh âm chợt nổ vang chấn tâm hồn mỗi người, làm những kẻ hăm hở muốn chạm vào đều biến sắc mặt, bình tĩnh lại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi kỳ dị, nhíu chặt mày. Tuy không gian này lớn nhưng không kỳ lạ chút nào, không có lực lượng gì thần thông. Trong đầu Lý Vân Tiêu vang lên giọng Sa Vưu. Không đúng, không đúng. Sa Vưu phát hiện có điều lạ. Đây tuyệt đối không phải long vực, chỉ là một không gian chữ vật bình thường. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Không gian chữ vật. Lý Vân Tiêu liền đoán được điều gì. Cái gọi là bí tàng có lẽ chỉ là trong một huyền khí chữ vật. Nhưng không gian huyền khí không thể chứa sinh linh tiến vào. Sa Vưu hừ lạnh. Có gì mà kỳ. Không chừng ngày xưa huyền khí chữ vật cũng là đẳng cấp thánh khí, hoặc huyền khí này sớm mất đi chỉ còn lại không gian bất diệt, vô số thời gian lắng đọng tự mình diễn hóa ra. Lý Vân Tiêu gật gù, suy luận của Sa Vưu rất có lý,
dường như đúng thật là vậy. Sa Vưu than thở. Báo hại ta mừng hụt, nhưng được một thanh chân long chi kiếm cũng tốt rồi. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ nếu nơi đây chỉ là một không gian chữ vật thì cái gọi là vạn linh chi địa ở đâu? Chẳng lẽ đúng như Nam Khâu Vũ nói, là thời không phản chiếu từ thượng cổ chiếu tới, không tồn tại trong thời gian hiện thời. Vạn Nhất Thiên rất kích động, lòng nhỏ máu. Vì trở về thương minh, Vạn Nhất Thiên bất chấp. Đây là bí tàng tổ tiên vất vả truyền thừa xuống, mục lục thì chắc các vị đã xem rồi. Nam Khâu Vũ nói, đúng vậy, nhưng mấy thứ này đã bị phong ấn, không thể nghiên cứu bên trong có cái gì, thật khó chọn. Mục Trang nói, hay là vậy đi, gom hết mọi thứ lại, lần lượt giải phong rồi chọn sau, vậy là không lầm. Không được, Tuyệt Thiên Hàn phản đối ngay. Lúc trước đặt ra quy định không như vậy, Lý Vân Tiêu là đệ nhất phủ quyết, có thể chọn trước nhưng không được giải íp hong ra nhìn. Tuyệt Thiên Hàn thầm đắc ý và vui vẻ. Những hong ấn này cực mạnh, không thể nhìn thấu bên trong chứa cái gì. Mọi người đều ủng hộ. Đúng, không thể giải phong. Bọn họ hơi kích động, cái kiểu người mù sờ voi thế này khiến họ có cơ hội rất cao lấy được thứ tốt, chọn trước không có ưu thế gì lớn. Mục Trang biểu tình cực kỳ khó xem. Tuyệt Thiên Hàn nhấn mạnh lần nữa. Ha ha ha, mọi thứ làm theo quy định, không thể tùy ý sửa đổi, quy định không sai lệch. Tuyệt Thiên Hàn dùng quy định đè người. Nam Khâu Vũ trầm ngâm, nghĩ đến Lý Vân Tiêu và cảnh thất gian dối, thế là gật đầu nói. Thiên Hàn đại nhân nói có lý, mọi chuyện cứ theo lời đã nói lúc trước, nhưng không thể giải phong mấy thứ này, sợ có một số thiên tài địa bảo hong ấn bên trong, nếu giải phong thì linh khí sẽ biến mất hết, vậy tổn thất lớn. Mục Trang, Ân Trì liếc nhau, tràn đầy bất đắc dĩ. Mục Trinh lắc đầu. Diệu pháp linh mục cũng không nhỉ en thấu được bên trong. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Không thể giải phong cũng không sao, bản thiếu gia chọn đây. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng, quanh con người có phủ văn kỳ dị cuồn cuộn như có thể nhìn thấu phong ấn. Tuyệt Thiên Hàn kinh kêu. Ngươi có thể nhỉ en thấu phong ấn. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Tam tạm, mọi người biến sắc mặt, xoe tròn mắt. Nếu nói bọn họ là người mù sờ voi mà có người khác thấy rõ ràng thì còn chọn gì nữa? Tất cả đồ ốt đều bị người ta chọn hết, huống chi người ta được quyền chọn trước. Ngươi, cái này. Tuyệt Thiên Hàn đột nhiên cảm thấy gã tự bê đá đập trúng chân mình. Vạn Nhất Thiên nói. Không biết Vân Thiếu gia định chọn vật gì? Lý Vân Tiêu đáp ngay. Chân long chi kiếm. Mọi người biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Hiển nhiên bọn họ cũng rất khao khát thanh kiếm này. Lý Vân Tiêu bay ra ngoài, tốc độ siêu nhanh xuyên toa trong toàn không gian. Thời gian khoảng một tách trà sau Lý Vân Tiêu lại xuất hiện ở mũi chiến hạm, biểu tình hơi khó xem. Nơi này không có chân long chi kiếm. Mọi người giật mình kêu lên. Cái gì? Vạn Nhất Thiên ngạc nhiên qua đi vội nói. Không thể nào, từ khi tổ tiên vào bí tàng thì không ai đi vào nữa. Nam Khâu Vũ gật đầu, nói. Đại trận tầng mây bên ngoài chưa bị vị phá, lại không có chìa khóa, đúng là khó tiến vào. Có khi nào chân long chi kiếm phong ấn quá kín nên ngươi không cảm giác được. Lý Vân Tiêu lấy ngọc giản ra, nói. Nhất Thiên Huynh đưa phù lục tổng cộng ghi chép 1773 món bảo bối. Ngày xưa tổ tiên của Huynh lấy đi 500 món, còn lại 1273 món. Các vị hãy nhìn xem. Vật phẩm nơi đây chỉ có 1263 món, vừa lúc thiếu 10. Lý Vân Tiêu nói thế, mọi người vội dùng thần thức quét qua. Với lực lượng thần thức của các đại cao thủ đương nhiên liếc sơ liền thấy rõ, đúng là có 1263 món. Mọi người cùng nhìn Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên la lên. Sao có thể như vậy? Tiên tổ ghi chép tuyệt đối không sai. Lý Vân Tiêu nói. 1773 món bảo bối này tuy là vật hiếm có, nhưng chỉ có 32 món xứng là chí bảo, khiến bản thiếu gia thèm muốn. Giá trị 23 món này hơn xa mấy thứ khác, ngày xưa tổ tiên Vạn gia không khách sáo lấy đi 20 món, chỉ còn lại 10. Các vị liều mạng tham gia vũ quyết chắc mục tiêu là 10 món này, vừa rồi ta đi dạo một vòng, thiếu 10 món chính là chúng. Cái gì? Mọi người càng rung động. Nam Khâu Vũ biến sắc mặt hỏi. Vân Thiếu gia có mấy phần nắm chắc chuyện này là thật. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Mấy phần nắm chắc, bản thiếu gia có diệu pháp linh mục thấy rõ những thứ bị phong ấn bên trong,
vậy nói xem ta có mấy phần nắm chắc. Mọi người chuyển sang nhìn Vạn Nhất Thiên, nhiều người mắt bắn ra sát khí. Người Vạn Nhất Thiên lạnh lẽo hết một nửa, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nói. Lão Phu chưa từng vào bí tàng này, dù có xung đột với ghi chép trong mục lục nhưng không thể trách Lão Phu đi. Hơn nữa các ngươi có ai dám nói sẽ cướp được những chí bảo này. Đa số người chỉ có thể đạt được hơn 1000 đẳng cấp chân bảo đã tài phú cách xù. Nam Khâu Vũ nói. Nhất Thiên Huynh nói rất đúng, chuyện này không thể trách hắn. Mọi người bình tĩnh ngẫm lại, thấy cũng có lý. Dù 10 chí bảo còn cũng không đến lượt họ. Ân Chỉ hỏi. Còn hai món chí bảo nữa là cái gì? Tuy Ân Chỉ xếp hạng 3 nhưng Miễn Ngạo Vô Tâm không chọn chúng thì cơ hội của gã vẫn rất lớn. Có vẻ Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng quan hệ rất tốt, Ân Chỉ và Mục Trang cũng chơi hân, gã có thể nhờ Lý Vân Tiêu chọn giúp. Lý Vân Tiêu nói. Không Linh Diệu Thư, Ma Thạch. Tim mọi người đập nhanh, dù chỉ còn lại hai thứ cũng có giá trị rất lớn, khiến người thèm muốn. Đặc biệt là Không Linh Diệu Thư, một loại công pháp tuyệt thế. Vạn bảo lâu của Ngạo gia chảy ra từ đây, khiến người mơ màng. Mục Trang hỏi. Không biết Vân Thiếu gia định chọn thứ nào. Thiếu 10 món chí bảo nhưng Mục Trang không đau lòng, vì quyền lựa chọn món đầu tiên đã cho Lý Vân Tiêu. Được đệ nhất phú quyết, có thêm 30 danh ngạch vào Lang Hoàn Thiên đã là vượt giá trị. Lý Vân Tiêu nói. Ma Thạch. Lý Vân Tiêu chộp hư không, một hộp ngọc hình vuông rơi vào tay hắn, to cỡ dưa hấu. Mọi người nhìn chằm chằm hộp ngọc, không ai biết ma thạch là cái gì nhưng đã xếp vào hàng chí bảo tất nhiên bất phàm. Nhiều người mắt lóe tia kỳ dị, không chỉ vì ma thạch còn vì tin đồn Lý Vân Tiêu có thánh khí đã là điều khẳng định, bảo trong lòng bọn họ không nóng lên là không thể nào. Nhưng vì e ngại thực lực Lý Vân Tiêu cường đại, lúc trước trên đảo La Phù ai đều chịu ân huệ của hắn, nhiều ít còn chút lương tâm nên từ bỏ ý đồ. Thật ra Lý Vân Tiêu cũng rất muốn xem Không Linh Diệu Thư nhưng ma thạch. Khi thần thức của Lý Vân Tiêu quét vào trong thì không kiềm được tim đập nhanh. Bên trong có cảm giác như nghe hồng thạch, cộng với cái tên. Lý Vân Tiêu không kiềm được chọn ma thạch. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu nhìn thấu phong ấn, cục đá to cỡ dưa hấu có màu xám trắng, khác hẳn với hình dạng nghe hồng thạch, nhưng cho hắn cảm giác rất quen hưu tộc. Nam Khâu Vũ nói. Vô Tâm, đến lượt ngươi. Ngạo Vô Tâm bước ra, chắp tay hướng Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu gia, xin hỏi Không Linh Diệu Thư đâu? Ta không nhìn hấu những phong ấn này, mong Vân Thiếu gia không tiếc chỉ dạy cho. Lý Vân Tiêu cười nói. Vô Tâm, ngươi là trẻ ngoan nhưng xin lỗi, ngươi phải tự dựa vào mình. Ngạo Vô Tâm đã chuẩn bị tâm lý từ trước, buông tiếng thở dài. Ai? Ngạo Vô Tâm tự mình tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một cái hộp dài, bên trong giường như chứa ngọc giản, trực tiếp chộp lấy nó. Ngạo Vô Tâm mở ra xem, quả nhiên bên trong có một ngọc giản màu vàng. Sắc mặt mọi người bừng sáng. Nhưng Ngạo Vô Tâm không kích động, gã liếc Lý Vân Tiêu, thấy đối phương nhếch môi treo nụ cười thì cười khổ nói. Xem ra không phải. Ngạo Vô Tâm không thèm nhìn ngọc giản, trực tiếp cất đi, quay về chiến hạm. Nam Khâu Vũ nói. Bích Lạc Tông hạng 3, chọn đi. Lý Vân Tiêu phất tay. Tiểu Hồng, lại đây, đại ca ca dịa cho. Ân Chỉ cười ngoác tận mang tai, vỗ Tiểu Hồng. Mau đi qua. Tiểu Hồng nhảy nhót tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, hắn giơ tay chộp không khí. Một luồng sáng phía xa bay tới, lơ lửng trên cao. Lý Vân Tiêu chỉ vào thứ đó, nói. Chọn cá ở này. Tiểu Hồng chớp mắt nói. Đại ca ca, Tiểu Hồng muốn ma thạch lúc trước đại ca ca chọn. Lý Vân Tiêu giật mình hỏi. Tiểu Hồng có phải đã nhận ra cái gì? Tiểu Hồng lắc đầu, nói. Tiểu Hồng cũng không biết, nhưng Tiểu Hồng rất muốn khối ma thạch đó, rất muốn rất muốn. Đại ca ca cho Tiểu Hồng được không? Lý Vân Tiêu vuốt trán Tiểu Hồng, nói. Tiểu Hồng, xin lỗi, không thể cho Tiểu Hồng khối ma thạch đó được. Tiểu Hồng dùng mình, trong mắt có gợn sóng hiện ra, khuếch tán từng vòng ma văn màu đen, dường như đang cố gắng ức chế và nhẫn nại. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Mục Trang. Con người Lý Vân Tiêu co rút, hai tay vội vàng bấm quyết đánh vào người Tiểu Hồng. Từng đợt phong ấn bay vào các đại khiếu huyệt của Tiểu Hồng, tạm thời phong lực lượng ma nguyên. Tiểu Hồng ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân run run. Một lúc sau Tiểu Hồng đứng lên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tiểu Hồng run giọng nói. Đại ca ca,
người xấu suýt nữa lại đến. Mọi người giật mình nhìn Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, không hiểu ra sao. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói. Không sợ, có đại ca ca ở đây, không sợ người xấu. Tiểu Hồng trước tiên cất Không Linh Diệu Thư đi, chờ chúng ta rời đi rồi tính. Lý Vân Tiêu định cầu viện Linh Mục Địch, với năng lực của Linh Mục Địch có lẽ sẽ đuổi Đế Dạ ra được. Tiểu Hồng gật mạnh đầu, chộp lấy Không Linh Diệu Thư. Mọi người than thở lúc lắc đầu, than thở chuyện tốt này sao không rơi vào mình. Còn về hạng 4 là Cảnh Thất, biểu tình siêu âm trầm, không ai dám đứng gần, sợ lỡ bị văng miệng. Cảnh Thất không thèm nhìn, tùy tiện chộp một cái. Dù sao không nhìn thấu, chọn cái nào cũng như nhau. Những người phía sau cũng vậy, không có nhiều khác biệt. Các tiểu môn tiểu phái cực kỳ kích động. Nửa ngày sau, hơn 1000 chân tàng bị lấy hết. Vì có Lý Vân Tiêu Yên người Mục gia hầu như toàn lấy được đồ tốt. Mục Trang nhìn vẻ mặt đám người khác buồn bực thì cười không khép được miệng. Nam Khâu Vũ nói, bí tàng đã giống, bây giờ quay về đi. Địa chi bối tích mang mọi người về đảo Đại Luân. Thứ bậc vũ quyết sinh ra danh ngạch Lang Hoàn Thiên thì chờ khi Lang Hoàn Thiên mở ra sẽ đưa tặng hết. Vi Thi Thi đột nhiên lên tiếng. Có vẻ đại nhân không định cùng chúng ta trở lại. Nam Khâu Vũ nói. Ta chợt nhớ đến một việc nên Hải đi một mình, các người đi trước. Mọi người thầm lấy làm lạ, định hỏi thêm thì thấy nguyên địa chi bối tích xung dinh, khởi động nhảy không gian, sử dụng uy năng to lớn trực tiếp xuyên qua không gian. Vù 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 vù. Từng vòng sáng bắn ra từ chiến hạm, hân hạm to lớn biến mất tại chỗ. Mất đi náo nhiệt, không gian bí tàng trở nên tĩnh lặng. Nửa canh giờ sau, đột nhiên một vòng sáng dao động từ một điểm nối. Sóng gợn càng lúc càng lớn, một bóng người chậm rãi bước ra, chính là Ngô Đại Thành. Tay Ngô Đại Thành đỡ cằm, nghiêng đầu lẩm bẩm. Không Linh Diệu Thư không đáng gì, nhưng ma thạch bị Lý Vân Tiêu lấy mất, đáng tiếc. Ngô Đại Thành lắc đầu. Chợt con người có rút cảnh giác nhìn đằng trước. Cách xa trăm trượng, trong không gian lúc trước có chiến hạm, một bóng người đi ra chậm rãi nói. Một mình ngươi chiếm hết 10 chí bảo còn la tiếc. Ngô Đại Thành nhìn người đó, chợt cười nói. Ha ha ha, Nam Khâu Vũ đại nhân muốn đến cướp chí bảo của ta sao? Người này chính là Nam Khâu Vũ, đã không đi theo chiến hạm bình thường. Biểu tình Nam Khâu Vũ bình tĩnh nói. Tuy ta cũng thích chí bảo nhưng nếu ngươi muốn thì ta không cướp, ta muốn biết lai lịch, thân phận của ngươi. Ngô Đại Thành cười tủm tỉm. Hỏi thăm riêng tư của người ta là việc làm rất không lễ phép. Ta vô cùng tò mò làm sao đại nhân biết ta ở đây. Không có lý nào bị đại nhân phát hiện được. Nam Khâu Vũ nói. Ngươi giấu rất kín, ta không phát hiện ra. Vậy là... Ngô Đại Thành sửng sốt, chợt lật tay phải lại, một thẻ bài xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngô Đại Thành cười khổ nói. Hóa ra là nó, ta quên vứt. Nam Khâu Vũ nói. Đúng vậy, ta khắc thuấn di phù trên lệnh bài, ất nhiên cũng để lại chút ấn ký. Nếu không trùng hợp như vậy thật đúng là không ai phát hiện ra ngươi, thật cao minh. Ngô Đại Thành ném lệnh bài qua, nói. Trả lại cho ngươi. Nam Khâu Vũ vung hai tay bắn lệnh bài về. Để lại làm kỷ niệm đi. Ngô Đại Thành lạnh lùng nói. Hừ. Đã bị ngươi làm ký hiệu, ai còn dám giữ? Ngô Đại Thành vươn tay chộp, bóp nát lệnh bài. Nam Khâu Vũ nói. Không cần thì thôi, 10 chí bảo trên người của ngươi là điều kiện ta hỏi thăm thân phận của ngươi, đủ rồi đi. Ngô Đại Thành hừ lạnh một tiếng. Thứ này vốn là của ta, cái gì gọi là đủ điều kiện? Muốn biết lai lịch của bổn tọa vậy để xem ngươi có bản lĩnh đó không? Nam Khâu Vũ nhíu mày. Tuy thực lực của đối phương hơi quái dị nhưng nếu đánh nhau thì Nam Khâu Vũ nắm chắc phần thắng, không hiểu Ngô Đại Thành lấy đâu ra tự tin. Ngô Đại Thành cười gian. Như thế nào, sợ. Ngô Đại Thành ngoắc đầu ngón tay. Nào nào, để ta nhìn xem chủ thiên tiệm nhai rốt cuộc có mấy phần sức mạnh. Nam Khâu Vũ gật đầu, nói. Như ngươi mong muốn. Nam Khâu Vũ đi hướng Ngô Đại Thành, trên người không có dao động nguyên lực. Trông như một người bình thường chậm rãi đi bộ trong không trung. Nhưng Ngô Đại Thành biến sắc mặt, hét to. Đến thật, bổn tọa không chơi đùa với ngươi, hẹn gặp lại. Trước mặt Ngô Đại Thành bay ra một vòng giòn, bên trên biến ra vô số phù văn màu vàng vòng quanh bốn phía vòng tròn, bên trong thoáng hiện từng vòng ma kha cổ văn, xoay tròn không ngừng. Nam Khâu Vũ biến sắc mặt, kinh kêu. Vũ Quang Bàn.
Nam Khâu Vũ biến mất tại chỗ, với tốc độ nhanh nhất vọt tới, nhưng không gian bốn phía cực kỳ quái dị, mặc cho Nam Khâu Vũ xông tới như thế nào thì khoảng cách vẫn rất xa xôi. Ngô Đại Thành cười nói. Kinh người vi là trụ, tứ phương trên dưới là vũ. Vũ Quang Bàn khống chế quy tắc không gian, vốn muốn chơi đùa với ngươi một chút nhưng xui hết thực lực của bổn tọa chênh lệch xa với ngươi, thôi thì đi trước là hơn. Lần sau lại ra chơi, hẹn gặp lại. Biểu tình Nam Khâu Vũ trầm trong, hai tay vẽ vòng tròn trước mặt, một luồng lực lượng không ngừng dâng lên cao, chớp mắt đến trình độ khủng bố, đột nhiên đánh ra. Ầm 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 ầm. Quy tắc không gian bốn phía tan vỡ, ma kha cổ tự trên Vũ Quang Bàn bị đánh tan. Ngô Đại Thành biến sắc mặt kinh kêu. Lực lượng của ngươi. Ngô Đại Thành chưa nói xong thân hình đã bị tác dụng của Vũ Quang Bàn đưa đi xa vạn dặm, trực tiếp truyền tống. Chỉ để lại ma kha cổ tự vỡ nát, ký hiệu màu vàng dần biến nhỏ, không ngừng tan biến. Trường bảo của Nam Khâu Vũ không gió tự bay, biểu tình trầm trọng nhìn phương xa. Nam Khâu Vũ hoàn toàn không cảm giác được Ngô Đại Thành tồn tại, tất nhiên đã truyền tống đi rất xa. Ngô Đại Thành này rốt cuộc là ai? Nam Khâu Vũ trầm ngâm. Báu vật Vũ Quang Bàn dù vào tay ta cũng cần luyện hóa nửa năm, một năm mới có thể tùy ý thi triển. Hắn vừa lấy liền dùng. Người này giả mạo Lý Vân Tiêu, dường như quen biết Lý Vân Tiêu. Tuyệt Thiên Hàn biết hắn là giả mạo nhưng vẫn gả đôi nữ nhi yêu quý. Muốn điều tra thân phận của người này phải xuống tay từ Lý Vân Tiêu và Tuyệt Thiên Hàn. Quyết định xong, Nam Khâu Vũ xoay người đi. Không gian bí tàng hoàn toàn tĩnh lặng, quay về một mảnh âm trầm. Chiến hạm địa chi bối tích rất nhanh xuất hiện trên đảo Đại Luân. Các tông các phái lần lượt cáo từ, chuyến đi này thu hoạch rất phong phú, bọn họ định trở lại nghiên cứu báu vật có được. Tổn thất lớn nhất là những môn phái đã chết đệ tử tinh anh, và thi sát tông. Địa chi bối tích vừa đến đảo Đại Luân thì cảnh thất liền hóa thành luồng sáng bay đi, biến mất phía chân trời. Mục Trang nhìn phương xa, hỏi. Vân Thiếu Gia hoàn toàn đắc tội người này, sợ là về sau phải cẩn thận một chút. Hay Vân Thiếu Gia cùng ta về Mục Gia, với tư chất thông tuệ của Vân Thiếu Gia chỉ cần tiềm hành tu luyện mấy chục năm, tương lai sẽ không địch thủ dưới vòm trời này. Mục Trang chú trọng Lý Vân Tiêu cao đến trước giờ chưa từng có, trực giác nhạy bén cho gã biết bá chủ thiên vũ giới mấy trăm năm trong tương lai sẽ là người trước mắt. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu hắn thật sự có thể giết ta thì đã không đi. Mục Trang nói, tuy nói vậy nhưng cảnh thất là tiểu nhân, phải đề phòng. Cộng thêm hiện tại Vân Thiếu Gia và Uyển Sơn. Khụ khụ. Lý Vân Tiêu ngắt lời. Chuyện này các người tự sắp xếp, bản thiếu gia đã nói trước rồi. Mặt Mục Uyển Sơn trắng bệch, cắn môi đỏ rực, cố nén không khóc nhưng lệ vẫn tua nơi. Mục Trang thở dài, lấy một ngọc giản ra đưa cho Lý Vân Tiêu. Ta thấy Vân Thiếu Gia rất có thiên phú cơ quan khôi lỗi. Trong ngọc giản này ghi chép một số câu Vân Thiếu Gia từng hỏi. Còn có bổn tọa hiểu biết về cơ quan khôi lỗi, đã ghi kỹ càng trong này, xin đừng truyền ra ngoài. Người Mục Gia giật mình. Mục Trinh vội la lên. Tộc trưởng đại nhân, thuật khôi lỗi này. Mục Trang ngắt lời Mục Trinh. Với tư chất của Vân Thiếu Gia về mặt này không học khôi lỗi thì đáng tiếc, huống chi ta tin tưởng Vân Thiếu Gia sẽ không truyền ra ngoài. Lý Vân Tiêu hơi cảm động, hắn nhận lấy ngọc giản. Đa tạ, coi như ta nợ Mục Gia một nhân tình, sau này có chuyện tùy thời tìm ta. Lý Vân Tiêu không ở lại lâu, chắp tay hành lễ rồi phất tay áo bỏ đi. Trên đảo Đại Luân thấp thoáng bóng người, Lý Vân Tiêu nhanh chóng che giấu hơi thở lẫn vào dòng người tới lui. Mục Gia thả cơ khôi di động ra, bay lên địa chi bối tích, đáp xuống lãnh địa Mục Gia. Mục Uyển Sơn không kiềm được nước mắt rơi như mưa, che miệng chạy đi. Mục Trinh nhìn bộ dạng của Mục Uyển Sơn thì hơi áy náy, nhưng chỉ được một lúc ngắn ngủi. Mục Trinh nói, tộc trưởng đại nhân, thuật khôi lỗi là chí bảo các đời, chưa bao giờ truyền ra ngoài. Không phải Mục Trinh trách cứ gì nhưng tộc trưởng đại nhân làm vậy là thiếu suy xét. Mục Trang gật đầu, nói, ta hiểu điều người nói nhưng hành động hôm nay là đúng hay sai rất khó nói, tạm gác lại để thời gian kiểm nghiệm đi. Huống chi bên trong đa phần là câu hỏi lúc trước hắn nêu ra, tâm đắc của ta, không tính ra truyền ra ngoài. Mục Trinh nói, thứ lỗi tại hạ nhiều lời, dường như tâm tình của tộc trưởng đại nhân đã thay đổi. Người Mục Gia đứng xung quanh nín thở, toát mồ hôi lạnh. Mục Trinh nói câu này rất không khách sáo, xem như lây hạ phạm thượng.
Trong Mục gia tộc quy cực nghiêm khắc xếp hải chịu hình phạt. Mục Trang không giận, cười nói. Ha ha ha, vậy sao? Chính ta cũng thấy vậy. Có lẽ vì phong kín quá lâu hoặc do mình đã già. Phú Quyết lần này khiến ta cảm thấy mình hơi ếch ngồi đáy giếng. Không chỉ là ta, toàn Mục gia, thậm chí là toàn tông môn ẩn thế đều vậy. Đám người Mục gia giật mình mở to hai mắt nhìn nhau, không thể tin lời này thốt ra từ miệng tộc trưởng. Mục Trinh nhíu mày nói. Xin tộc trưởng đại nhân đừng xa sút như vậy, Lý Vân Tiêu là độc nhất vô nhị trong đại lục Thiên Vũ, như yêu nghiệt. Trừ người này ra đại lục Thiên Vũ không có cao thủ khác. À, vậy sao? Mục Trang lạnh nhạt nói. Tiểu Hồng thì sao, Ngô Đại Thành kia nữa? Cái này. Mục Trinh ngây người, nói. Tiểu Hồng chỉ dựa vào quan hệ với Lý Vân Tiêu mới được hạng ba, Ngô Đại Thành thì không thấy bóng dáng, trời biết xôn chết thế nào. Mục Trang lắc đầu, nói. Đừng quên dù là Lý Vân Tiêu cũng hết sức kiêng dè hai người này. Chiêu lửa màu trắng của Tiểu Hồng cực kỳ khủng bố. Thân pháp tuyệt thế của Ngô Đại Thàn Hàng là chưa từng nghe hay thấy. Ta luôn nghĩ mười chí bảo biến mất trong bí tàng chân long có khi nào liên quan đến Ngô Đại Thành không? Mục Trinh giật mình kêu lên. Không thể nào. Mục Trinh lắc đầu nguầy nguậy. Tuyệt đối không thể, trận pháp nơi y đó chưa bị phá. Nam Khâu Vũ cũng không vào được. Ngô Đại Thành chỉ có thân pháp cường đại, tộc trưởng đại nhân đánh giá hắn quá cao. Mục Trang nói, nếu hắn chỉ có thân pháp dường như thì cáo giả Tuyệt Thiên Hàn sẽ gả nữ nhi cho hắn sao? Mục Trinh nghẹn lời, cứng ngắc nói. Có lẽ vì hồ đồ một lúc. Mục Trang lạnh lùng cười. Ngươi có tin câu giải thích này không? Trên thế giới này hồ đồ một lần có lẽ dẫn đến kết quả tai họa ngập đầu. Long Nha Sơn Trang có thể đi đê bây giờ là vì Tuyệt Thiên Hàn chưa bao giờ hồ đồ. Mục Trinh lắc đầu, nói. Dù vậy thì ta vẫn không tin suy luận chí bảo biến mất liên quan đến Ngô Đại Thành đó. Nếu là Ngô Đại Thành lấy đi vậy tại sao là 10 mà không phải tất cả? Mục Trang lạnh nhạt phun ra hai chữ. Thời gian. Mục Trang tiếp tục bảo. Ngươi đừng quên Ngô Đại Thành không phá một mắt trận nào đương nhiên sẽ gây ra nghi ngờ. Nhưng dù vậy hắn vẫn không đi phá trận, vì không đủ thời gian. Tuy ta không biết Ngô Đại Thành làm sao vào được đại trận tầng mây nhưng chắc chắn mất nhiều thời gian, cộng thêm những kho báu bị phong ấn phong lại, chắc hắn cũng không thể nhìn thấu hết tất cả, vì vậy cũng cần thời gian. Mục Trinh nói, nếu đúng vậy tại sao Ngô Đại Thành không lấy hết 1.200 món? Mục Trang nói, thiếu 10 món không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí sẽ không ai nghi ngờ Ngô Đại Thành. Nhưng nếu lấy hết thì nguyên tông môn ẩn thế sẽ phát cuồng, Ngô Đại Thành khó giánh thoát. Mục Trinh lắc đầu, nói. Tộc trưởng đại nhân suy luận phân ích có lý, nhưng Mục Trinh vẫn không thể tin. Mục Trang cười nói. Ha ha ha, chuyện gì luôn phát triển hướng tệ nhất, hiện tại bổn tọa gần như khẳng định là Ngô Đại Thành lấy 10 món báu vật đó. Nam Khâu Vũ nói bỗng nhiên có việc chắc vì điều tra chuyện này. Mục Trinh trầm ngâm một lúc, nói. Dù đúng như tộc trưởng suy đoán thì ba người này chỉ là đặc biệt, e rằng trên đại lục Thiên Vũ khó tìm ra yêu nghiệt như vậy. Mục Trang bí hiểm nhìn Mục Trinh, chậm rãi nói. Đại lục Thiên Vũ có yêu nghiệt như vậy chứng minh vận số chưa hết. Tim Mục Trinh rớt cái bịch, kinh kêu. Tộc trưởng đại nhân nói vậy là có ý gì? Mục Trang nói. Về trước đi, bổn tọa đang suy nghĩ có nên rút khỏi Thiên Minh không? Người Mục gia lòng vô cùng rung động. Suy nghĩ hỗn loạn. Nếu Mục gia rốt túc hỏi Thiên Minh sẽ là việc lớn trong tông môn ẩn thế, trực tiếp ảnh hưởng cân bằng Thiên Minh, lại gây ra sóng gió. Lý Vân Tiêu đáp xuống đảo Đại Luân, vì tránh cho rắc rối nên hắn ức chế khí thế của mình, thoạt trông như chỉ có Vũ Hoàng. Lý Vân Tiêu đi hướng Bích Lạc Tông. Bích Lạc Tông có lãnh địa riêng của mình, các đệ tử đều biết mặt Lý Vân Tiêu, vội đi vào thông báo. Rất nhanh một người bộ dạng trưởng lão đi ra, chắp tay nói. Tại hạ là Thường Tử An của Bích Lạc Tông, ký anh chào Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu nói, làm phiền đại nhân thông báo một tiếng, ta muốn gặp Tiểu Hồng. Thiên giả, nói, rất xin lỗi, tông chủ đại nhân và Tiểu Hồng cô nương đã thông qua truyền tống trận đi trước một bước. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, cái gì, nhanh vậy? Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ, nhưng ta chưa thấy quý phái có người rời đi. Thường Tử An cười nói, tông chủ đại nhân và Tiểu Hồng cô nương thật sự đã đi.
Diệu pháp linh mục của Vân Tiêu công tử làm sao lão phu dám lừa gạt. Nếu công tử có hứng thì có thể đi Bích Hải Triều Thiên viếng thăm, Bích Lạc Tông ta vô cùng hoan nghênh. Bích Hải Triều Thiên sao? Chắc là chỗ của Bích Lạc Tông. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, nói. Nếu vậy xin quấy dày. Lý Vân Tiêu phải tìm cách đưa Tiểu Hồng đi rồi xua Đế Dạ ra, sức một mình hắn không làm được nhưng nếu có linh mục địch ra tay thì sẽ có cách. Thường Tử An sửng sốt, vốn chỉ mời lễ phép nhưng không ngờ Lý Vân Tiêu đi thật. Ngoài mặt đối phương không lộ vẻ bất mãn gì, cực kỳ nhiệt tình cười nói. Ha ha ha, vậy mời Vân Thiếu ra mau vào trong. Nếu Tông Chủ Đại Nhân và Tiểu Hồng cô nương mà biết sẽ rất vui. Thường Tử An lập tức xếp người mang Lý Vân Tiêu vào chỗ Bích Lạc Tông cư trú, còn gã thì vội đi liên lạc với Ân Trì. Với thân phận, địa vị của Thường Tử An mang một người trở lại không thành vấn đề. Nhưng Lý Vân Tiêu không phải ai khác, Thường Tử An cần thông báo lên trên trước. Lý Vân Tiêu không phải chờ lâu lập tức thấy Thường Tử An, gã vội vàng chạy tới, đầy bụng tâm sự. Lý Vân Tiêu hỏi trước. Như thế nào, hay Ân Trì không hoan nghênh tê đến? Thường Tử An sửng sốt, cười to bảo. Ha ha ha, Vân Thiếu gia thật biết nói đùa, sao có thể? Lý Vân Tiêu nói. Ta thấy lúc trước đại nhân thái độ bình thường, đi thông báo một lúc quay về thì vẻ mặt hoảng hốt, còn tưởng đâu Ân Trì không thích ta. Người Thường Tử An khẽ run, mắt lóe tia kinh ngạc, cố nén lòng kinh sợ, cười lúng túng nói. Ha ha, làm sao có thể, làm sao có thể. Nhưng biểu tình của Thường Tử An cực kỳ khó xem, mặt chảy mồ hôi ròng ròng. Lý Vân Tiêu nhìn thấy hết, hắn biết có điều lạ. Nhưng đối phương đã không nói thì Lý Vân Tiêu lười chọc thủng. Lý Vân Tiêu nhất định sẽ mang Tiểu Hồng đi, không cần biết Ân Trì có ý nghĩ gì, hắn phải đi Bích Lạc Tông một chuyến. Thường Tử An vội vàng đi trước dẫn đường, chỉ cảm thấy toàn thân như mới tắm mưa. Người trước mắt đáng sợ hơn nòng tưởng tượng, không biết quyết định của Tông Chủ Đại Nhân là đúng hay sai. Rất nhanh hai người đi tới trước một giết người cỡ nhỏ, chỉ to cỡ mấy trượng, số lần truyền tống hạn chế người. Thường Tử An nói, truyền tống trận loại nhỏ này chỉ có trong Bích Lạc Tông ta, không thuộc đảo Đại Luân quản lý. Trên đảo này là vi phạm lệnh cấm, nhưng chúng ta che giấu rất tốt, cộng thêm đủ thực lực. Dù đảo Đại Luân biết chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Vừa rồi Tông Chủ Đại Nhân và Tiểu Hồng từ đây truyền tống đi. Nên Vân Tiêu công tử mới không thấy họ. Thường Tử An giải thích xong mỉm cười, sắc mặt khá hơn chút. Lý Vân Tiêu nói. Vậy đi đi. Lý Vân Tiêu bước chân vào truyền tống trận. Thường Tử An lập tức sai người kích phát trận pháp. Lý Vân Tiêu nhướng mày hỏi. Đại nhân không đi cùng ta sao? Thường Tử An vội nói. Tại hạ còn việc bạn phải làm, chút nữa mới đi. Lý Vân Tiêu nói. Bích Hải Triều Thiên lớn như vậy, lỡ ta lạc đường thì sao? Thường Tử An nói, đây là truyền tống trận cố định, đương nhiên sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong Bích Lạc Tông, Vân Tiêu công tử không cần lo. Lý Vân Tiêu nói, ta rời sinh nhát gan, đại nhân đi cùng ta đi. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu chộp, lực hút cực mạnh lan tràn trên không trung kéo Thường Tử An lại. Thường Tử An hết hồn, vội nói, buông tay, mau buông ra, ta thật sự có việc phải giải quyết, đại nhân. Nhưng mặc cho Thường Tử An vùng vẫy thế nào vẫn rơi vào truyền tống trận, mặt gã không còn chút máu. Ánh sáng trận pháp nổi lên bốn phía, hai người chợt biến mất. Mấy canh giờ sau, trên một hòn đảo hoang vu, một luồng sáng lấp lóe bừng lên. Lý Vân Tiêu và Thường Tử An xuất hiện. Trên đảo không một cọng cỏ, đất rất cứng, hơi giống đảo La Phù. Ngoài đảo là biển cả bao la vô bờ, không phân biệt được phương hướng. Lý Vân Tiêu nói. Còn bảo sẽ không lạc đường, Thường Tử An đại nhân lừa ai? Rất tông môn những thế gia ẩn thế các người luôn rất bí ẩn, giấu kín đến nỗi ta không tìm thấy. Đại nhân mau dẫn ta đến Bích Lạc Tông đi. Thường Tử An biểu tình cực kỳ khó xem, ấp úng nửa ngày đột nhiên biến thành độn quang bay hướng biển phía xa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Đi chậm chút, bản thiếu gia không theo kịp. Thân hình Lý Vân Tiêu dần hóa xét lạnh lùng nhìn Thường Tử An. Đối phương chỉ có lực lượng vũ đế đỉnh bát tinh, làm sao chạy ra lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu được. Lý Vân Tiêu đang định thuấn di đuổi theo, đột nhiên bên trên khu vực biển mấy trăm trượng bừng lên một tầng sáng chặn lại độn quang của Thường Tử An đẩy gã quay về mấy chục trượng. Vẻ mặt Thường Tử An kinh hoàng hét to. Trong chủ đại nhân,
là ta, mau thả ta ra ngoài. Mặc cho Thường Tử An cầu xin thế nào bốn phía không có phản ứng, mấy lần cưỡng bức đột phá cũng bị phòng ngự đánh bật về. Lý Vân Tiêu sửng sốt, lôi quang trên người biến mất, trở về trạng thái bình thường. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Thường Tử An kêu gào vùng vẫy. Đột nhiên có tiếng thở dài vang lên. Tử An, biết rõ nơi này là tử địa mà sao ngươi còn cùng Lý Vân Tiêu đến? Tinh thần hy sinh vì nghĩa thế này làm bổn tọa rất là cảm động. Chân trời phương xa chậm rãi hiện ra một người, chính là Ân Trì. Gã chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình. Thường Tử An vội giải thích. Tông chủ đại nhân, không phải ta tự nguyện, là Lý Vân Tiêu kéo ta vào theo. Hãy mau mở phòng ngự để ta ra ngoài. Ân Trì nói. Thì ra là vậy, hèn gì ta thấy lạ, từ khi nào giác ngộ của ngươi biến cao như vậy. Nhưng ta không thể mở vòng bảo hộ ra được, tốc độ của Lý Vân Tiêu nhanh hơn ngươi gấp 10 lần, nếu thả ngươi ra thì không nhốt Lý Vân Tiêu được. Thường Tử An căng thẳng muốn khóc. Vậy ta phải làm sao đây? Bao giờ mới ra ngoài được? Ân Trì nói. Chờ khi Lý Vân Tiêu chết là ngươi có thể ra ngoài. Thường Tử An biểu tình cực kỳ khó xem run giọng nói. Đại nhân, nếu mở sát trận ra có lẽ Tử An sẽ chết trước hắn. Ân Trì khẽ thở dài. Tử An, bổn tọa cũng luyến tiếc ngươi. Nhưng chuyện trên đời thường không theo ý người, dù là bổn tọa cũng thân bất do kỷ. Hư ột thanh âm lạnh lùng hừ mạnh vang lên bên cạnh Ân Trì. Còn từ biệt với thuộc hạ sao? Dài dòng quá, một lâu la vũ đế bát tinh có thể chết chung với Lý Vân Tiêu coi như vinh hạnh của hắn. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, không gian bên cạnh Ân Trì lan vòng sáng, một thiếu niên mặt lạnh băng đi ra, là Cảnh Thất. Biểu tình Thường Tử An tuyệt vọng, dường như biết mình chết chắc. Ân Trì nói, Tử An, người yên tâm ra đi, ta sẽ chăm sóc ốt cho người nhà của ngươi. Thường Tử An khóc, cúi đầu từ xa nói. Đa tạ tông chủ đại nhân. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Chỉ hai ngươi sao, cộng thêm tòa trận pháp này đã muốn giết bản thiếu gia. Ân Trì nói, tuy Vân Tiêu công tử có thực lực kinh hiên nhưng xin đừng đánh giá mình quá cao. Quanh hòn đảo này bầy Vân Tiêu công tử, tuy không bằng sát trận thượng cổ nhưng đủ để giết công tử. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói. Cửu thiên thập địa sát trận của Bắc Hải vương tộc. Ân Trì khen. Vân Tiêu công tử quả nhiên là thấy rộng biết nhiều. Lý Vân Tiêu hỏi. Hay vương tộc Bắc Hải cũng đến đây? Đột nhiên biển cả dậy sóng, một hổ kình to lớn nổi lên mặt biển. Lưng cá voi phun cột nước cao mấy trăm trượng, có mấy bóng người thấp thoáng trên cột a nước. Mấy giây sau thân hình mới rõ ràng lên. Một nam nhân được hai thị tòng hầu hạ chễm chệ ngồi trên một chiếc bảo tọa, tự rót tự uống mỹ tửu. Nam nhân cười nói. Tuy vương tộc có đây nhưng không hề ác ý với Vân Tiêu công tử, chỉ cho mượn trận chiến, đến xem một cái. Một thanh niên đứng bên cạnh nam nhân, khuôn mặt lạnh băng toát ra âm khí, là Nhuận Tông ngày xưa từng đánh nhau với Lý Vân Tiêu ở Trấn Hải Mộc. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói. Chủ Bắc Hải. Nam nhân cười nói, Đại Lục Thiên Vũ đã cất nhắc tại hạ, chủ Bắc Hải là huynh trưởng của Ngô, tại hạ là Nhuận Lung, vị này chắc Vân Tiêu công tử còn nhớ. Là tiểu điệt Nhuận Tông. Biểu tình trên mặt Nhuận Tông rất phức tạp, âm trầm, lòng dậy sóng. Ngày xưa từ biệt ở Trấn Hải Mộc nay Lý Vân Tiêu đã là vũ đế đỉnh cửu tinh. Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói, kỳ lạ, mới rời khỏi bí tàng bao lâu mà các ngươi đã ước hẹn đối phó ta. Còn có thời gian đi Bắc Hải mượn sát trận. Nhuận Lung cười nói. Cái này thì ta cũng khó nói rõ. Ta chỉ đền bổ trận, và xem uy lực trận thế ra sao. Còn về đối phó ai thì ta chỉ vừa biết, thật tình cờ là Nhuận Tông đi theo ta lại là người quen với Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu hỏi. Ân Trì đại nhân có thể giải thích dùm không? Ân Trì nói. Rất đơn giản, lúc ả đảo La Phù là ta đã bắt đầu bài bố giết ngươi. Ta vốn lo không thể dụ ngươi đến đây, không ngờ ngươi chủ động tới cửa, bớt nhiều việc cho ta, đa tạ, đa tạ. Vẻ mặt Ân Trì chân thành, rất nghiêm túc cảm ơn. Lý Vân Tiêu nói, không khách sáo, tại sao muốn giết ta, ai là chủ sử, hoặc các ngươi theo như nhu cầu. Ân Trì nói, cái này, khó nói thật, tóm lại là muốn giết. Lý Vân Tiêu bực mình nói, thật không nghiêm cẩn, nói sao cũng là giết người. Ít ra nên tìm cho chút lý do. Cảnh Thất lạnh lùng nói. Lý do đó là ngươi đáng chết. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ nói. Được rồi,
coi như ta không hỏi vấn đề này. Câu cuối cùng, các ngươi thật sự có tự tin cửu thiên thập địa sát trận này sẽ lấy mạng ta được sao? Nhuận Lung rót ly rượu, nhàn nhã nhấp một ngụm, cười nói. Đương nhiên, ta rất có lòng tin vào trận chiến, đây là tứ hải đệ nhất sát trận. Nếu không ta đã chẳng dám thảnh thơi phẩm rượu tại đây. Ân Chỉ nói. Dù trận này giết không được ngươi, ít ra khiến người bị thương đầy mình rồi chúng ta sẽ ra tay, gần như thắng chắc. Lý Vân Tiêu hỏi. Hai ngươi là cá mặn sao? Đám người Ân Chỉ câm nín. Hai người là siêu phàm nhập thánh, thân thể gần như quân lâm thiên hạ, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị bảo là cá mặn. Ân Chỉ nói. Không sao, cứ coi như chúng ta là cá mặn đi. Nhưng không phải hai con chúng ta mà là rất nhiều. Hai tay Ân Chỉ búng một cái, không trung liên tục gợn sóng. Không ngừng có người hiện ra trên không trung, trừ cao thủ Bích Lạc Tông, thì sát tông ra còn có người tông môn khác. Lý Vân Tiêu rất ngạc nhiên, bốn người ba người đi ra, nhìn đám người này tu vi thấp nhất cỡ vũ đế cao giai, 12 cường giả đỉnh cửu tinh. Trong đó ba người là chủ một phái Lý Vân Tiêu đã gặp trong bí tàng. Đám người này đều nhận được ích lợi Lý Vân Tiêu mang đê lúc ở đảo La Phù. Nhiều ít lộ biểu tình áy náy. Hai vị siêu phàm nhập thánh, 12 đỉnh cửu tinh, 31 vũ đế cao giai, lực lượng cường đại thế này đủ tiêu diệt bất cứ nhất môn nhất phái nào. Nhuận Lung cũng giật mình, vẻ mặt kinh sợ nhìn. Nhuận Lung ngơ ngác nói. Cái, này, vì người này mà dùng nhiều sức chiến đấu như vậy, người này lợi hại đến thế sao? Nhuận Lung nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu. Nhuận Tông nói. Bẩm thúc phụ đại nhân. Người này ngày xưa ở Trấn Hải Mộc chỉ là vũ đế trung giai đã có thể đối kháng với lôi hổ hỏa báo. Nhuận Lung giật mình kêu lên. Ta có nghe người nhắc tới, nhưng rất khó tin, vì giết hắn mà cao tầng toàn thiên minh xuất động. Còn người Lý Vân Tiêu co rút, lạnh lùng hỏi. Là thiên minh muốn giết ta? Ân Chỉ trách móc nhìn Nhuận Lung, nói. Nếu ngươi đã biết rồi thì ta không giấu nữa. Tuy bổn tọa rất thèm báu vật trên người của ngươi nhưng dù sao trong vũ quyết ngươi đã giúp Tiểu Hồng nhiều, coi như có ơn với mọi người, không đến mức lấy oán trả ơn. Nhưng thiên giả có lệnh, chúng ta không thể không nghe. Lý Vân Tiêu hỏi, thiên giả rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết ta? Ân Chỉ nói, ta cũng không rõ. Lý Vân Tiêu nói, dù là thiên minh thì chỉ là kết minh, ta không tin các ngươi răm rắp nghe lời thiên giả. Thì... Khụ khụ, Ân Chỉ hắng giọng. Con người thì không lợi bò dậy sớm, thiên giả đồng ý chỉ lấy một món báu vật trên người của ngươi, còn lại thuộc về chúng ta. À, không biết thiên giả muốn vật gì? Lý Vân Tiêu lấy làm lạ hỏi. Thánh khí sao? Hai chữ thốt ra, mọi người máu nóng sục sôi, chút áy náy không còn. Mắt cả đám bắn ra tia tham lam. Ân Chỉ nói. Cái này thì chúng ta cũng không biết, theo ta thấy hơn phân nửa là vậy. Cảnh Thất sớm không kiên nhẫn, trách. Còn chưa xong sao, nhanh chóng giết, ta sắp sửa luyện chế hắn thành thi sát khôi lỗi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cho ta sai khiến. Ân Chỉ gật đầu, chắp tay nói. Vân Tiêu công tử, ta sắp mở ra trận pháp, hãy bảo trọng. Lý Vân Tiêu mắng. Bảo trọng bà nội ngươi. Mặt Thường Tử An xám xịt, người lảo đảo trên không trung bay về hòn đảo, mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ân Chỉ vung tay lên. Một lá cờ nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay gã, bị ném ra ngoài. Thoáng chốc khí hậu trên đảo thay đổi, môi trường sáng sú thoáng chốc tối sầm, gió âm rít gào. Đám người Ân Chỉ ư bỗng chốc biến mất. Thường Tử An hãi hùng hét lên, vội núp sau lưng Lý Vân Tiêu, dường như làm vậy sẽ an toàn hơn chút. Lý Vân Tiêu nói, ngươi sắp chết chắc rồi, còn sợ gì nữa? Thường Tử An, chấm, mặt Thường Tử An không chút máu mếu máo. Vân Tiêu đại nhân, nếu có thể cứu tại hạ một mạng sẽ vô cùng cảm kích, dù dâng hết tài nguyên của ta cho đại nhân thì ta cũng vui lòng.